Đợi lão phu hồi tỉnh lại, đã cùng ba người bọn hắn một dạng, bị thương thật nặng. Nhưng là cái kia tại lão phu trước mắt trình diễn kinh thiên một màn, lão phu lại là suốt đời sẽ không quên. Cái gì một màn, đây mới là nàng quan tâm nhất, Bách Lý Ngự Vũ vội vàng nghe ngóng nói. Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Bách Lý Ngự Thiên bất đắc dĩ ngửa mặt lên trời thở dài, thăm thẳm lên tiếng, Trác Phàm cùng Hải Yêu đại chiến một màn, tuy nhiên hắn thực lực nhìn qua xác thực còn chưa tới hỏa hầu, nhưng là kỳ chiêu diệu thuật tầng tầng lớp lớp, liền Hải Yêu đều rơi vào bị động bị đánh cấp độ. Mà lại, khi đó Hải Yêu đã trọng thương hơn chín thành, khuôn mặt biến dạng. Tuy nhiên ta không biết hắn làm sao làm được, nhưng khẳng định, đem Hải Yêu đánh cho bộ dáng như vậy cũng là hắn. Mà bởi vì cùng Hải Yêu kinh thiên quyết đấu, chỗ nhấc lên dư âm, cũng đem đóng băng chúng ta mở ra đóng băng, nhưng cùng lúc cũng chấn làm chúng ta bị tổn thất. Có thể tưởng tượng, liền Hải Yêu đều ăn không nổi một chiêu, lúc trước lão phu muốn là cực lực cùng khai chiến lời nói, hiện tại đoán chừng sớm đã biến thành cho bụi. Bất bại kiếm tôn, ha ha ha, chỗ nào bất bại, lão phu trước kia thật sự là ếch ngồi đáy giếng, không biết thế giới to lớn a. Trên mặt một mảnh yêu thương chi sắc, thật lâu bay hơi không đi, còn lại ba kiếm vương cũng là bất đắc dĩ cúi thấp đầu, lắc đầu không thôi. Bách Lý Ngự Vân càng là lại hung hăng khoét Bách Lý Ngự Vũ liếc một chút về sau, oán giận nói, nhìn đến a, đây chính là ngươi cung cấp tình báo, một cái mãnh hổ bị ngươi nói thành con mèo nhỏ, chúng ta thế nhưng là kém chút bị cái kia mãnh hổ xé nát a. Nghĩ đến đây cái, lão tử hiện tại lưng còn phát lạnh đây, hừ. Đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, Bách Lý Ngự Vũ bất giác hơi hơi chớp chớp mê mang mắt to, đảo mắt nhìn về phía trong hắc vụ, trong mắt lại là phủ đầy vẻ kỳ dị. Tiểu tử này, đáng sợ sao như vậy? Làm sao trước kia không có phát hiện đây? Lão Tổ Tông, ngài muốn tại chỗ này đợi chiến cục kết quả, có thể ngài làm sao biết sau cùng thắng bại đâu? Vẫn là nhanh chóng liệu thương cho thỏa đáng a. Lúc này, Bách Lý Ngự Vân vừa nhìn về phía Bách Lý Ngự Thiên, khom người nói. Mí mắt hơi hơi buông xuống, Bách Lý Ngự Thiên thăm thẳm lên tiếng, rất đơn giản, tuy nhiên chúng ta không nhìn thấy chiến sự, nhưng kết quả lại rõ ràng. Cái kia Trác Phàm thắng, liền sẽ theo cái này hắc vụ bên trong đi ra. Hải Yêu thắng, cái này hắc vụ liền sẽ thối lui, mà lại không có một bóng người xuất hiện, bởi vì người đã chết sạch. Thối lui, vì sao không tiến tiến? Ha ha ha, Hải Yêu cho dù thắng, cũng là thảm thắng. Lấy hắn hiện tại thương thế, không thối lui liệu thương, chẳng lẽ còn chờ lấy nhân loại phản công, đem hắn bắt được, xé nát thành cặn bã sao? Bất giác mỉm cười cười một tiếng. Bách Lý Ngự Thiên trong mắt tinh mang nhấp nháy, bình tĩnh nhìn về phía trước, cho nên ta muốn tại chỗ này đợi, chờ kết quả này, lão phu ngày sau muốn đối chiến đối thủ đến tột cùng là ai. Trong lòng bất giác run lên, ba kiếm vương thật sâu liếc hắn một cái, đều là khẽ gật đầu, bồi tiếp hắn cùng một chỗ nhìn kết quả này. Bách Lý Ngự Vũ cũng là yên tĩnh lăng không đứng thẳng, đồng dạng đang đợi, lại không phải chờ chiến đấu kết quả, mà là tại chờ một hy vọng. Cái kia nam nhân đi ra cái này hắc vụ thời điểm. Kết quả là, bất bại kiếm tôn cùng bốn vị kiếm vương, đứng ở hắc vụ trước đó, lại là một mực tại chờ đợi lấy, chờ đợi chính mình muốn chờ kết quả xuất hiện. Bạch! Thế mà, đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp lại là chợt lóe qua, bỗng nhiên xông vào trong hắc vụ, nháy mắt không thấy. Bách Lý Ngự Vũ mắt sắc nhìn đến, không khỏi giật mình, nàng không là thông qua truyền tống thông đạo đi à, làm sao đột nhiên chạy chỗ này đến. Đám kia không dùng đồ vật, không có đem nàng mang đi sao? À, thế mà còn có người chán sống, chính mình đi chịu chết. Đồng thời, Bách Lý Ngự Vân mấy người cũng nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi nhất thời sùi cười ra tiếng, lấy tiểu tử kia cùng Hải Yêu chiến đấu, cho dù chúng ta cuốn vào đều là chết, vừa mới lướt qua nữ nhân kia là hóa hư ngũ trọng cảnh a, chút thực lực ấy liền chạy đi vào, há không muốn chết. Ha ha ha, có lẽ tiểu tử kia thắng. Nàng chính thật an toàn. Nhưng nếu tiểu tử kia thua, Hải Yêu có thể sẽ không bỏ qua bất cứ một cái nhân loại. Vậy liền để nàng tự cầu phúc a, ha ha ha. Ba vị kiếm vương một trận trêu chọc, Bách Lý Ngự Vũ ánh mắt giật mình lo lắng, không biết như thế nào cho phải, muốn đi vào đem nàng kéo trở về, nhưng rất nhanh lại từ bỏ cái này tưởng niệm. Ai, vốn đến chính mình cứu nữ nhân này, chính là vì tiểu tử thúi kia. Hiện tại tiểu tử thúi kia đều sinh tử chưa biết, nữ nhân này sinh tử đối lão nương lại có ý nghĩa gì? Thôi, theo nàng đi thôi, mặc kệ sinh tử, đều không liên quan đến ta.
trong mắt chớp động lên thăm thẳm hàn mang, Bách Lý Ngự Vũ trong lòng oán thầm, có lẽ nàng chết, phản là một chuyện tốt đây, tối thiểu nhất, tiểu tử kia bên người lại không lo lắng người, ha ha ha. A, à, băng phong trong biển tuyết, Trác Phàm toàn thân cao thấp cuồn cuộn màu đen liệt diễm, cháy hừng hực, kêu thê lương thảm thiết, càng là vang vọng bầu trời. Tước Nhi ở một bên nhìn đến quá sợ hãi, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hải Ngao nói, Hải Ngao thúc thúc, cái này. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Hắn truyền thừa thiên đế không minh thần đồng, công lực không đủ, mà cái này màu đen lôi viêm lại cực kỳ hung mãnh, tại năng lượng đẳng cấp phía trên là chí cao chi cảnh, hắn vốn sẽ rất khó khống chế. Một cái không lắm, thì dễ dàng rơi vào lôi viêm trạng thái bùng nổ, biến thành đem chính mình phản phệ chìm ngập hạ tràng. Song đồng khẽ run, Phong Thiên Hải Ngao cũng là một mặt vẻ mặt ngưng trọng, vừa mới hắn đánh với lão phu một trận, cực lực vận chuyển nhãn thuật, đã là đạt đến không minh thần đồng điểm tới hạn, lại khó hạn chế cái này lôi viêm cuồng bạo, rốt cục phản phệ bản thân. Chỉ là không biết, cái này lôi viêm hắn đến tột cùng như thế nào được đến, tại sao lại sinh mãnh như vậy, liền lão phu vừa mới đối với hắn phong ấn đều không có tác dụng. Nghe được lời này, Tước Nhi vội vã lên tiếng, Hải Ngao thúc thúc, cha ta diệt thế lôi viêm, là tập hợp tứ đại thánh thú chi lực dung hợp mà thành, cường hãn dị thường, không biết có gì khắc chế chi pháp. Cái gì, tứ thánh thú lực lượng chi cùng, cái này sao có thể? Không khỏi giật nảy cả mình, Phong Thiên Hải Ngao hai con ngươi trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, thăm thẳm lên tiếng, chẳng lẽ nói. Cửu U lão gia hỏa kia nghiên cứu thành công. Đúng a à, tiểu tử, người đến tột cùng là ai truyền thừa? Vãn bối kế thừa, bài từ Cửu U ma đế. A, à, thì ra là thế, lão gia hỏa kia thật thành công. Không sai gật đầu, Phong Thiên Hải Ngao không khỏi dài ra một luồng lương khí, khó trách, cái này lôi viêm sinh mãnh như vậy đến, tứ thánh thú lực lượng dung hợp làm một, thế nhưng là tại lão phu lực lượng đẳng cấp phía trên tồn tại, lão phu phong thiên chi lực cũng khó có thể có hiệu quả. Hải Ngao thúc thúc, người nhanh nghĩ biện pháp, nên làm cái gì a? Nhìn lấy Trác Phàm cái kia chói tai tê minh, toàn thân cao thấp có hòa tan dấu hiệu, Tước Nhi không khỏi gấp sắp khóc đi ra, Phong Thiên Hải Ngao gặp này, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, tiểu tử này vừa mới ra sức như vậy, chỉ là muốn để chính mình gánh vác lên lão phu đối với nhân loại chỗ có cửu hận, nhờ vào đó cứu tiểu kỳ lân mệnh, có đảm đương, anh hùng đến, lão phu bội phục. Thế nhưng là nếu là lúc trước lời nói, lão phu đại khái có thể vượt qua hắn gấp mấy trăm lần công lực, cưỡng chế đè xuống hắn lôi viêm bạo động, nhưng bây giờ lão phu vừa mới bị cái kia lão long viêm đan rửa ruột, người cũng biết, như nước với lửa, lão phu nghĩ ra đại lực đã không có khả năng, ra tiểu lực cũng vô dụng. Nếu không mà nói, vừa mới hắn luồn lên nhảy xuống, lão phu liền có thể phong hắn. Cái kia muốn làm sao? Không có cách, lão phu cái dạng này, chính mình còn tàn tật cửu thành, đã là bất lực, ai? Bất đắc dĩ đồng đưa to lớn đầu to, Phong Thiên Hải Ngao cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ cô đơn. Thấy tình cảnh này, Tước Nhi trong mắt nước mắt càng sâu, khóc đến ào ào, nhìn thấy Trác Phàm thống khổ dày vò, cũng đã thương tâm gần chết, không kềm chế được. Hiu hiu hiu. Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng nghe từng đạo tiếng xé gió lên, ba ánh kiếm nhất thời xuyên qua nồng đậm hắc vụ, thẳng tắp hướng Phong Thiên Hải Ngao nơi này phóng tới, định thần nhìn lại. Lại chính là Âu Dương Lăng Thiên bọn họ vứt bỏ Phong Thiên, Ngút Trời, Phần Thiên ba thanh kiếm thần đều tới. Tựa hồ là cảm nhận được Hải Ngao khí tức, ba thanh kiếm thần tại đằng đẵng trong sương mù, nhất thời tìm tới phương hướng đi tới, cũng không đi tìm từ nhà chủ nhân, tự động thì đến đây vây giết cái này to lớn thánh thú. Trong mắt nhìn không được co rụt lại, Phong Thiên Hải Ngao trong lòng hoảng hốt, muốn vội vàng chui vào dưới nước, lại là hoa một tiếng, Phong Thiên kiếm siêu một chút. Ở bên cạnh hắn chuyển một cái, một đạo băng lãnh hàn khí liền đột ngột đến bắn vào dưới nước, nhất thời liền đem hắn toàn bộ thân thể, đóng băng tại tầng băng phía trên, động một cái cũng không thể động. Mà mặt khác hai cái thần kiếm, thì không có không đình trệ địa trong nháy mắt xuyên qua hắn hai bên vai, phốc một tiếng, hai đạo cột máu, trực phún chân trời. Giống, nhịn không được lớn lên giống một tiếng, Phong Thiên Hải Ngao tê tâm liệt phế, em gái ngươi a, thừa dịp người bệnh. Muốn mạng người, không mang theo như thế không chính cống, lão phu thế nhưng là người bị thương, các ngươi lấy ba địch một, quá không biết xấu hổ, nhà ngươi chủ nhân cũng là như thế dạy các ngươi sao. Đinh đinh đinh, dường như phát ra trần trụi giễu cợt, ba thanh kiếm thần vây tụ một đoàn về sau, lần nữa tách ra, phân ba phương hướng,
siêu 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 địa liền lại là đem hải ngao trên thân xuyên qua một cái huyết động, lúc này lệnh hắn thống khổ không chịu nổi. Hải ngao thúc thúc, ngươi làm sao, ba thanh kiếm mà thôi, hẳn là không lợi hại như vậy a, làm sao ngươi? Thấy tình cảnh này, Tước Nhi không khỏi giật mình, chặn lại nói. Sắp khóc đi ra, Phong Thiên Hải ngao một mặt biệt khuất nói, người thánh binh này ta so ngươi rõ ràng, tại không có hấp thu thánh linh khoáng năng lượng trước, bản thân không có bao nhiêu uy lực. Muốn là tại trước kia, lão phu trực tiếp đem bọn hắn phong ấn chính là. Nhưng là hiện tại khác biệt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a, lão phu trong thân thể thủy hỏa tương xung, năng lượng hỗn loạn, căn bản không sử dụng ra được phong thiên chi lực. Mà lại người thánh binh này thật rất sắc bén, lão phu sắp bị bọn họ lăng trì, giống. Hải ngao thống khổ kêu rên, đầy bụng biệt khuất, Tước Nhi gặp, càng là khẩn trương, vậy ta có thể hỗ trợ cái gì, ta thay người đối phó một cái thánh binh đi. Tuyệt đối đừng, coi như người thánh binh này uy lực có hạn, thực lực ngươi không đủ, tới cũng là bị chặt phần. Vội vã lúc lắc cự đầu to, ngăn cản Tước Nhi làm loạn, ngay sau đó hải ngao lại là một cái đại bổ phiến đem đi qua, tránh thoát phong thiên kiếm kiếm phong, theo mặt bên một cái đem kiếm vỗ bay ra ngoài. Thế nhưng là thừa dịp này thời cơ, mặt khác lưỡng kiếm lại là lại cùng nhau xuyên thủng hắn lồng ngực, thét lên hắn kêu rên không ngừng, hai quyền khó địch tứ thủ. Cho dù cái này ba thanh kiếm mỗi lần chỉ thương hắn một chút, thời gian dài, cũng có thể đem hắn tươi sống toát chết. Huống chi, bên trong còn có một thanh hắn khắc tinh, phong thiên kiếm đây, lại là muốn chạy đều chạy không. Vừa nghĩ đến đây, hải ngao hai mắt đẫm lệ rưng rưng, sắp lao nhanh xuống. Thật sự là thời thế bất lợi a, sớm biết như thế, hôm nay thì không nên đi ra ngoài. Còn tưởng rằng nhân loại chiến tranh mở ra, hắn vừa vặn thừa cơ đến thu hoạch. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng bị thu gặt là hắn a. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, đi ra ngoài không xem hoàng lịch, quá khổ cực. Hiu hiu hiu. Ba thanh kiếm thần càng không ngừng trên không trung bay múa, đem hải ngao toác là kêu rên liên tục, Tước Nhi ở phía dưới nhìn lại là một trận khẩn trương. Hải ngao hiện tại là duy nhất có thể cứu Trác Phàm người, muốn là hắn xảy ra chuyện gì lời nói, cái kia Trác Phàm liền càng thêm chết chắc. Bất quá, đối mặt cái này liền hải ngao đều không thể sự tình, nàng lại là càng thêm bất đắc dĩ. Không minh thần đồng đệ thất trọng, hư không ấn. Thế mà, đúng lúc này, tại cái kia đen nhánh lôi viêm phía dưới, lại là bỗng dưng lóe lên thất nói vầng sáng màu vàng óng đến, một tiếng cắn nát hàm răng hét lớn, cũng là giống như cửu u ác quỷ giống như, đột nhiên phát ra. Ong ong ong, một chuỗi dài tiếng ngâm khẽ vang, không gian chấn động, ba thanh phi kiếm bỗng nhiên thân kiếm chấn động, trong lòng hoảng hốt, vội vàng liền muốn quay đầu chạy trốn. Thế nhưng là hết thảy đã muộn, dòng chảy không gian một đến một trận thít chặt, trong nháy mắt liền đem ba thanh kiếm thần ép vào trung tâm vị trí. Lại sau đó, phạch một cái, ba thanh kiếm thân thể chấn động, bịch một tiếng, rơi xuống tầng băng phía trên, đã là hoàn toàn bị phong ấn kiếm linh, lại không hơi thở. Thấy tình cảnh này, Phong Thiên Hải ngao mới không khỏi thở dài một hơi, yên tâm lại. Ba ba ba, a. Nhưng cùng lúc đó, tại từng đạo kịch liệt bạo hưởng phía dưới, màu đen lôi viêm đúng là càng thêm điên cuồng nổ bể ra đến, chỉ là trong nháy mắt, Trác Phàm toàn bộ mắt trái, đã là giây lát biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn bị hóa thành hư vô. Mà không có mắt trái hạn chế, cái kia vô tận lôi viêm càng là ngăn không được điên cuồng tuôn ra, hủ thực Trác Phàm toàn thân cao thấp, khiến càng thêm thống khổ khó làm, gào rú không ngừng. Phụ thân, Tước Nhi thấy một lần, càng thêm lớn gấp, trong mắt hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Hải ngao thật sâu liếc hắn một cái về sau, trong lòng do dự, trầm ngâm một chút, lại là thăm thẳm lên tiếng, tiểu tử, vừa mới tạ, chỉ là không nghĩ tới. Người tự thân khó đảm bảo, còn ra tay giúp lão phu giải vây. Ha ha ha, ở đâu? Cắn thật chặt răng, nỗ lực đem chính mình thống khổ chu lên nín hồi, Trác Phàm bất giác bật cười một tiếng, lẩm bẩm nói, ta không phải giúp ngươi, chỉ là đến một lần ta Trác Phàm không nợ nhân tình, ngươi cứu khuyển tử, ta làm cảm tạ, vừa mới coi như ta báo ân cứu mạng. Đều là thánh thú, đây là ta cần phải chi làm, chỗ nào dùng ngươi báo đáp. Mí mắt lắc một cái. Phong Thiên Hải ngao sắc mặt ngưng tụ, thản nhiên nói. Thản nhiên cười, Trác Phàm từ chối cho ý kiến, ngươi cứu tiểu tam tử là thánh thú tiến hành, nhưng hắn cũng là ta tử, ngươi cứu ta tử, ta làm báo đáp, không gì đáng trách. Mà lại trừ điểm này, thứ hai, đây cũng là ta tư tâm. Ta bị lôi viêm phản phệ, sớm có sở liệu,
chỉ bất quá trùng hợp hôm nay mà thôi, mệnh ta, thực sớm đã không tại đường về phía trên, ta từ lâu để xuống. Chỉ là tiểu tam tử hòa tước nhi tuổi nhỏ, thượng không thể bảo toàn tự thân. Mà thống quan thiên hạ, có thể tín nhiệm người, chỉ có giải rác mấy cái thôi. Rất xin lỗi, lần này đến phiên ta phó thác, ta cái này song nhi nữ, cần phải có cái dựa vào. Hải ngao tiền bối xem như bọn họ trưởng bối, đáng giá tín nhiệm, ta hôm nay cứu ngươi, cũng coi là thay bọn họ lưu lại đại thụ. Chỉ mong ngày sau tiền bối bọn người, nhiều quan tâm mới tốt. Còn có tước nhi, hôm nay ta chết, ngươi làm nhớ kỹ, sử dụng sông lên đại trận cứu chư vị tiền bối thoát ly khổ hải, cái này là các ngươi tương lai, cũng là các ngươi duy nhất một con đường sống. Có bọn họ trông nom các ngươi mới có thể an toàn hơn. Mà kế hoạch này công cụ ta cũng cho các ngươi lưu lại, đi tìm Hải Xuyên Thương Hội Ngô Nhiên Đông là được, tất cả kế hoạch ta đều đã bố trí đi. Phụ thân, bịch một tiếng, tước nhi quỳ rạp xuống đất, đã là khóc không thành tiếng. Trác Phàm thật sâu nhìn lấy nàng, lại là mỉm cười, muốn thân thủ sau cùng sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, lại là trì trệ một chút, nhìn xem chính mình đầy người hắc phiêm, lại rút về, khóe miệng xẹt qua lạnh nhạt nụ cười. Thôi. Đời này của hắn lại đi đến, chỉ là cùng tiền thế khác biệt là, hắn cả đời này lưu lại rất nhiều thứ, đáng giá. Nghĩ như vậy, Trác Phàm thở sâu, đã là chậm rãi nhắm đôi mắt lại, cố nhẫn thụ lấy cái kia liệt diễm phần thân thống khổ, nhưng trong lòng thì một mảnh yên tĩnh. Một thế này, nhân sinh mặc dù ngắn, nhưng lại rất phong phú a. Nhìn chằm chằm tình cảnh này, Hải Ngao suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, quát to tiểu tử. Hiện tại liền từ bỏ thực sự quá sớm, lão phu tuy vô pháp ngăn trở ngươi hắc phiêm, nhưng cũng đưa ngươi một bảo vật áp chế, tiếp hảo. Vừa dứt lời, Phong Thiên Hải Ngao nhất thời vừa nhấc thú chảo, hung hăng bóp nhập chính mình trong đồng tử. Chỉ một thoáng, máu tươi biêu tuôn, xoát 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 địa chảy đầy một ao nước biển. Lại sau đó, đợi Hải Ngao đem thú chảo lấy xuống lúc, phía trên kia đã là chết nắm lấy một khỏa tản ra thăm thẳm lam mang trong mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Hải Ngao thúc thúc, ngươi, thân thể nhìn không được chấn động, tước nhi kinh ngạc nhìn cái kia đẫm máu một khỏa trong mắt, nhất thời sửng sốt. Nhếch miệng cười một tiếng, Hải Ngao cũng là thật sâu nhìn một chút chính mình cái này khỏa nhãn cầu, riêng là phía trên cái kia đạo nhàn nhạt vết sẹo, không khỏi nhất thời thở dài tiếng nói, tuy nói con mắt này lúc trước bị kiếm đế tiểu tử kia đâm một kiếm, có chút tổn thương, nhưng tốt xấu là ta phong thiên chi vật. Dùng nó đến phong ấn tiểu tử này hắc phiêm. Ngăn trở bạo tẩu, cần phải có thể. Thật, trước mắt không khỏi sáng lên, tước nhi nhất thời hớn hở ra mặt. Hải Ngao nhìn thấy cũng là khẽ gật đầu, tuy nhiên trong hốc mắt dòng máu vẫn như cũ chảy không ngừng, nhưng khóe miệng lại là xẹt qua vui vẻ đường cong. Trác Phàm cắn thật chặt răng, không lưu loát lên tiếng, Hải Ngao tiền bối, đa tạ xuất thủ tương trợ, chỉ là để ngài tự hủy một con mắt, vãn bối thực sự băn khoăn. Ha ha, một cái phế mắt mà thôi. Không có gì quan trọng. Thở ơ khoát khoát tay, Hải Ngao thở dài một hơi, vừa mới ngươi thay ta giải quyết cái kia ba thanh thánh binh, lão phu nếu ngay cả con mắt đều không nỡ, há không tựa như ngươi nói một dạng, cùng những cái kia bị ổi giảo hoạt nhân loại có gì khác biệt. Lão phu, lại còn mặt mũi nào đi hận bọn hắn đâu. Tốt, chuẩn bị tiếp nhận lão phu phong ấn đi. Lão phu giống như ngươi, cũng không muốn nợ người nhân tình. Nói. Hải Ngao đã là lúc này đem nhãn cầu hướng không trung ném đi, song trường một đến vừa dùng lực, một cỗ vô hình ba động liền đột nhiên phát ra, đem cái kia nhãn cầu kẹp ở giữa, tiếp lấy nhưng nghe ong 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 không gian ba động tiếng vang lên, cái kia to lớn con người cũng là phát ra màu lam nhạt hào quang óng ánh, sau đó lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, tại cấp tốc thu nhỏ lại, sau cùng lại hoàn toàn biến thành một cái như người mắt to điểm sáng nhỏ, hướng về đầy người lôi viêm Trác Phàm chậm rãi rời đi. Mà những cái kia cuồng bạo lôi viêm, cảm nhận được cái này con người băng lãnh khí tức, tựa hồ cũng thu liễm một chút tàn phá bừa bãi, hơi hơi bình tĩnh một chút. Trên thân bỗng dưng buông lỏng, không như lúc trước thống khổ như vậy, Trác Phàm không khỏi thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn về phía Hải Ngao chỗ đó, khẽ gật đầu, yên tĩnh địa chờ hào quang màu xanh lam kia tiến vào trong cơ thể hắn, giúp hắn trấn áp cái này cuồng bạo hắc viêm. Hưu. Thế mà, ngay tại lúc này, cái kia nhãn cầu đã đi vào Trác Phàm mặt, lập tức liền muốn đi vào bên trong lúc, một đạo nóng rực hỏa mang lại là giống như mũi tên rời cung, đụng một tiếng bắn đem đi ra, lập tức liền đem cái kia cứu mạng nhãn cầu trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Trong mắt nhìn không được co rụt lại,
Hải Ngao không khỏi kinh hãi, vội vàng duỗi ra cự trảo, hung hăng đem cái kia sắp bắn về phía chân trời nhãn cầu tiếp được, sau đó một mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, quát nói, ngươi làm gì? Lôi viêm phá không? Mi mắt ngăn không được hung hăng run run, Trác Phàm cũng là một mặt vẻ mờ mịt, tại sao có thể như vậy, ta không có sử dụng tới. A, à, thế mà, hắn lời còn chưa dứt, đã là lần nữa thống khổ ôm lên đầu lớn, trên thân hắc viêm oanh một tiếng, giống như đổ dầu vào lửa giống như, càng thêm mãnh liệt kịch liệt bị bỏng lên. Ngay sau đó, hiu hiu hiu, một chuỗi dài mấy đạo lôi viêm phá không, liên tiếp địa bắn ra. Trác Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, phảng phất là súng máy họng súng một dạng, đối với bốn phương tám hướng cũng là một trận bắn phá. Chỉ một thoáng, khủng bố lôi viêm giống như vạn lôi lao nhanh giống như, không có không ngừng nghỉ địa không ngừng bắn ra, thẳng đem trọn cái thiên địa đều xẹt qua hắc viêm dấu vết hoạt động. Tước Nhi giật mình, cũng là không khỏi luồn lên nhảy xuống, tránh né lấy cái này khủng bố xạ kích, sợ dính vào một chút tại thân. Phong Thiên Hải Ngao thì là đen đủi, hình thể quá lớn, muốn tránh lại là không dễ dàng như vậy, nhất thời chính là mấy chục đạo lôi viêm nện ở trên người, lúc này đem hắn oanh tạc đến kêu rên liên tục, trên thân lại là từng mảnh xương máu lóe ra. A, à, một tiếng tê minh nổ vang, Trác Phàm ôm thật chặt đầu, thống khổ càng sâu. Phải đồng tử bên trong thất nói vầng sáng màu vàng óng, chiếu sáng rạng rỡ, ngăn không được địa lấp lóe, nhưng là tại cái kia vòng vàng bên bờ, một chút màu đen lôi viêm lại là dần dần leo đi lên, đem kim sắc quang mang này ăn mòn, rất nhiều thôn vệ chi ý. Tước Nhi gặp này, bất giác càng là kinh hãi, một bên tránh né xạ kích, một bên vội vàng nói, Hải Ngao thúc thúc, cha ta cái này là làm sao, người nhanh giúp hắn một chút a. Ngao ngao ngao, đáng chết. Hắn hắc viêm bạo động, dẫn tới không minh thần đồng cũng theo bạo động. Một bên lớn tiếng gào thét, toàn thân co rút một mảnh, Phong Thiên Hải Ngao một bên giải thích lên tiếng, trong mắt đều là vẻ mặt ngưng trọng, không minh thần đồng là thiên đế tuyệt học, coi trọng một cái chữ không, nói trắng ra cũng là đem mình làm vật chứa, đem lực lượng cường đại trong phong ấn, để bản thân sử dụng. Thế nhưng là cho dù là hắn, năm đó nắm giữ cũng chỉ là hồng mông tử lôi mà thôi. Hiện tại tiểu tử này trong mắt cất giữ thế nhưng là tại tử lôi phía trên diệt thế lôi viêm, công lực của hắn lại so ra kém thiên đế như thế cái thế vô song, làm sao có thể đem cường đại như thế lực lượng, hoàn toàn phong ấn đâu. Cho nên, tại hắn không cách nào đem lôi viêm hoàn toàn phong ấn lúc, lôi viêm liền sẽ bạo tẩu, điên cuồng tuôn ra. Chỉ bất quá vừa mới chỉ có thể coi là tiết lộ, bây giờ lại là liền sửa dung mạo khí đều muốn nổ nát. Không minh thần đồng cái này vật chứa. Đã bị cái này lôi viêm mang theo bạo tẩu, không bị khống chế. Tiểu tử này hiện tại mới là lớn nhất thời khắc nguy hiểm a, nếu là không minh thần đồng cũng bị hủy, hắn thì hoàn toàn mất đi cất giữ cái này năng lượng vật chứa, tất nhiên nhóm lửa tự thiêu, không người có thể cứu. Nghe được lời này, Tước Nhi không khỏi trong lòng hoảng hốt, cái kia muốn làm sao? Người cái kia con người đây, không thể cứu cha ta sao? Lúc trước có thể, nhưng bây giờ không được. Bất đắc dĩ dao động cái đầu, Hải Ngao cũng là một mặt vẻ trần trừ, mi mắt chăm chú địa vặn thành một cái vấn đề, lúc trước hắn có không minh thần đồng, tương đương với còn có vật chứa, ta cái này nhãn cầu giao phó hắn thân thể, liền có thể tạo được trấn áp tác dụng, bình tĩnh hắc viêm bạo động. Nhưng bây giờ, hắn không minh thần đồng đều không bị khống chế, liền vật chứa đều không có, liền tương đương với những lực lượng này không cách nào dung nạp, ta làm sao trấn áp. Vậy ngươi cái này nhãn cầu không thể làm vật chứa sao? Nói đùa, ta là Phong Thiên Hải Ngao, trời sinh tự mang phong ấn chi lực. Ta cái này nhãn cầu bên trong tất cả đều là phong ấn lực lượng, tương đương với chứa đầy nước ly nước, bên trong còn có thể lại bỏ đồ vật sao? Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Hải Ngao không khỏi thở dài, mà lại, nói lên cái này không gian chi lực, trong thiên hạ ai có thể so thiên đế không minh thần đồng càng mạnh? Cái này thiên đế nhãn thuật. Thế nhưng là theo công lực tăng cường mà tăng cường, cùng chúng ta thánh thú cái này tự mang thiên phú không giống nhau. Mà cái này lôi viêm đẳng cấp, lại tại chúng ta thánh thú lực lượng phía trên, chúng ta năng lượng, há có thể đem loại nguy hiểm này đồ vật bọc lại. Cuối cùng còn cần không minh thần đồng làm vật chứa, lão phu cái này khỏa nhãn cầu làm chấn định chi dụng, mới có thể để cho hắn tránh thức nắm giữ cái này lôi viêm lực lượng, không biết phản phệ tự thân. Nói như vậy, phụ thân hắn chẳng phải không cứu được. Vậy cũng không nhất định. Chậm rãi lung lay cự đầu to, Hải Ngao mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, bình tĩnh lên tiếng, hắn hiện tại không minh thần đồng chỉ là mất khống chế,
còn chưa tổn hại, thì chả có một đường sinh cơ. Chỉ cần đem hắn cái này bạo tẩu lôi viêm khu trục trong thân thể, lão phu thừa cơ phong ấn hắn hai mắt. Khiến đã không còn lôi viêm sinh ra, tự sẽ bình định hỗn loạn. Quan trọng chính là, làm sao có thể đem trong cơ thể hắn lôi viêm hoàn toàn trống rỗng đâu. Nếu không mà nói, hắn hiện tại cũng là một đài không ngừng chế tạo phiền phức máy móc, căn bản là không có cách ngăn cản. Tóm lại, trước phong hắn lôi viêm đồng tử cái này cội nguồn, lại phong hắn không minh thần đồng cái này vật chứa, tiến hành tu bổ, mới có thể vạn sự thuận lợi. Hiu hiu hiu. Thế mà, hắn vừa dứt lời, nhưng nghe mấy đạo tiếng xé gió lên, liền lại là mấy đạo màu đen lôi viêm bỗng nhiên bắn ra, thẳng tắp xẹt qua hắn bên mặt, oanh một tiếng đánh về phía sau lưng bầu trời, lại là nhất thời tại cái kia vô tận trên bầu trời, mở một cái to lớn đại động khẩu. Chỉ bất quá, tại cái kia trong động khẩu, lại là quỷ dị xuất hiện một bộ kỳ dị hình ảnh, cầu nhỏ nước chảy, sông núi mỹ lệ, suối nước leng keng, giống như tiên cảnh. T. Nhìn không được hít sâu một hơi, Hải Ngao quay đầu nhìn lấy cái kia cửa động cảnh sắc, triệt để ngây người. Tước Nhi cũng là không khỏi giật mình, hoảng hốt lên tiếng, cái này. Đây là phụ thân lực lượng sao? Phụ thân lôi viêm phá không tuy nhiên lợi hại, nhưng tuyệt không đến mức cường đại đến tình trạng như thế, nếu không mà nói, căn bản không cần tam thủ quái nha xuất thủ, phụ thân chiêu này cũng đủ để trấn nhiếp kiếm kia vương, thậm chí là cái kia bất bại kiếm tôn. Ai, đây không phải bản thân hắn lực lượng, là lôi viêm bạo tẩu, trực tiếp siêu việt hắn tự thân sức chịu đựng năng lượng bạo phát. Tại ngốc vài giây sau, Hải Ngao quay đầu thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, lại là bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài lên tiếng, hắn hiện tại đã hoàn toàn không cách nào khống chế lôi viêm sinh ra, năng lượng đang không ngừng tăng cường, cuối cùng hoàn toàn thôn phệ bản thân. Nếu là lại không tranh thủ thời gian phong ấn, ai cũng cứu không hắn. Sắc mặt bất giác khẩn trương, Tước Nhi trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt nước mắt lóng lánh, lại không cách nào. Lôi viêm đáng sợ như thế, lại thêm không minh thần đồng bạo tẩu, quả thực cũng là hủy thiên diệt địa đại sát khí, người nào dám động. Lại nói, phụ thân là lôi viêm cội nguồn, lại làm sao có thể đem cái này đáng sợ đồ vật theo trong cơ thể hắn đều tiêu trừ, cái này sao có thể. Trong lúc nhất thời, Tước Nhi chỉ có thể đầy mắt lệ quang, nhìn lấy Trác Phàm tại cái này lôi viêm thiêu đốt phía dưới thống khổ kêu rên, lại không cách nào. Hải Ngao cũng là một bên trốn tránh cái kia càng ngày càng kinh khủng lôi viêm xạ kích, một bên bất đắc dĩ thẳng lắc đầu, nhìn xem trong tay nhãn cầu, nhưng cũng là ai thán liên tục. Quá muộn, không có cách nào, ai. Siêu. Thế mà, đúng lúc này, một đạo giống như hoa sen trắng giống như màu trắng bóng hình xinh đẹp, nhất thời lóe qua hai người trước người, không để ý cái kia đáng sợ lôi viêm tàn phá bừa bãi, bỗng dưng liền hung hăng xông vào ngay tại thống khổ kêu rên Trác Phàm ôm ấp. Ôm chặt lấy hắn, một mảnh mềm mại bờ môi, chậm rãi dán lên cái kia thống khổ chu lên miệng phía trên. Hô! Chỉ một thoáng, một đạo gió lốc từ hai người chỗ đó tập kích qua, cái kia màu trắng bóng hình xinh đẹp trên thân nhất thời tản mát ra thuần khiết trắng noãn ánh sáng, từng đạo kỳ dị năng lượng, cũng nhất thời quay chung quanh tại bên cạnh hai người, càng không ngừng lưu chuyển. Dường như từ nơi sâu xa, bên cạnh bọn họ đã là phát lên một bộ tinh kỳ diệu tới đỉnh cao trận thức. Thiên địa chấn động, khắp thiên linh khí ngăn không được địa cùng nhau hướng hai người bọn họ tụ đến, mà Trác Phàm trên thân cái kia màu đen lôi viêm, cũng tại lấy mãnh liệt như thủy triều chi thế, dâng lên lấy hướng cái kia bóng hình xinh đẹp chảy tới. Mẫu thân, nhìn lấy đây hết thảy, Tước Nhi bất giác hơi hơi giật mình chứng, thì thào lên tiếng. Phong Thiên Hải Ngao cũng là cả kinh, chăm chú nhìn cái này vây quanh hai người linh khí lưu động, bỗng dưng hai mắt tỏa sáng, hét lớn lên tiếng, trời không tuyệt đường người. Tiểu tử này kiếp trước nhất định cứu vãn toàn thế giới, không phải vậy tại sao có thể có vận tốt như vậy khí? Ha ha ha, chúng ta, có thể phong ấn. Nói, Hải Ngao nắm nhãn cầu tay không khỏi chăm chú, trong mắt tản mát ra vẻ kiên định. Giống, đen kịt một màu trong không gian, ngọn lửa màu đen tràn ngập các ngõ ngách, một cái chiều cao 100 trượng, tản ra hào quang 7 màu cự long, tại cái này hắc viêm thiêu đốt dưới, từng tiếng giống to lên tiếng, kêu rên liên tục. Trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Sắc bén kia long chảo, tuyệt mỹ lân phiến, cũng là tại cái này hắc viêm bạo ngược phía dưới, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Chỉ bất quá mấy hơi thở mà thôi, toàn bộ cự long đã bị thiêu đi 1/3 tư thái. Cảm thụ lấy cái kia kịch liệt thống khổ, cự long hai mắt khẽ híp một cái, lại là bất đắc dĩ thở dài. Thôi, xem ra hắn số ngày đã hết, lại không sinh hy vọng.
chỉ cần hắn thần hồn một khi tiêu vong, chính mình cũng liền triệt để cùng cái thế giới này cáo biệt. Nghĩ như vậy, cái kia cự long cuối cùng nhắm lại to lớn mắt rồng, sắc mặt biến đến an tường lên. Vốn là hắn đã đánh một cắt, đã không còn sinh hy vọng, nhưng về sau hải ngao vì hắn tự hủy một mắt, giải cứu tại hắn, lại là để hắn lại có sinh tồn được hy vọng. Nhưng bây giờ, liền hải ngao đều không có cách, hắn lại là lại tuyệt vọng đến đáy cốc. Thay đổi rất nhanh, để lòng hắn theo không bình tĩnh đến bình tĩnh, sau cùng nhưng lại rơi vào không bình tĩnh bên trong. Sớm biết như thế, còn không bằng ngay từ đầu thì bình tâm đối đãi. Sống cũng tốt, chết cũng được, Trác Phàm, chẳng lẽ ngươi còn không đã thấy ra sao? Nghĩ như vậy, cự long khóe miệng xẹt qua một đạo yên ổn nụ cười, lại là lại không vẻ thống khổ, mặc cho cái kia nóng rực hắc viêm tiếp tục thiêu đốt, lại là hoàn toàn không thèm để ý. Hô! Bỗng nhiên, một cơn gió mát tập kích qua, quét hướng cái này không giới hạn hắc viêm, cũng quét đến cái kia cự long thân hình khổng lồ phía trên, là như thế sảng khoái. Cự long tùy tiện địa nhếch nhếch miệng, lại là chợt sững sờ, a, làm sao không đau? Mở ra song đồng, đối mặt chỉ còn một nửa thân rồng chính mình, nhìn nhìn lại bốn phía cái kia vô tận không gian, cự long lại là nhất thời sững sờ, mặt hiện kỳ dị. Lôi viêm đây, làm sao biến mất? Thế nhưng là, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng trong lòng nghi hoặc, một cơn gió mát lại là lần nữa quét hướng bên trong không gian này các ngõ ngách. Từng đạo thuần túy trắng noãn ánh sáng, như là đom đóm giống như vậy hướng nơi này, tung bay đến khắp nơi đều là, nhất thời liền đem cái này hắc ám không gian, chiếu sáng trưng, cũng để cho cái kia cự long bỗng dưng trì trệ, trong mắt tản mát ra hy vọng ánh sáng. Điểm sáng này là cái gì, rất quen thuộc cảm giác. Trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, cự long nhìn chằm chằm cái kia ánh sáng không thả, trong mắt thỉnh thoảng lóe qua ấm áp chi sắc, mà cái kia ánh sáng cũng là dần dần bao trùm ở trên người hắn, dung nhập trong cơ thể hắn, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, chữa trị hắn tổn thương bộ phận. Bất quá giây lát mà thôi, hắn cả con rồng thân thể, liền đã hoàn toàn chữa trị. Trước mắt không khỏi sáng lên, cái kia cự long càng là giật mình. Chuyện gì xảy ra, mình lập tức sẽ chết, vì sao lại trở về từ cõi chết, những điểm sáng này lại là cái gì? Chẳng lẽ nói, hải ngao tiền bối bọn họ tìm tới cứu trợ chi pháp, ta không cần chết. Ta có thể đi trở về tìm Khuynh Thành, sau đó phó bất bại kiếm tôn chi chiến. Vừa nghĩ đến đây, cự long không khỏi đại hỉ, một cái ý niệm trong đầu, nhất thời trở lại thịt trên khuôn mặt. Xì xì xì, đáng sợ lôi viêm vẫn như cũ đang thiêu đốt. Nhưng là Trác Phàm dĩ nhiên đã không còn thống khổ như vậy gian nan, đóng chặt hai con ngươi, cũng là dần dần mở ra tới. Thế nhưng là, làm hắn nhìn đến trước mặt bóng người lúc, lại là ngăn không được giật nảy cả mình, Khuynh Thành, ngươi. Không sai, ở trước mặt hắn, chăm chú đem hắn ôm hôn trong ngực, chính là Sở Khuynh Thành không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, Sở Khuynh Thành trong mắt, tựa hồ vẫn như cũ mông lung, cũng không có đem trước mặt nam nhân nhận ra. Hắn làm ra hết thảy, hoàn toàn là bản năng, chỉ là bằng cảm giác mà thôi. Khuynh Thành, ngươi làm gì, mau buông ta ra. Trong mắt nhịn không được hung hăng run run, Trác Phàm nhìn xem trên người mình cái kia lôi viêm tàn phá bừa bãi, nhìn nhìn lại Sở Khuynh Thành trên thân, lại cũng tràn đầy lôi viêm tại thân, không khỏi nhất thời quá sợ hãi, lúc này hét lớn. Thậm chí, hắn đều muốn ngay lập tức đem trước người người yêu đẩy ra, miễn cho nàng bị chính mình liên lụy. Thế nhưng là khi nàng muốn đưa tay lúc, lại là chợt phát hiện, lúc này, hắn mà ngay cả động một ngón tay khí lực đều không có, không khỏi nhất thời mộng bỉ. Liếc mắt liếc một cái hắn, hải ngao không khỏi khẽ cười một tiếng, u, tỉnh lại. Hắc hắc hắc, ngươi tiểu tử này, không biết kiếp trước tích cái gì đức, gặp phải lớn như vậy phiền phức, sống còn, lại có thể có người thay ngươi đi chết, cũng thật sự là ngươi may mắn. Cái gì, thay ta? Thân thể không khỏi chấn động mạnh một cái, Trác Phàm lúc này mới phát hiện, hắn trên thân lôi viêm, chính cấp tốc hướng Sở Khuynh Thành trên thân chảy tới. Mà cái kia điên cuồng lôi viêm, cũng đang thiêu đốt lấy nàng mỗi một góc. Thấy tình cảnh này, Trác Phàm nhất thời hoảng hốt lên tiếng, muốn đẩy ra nàng, lại là bất lực, chỉ có thể hét lớn, Khuynh Thành, đi mau, ta không cần ngươi cứu, đi mau. Thế nhưng là, Sở Khuynh Thành dường như không nghe thấy giống như... Cứ như vậy vô thần mà nhìn xem hắn, trong mắt không có một tia gợn sóng, nhưng thân thể lại là đang không ngừng vận chuyển công pháp, đem hắn trên thân hắc viêm, liên tục không ngừng địa hút vào trong cơ thể mình. Nhìn lấy đây hết thảy,
Trác Phàm lòng tại máu, không ngừng lấp lóe không minh thần đồng, còn có bên trái cái kia trống rỗng không có một con mắt đen nhánh trong hốc mắt, đồng thời chảy xuống bi thương nước mắt, gào thét lên tiếng, Khuynh Thành, người đi a, ta không cần ngươi cứu, người đi a. Ta nói người tiểu tử này thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc a. Ngươi cho rằng ngươi như vậy bộ dáng, ai cũng có thể cứu được ngươi a. Nghe đến đạo này trần trụi giống to, Hải Ngao không khỏi bất đắc dĩ liếc nhìn hắn một cái, ngươi cái này lôi viêm cũng không phải phổ thông năng lượng, không có cái thích hợp vật chứa, muốn toàn bộ hút ra đến thế nhưng là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nha đầu này khác biệt, bản thân không linh thể chất. Ngươi biết không linh thể chất là có ý gì sao? Có lẽ từ thượng cổ về sau, rất ít người giải tại bên trong hàm nghĩa chân chính. Vậy lão phu liền đến nói cho ngươi, thiên đế cũng là không linh thể chất. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới tìm hiểu ra không minh thần đồng, trở thành không minh đại đạo trưởng đạo đế quân. Hiện tại ngươi minh bạch đi, nhà đầu này cùng thiên đế một cái thể chất, có thể thay thế ngươi không minh thần đồng thu nạp những thứ này bạo tẩu lôi viêm. Mà lại bản thân thần hồn, chính là lĩnh vực thần hồn. Lại luyện thành trận đạo thần hồn. Lấy lực lượng một người, liền có thể hoàn thành trận thức bố trí. Mà lại trận thức này rất kỳ quái, có thể dẫn động chu thiên chi lực, lại không phải vì chiến đấu dùng, mà chính là vì cứu trợ. Người vừa mới thần hồn kém chút liền bị thiêu không, may mà bé con này kịp thời xuất thủ, mới đem người cứu trở về. Nếu không mà nói, cho dù đem trên người ngươi lôi viêm thanh trừ, chỉ còn một nửa thần hồn ngươi, cũng nguyên khí đại thương, sớm đã phế. Về sau chỉ sợ rất khó xưng đế, nhưng bây giờ khác biệt, người căn cơ còn rất vững vàng, cũng không tổn hao nhiều, tiền đồ vô lượng, cái này đều muốn cảm tạ bé con này a, ha ha ha. Thân thể nhịn không được run run, Trác Phàm nghe Hải Ngao nói, không khỏi kinh ngạc nhìn nhìn bốn phía, cái kia năng lượng phun trào chỗ, dựa vào hắn trận pháp kinh nghiệm, cho dù không có trận cơ, cũng hoàn toàn nhận ra đại trận này vì sao, Chu Thiên bổ hồn trận. Vì cái gì? Vì cái gì cái này trận thức còn có người biết, mà lại ngươi sẽ biết. Trong mắt nước mắt như nước suối phun ra ngoài, Trác Phàm thật sâu nhìn lên trước mặt Sở Khuynh Thành, nhưng trong lòng thì như đau xoắn giống như đau đớn, ta rõ ràng đem nó hủy, vì sao? Đúng vậy a, lão phu tuy là thánh thú, nhưng cũng minh bạch, trận thức này diệu dụng ở chỗ lấy hồn bổ hồn, dùng mạng đền mạng, quả nhiên là cứu mạng chi trận. Mà lại mỗi người thần hồn khác biệt, lạm dụng trận này. Sợ rằng sẽ phát sinh thần hồn xung đột, cũng chỉ có không linh thể chất người, mới có thể hoàn mỹ khống chế. Hơi hơi gật gật đầu, Hải Ngao không khỏi thở dài một hơi, tiểu tử, không có người sẽ đem mình thần hồn luyện thành như vậy chỉ có thể dùng một lần thần cứu mạng hồn, trừ phi. Nàng là chỉ vì một người luyện, chỉ muốn ở lúc mấu chốt, có thể bảo vệ cái kia một người. Tiểu tử, người có phúc khí a, có cái dạng này thực tình đối đãi người, bất kể sinh tử. Trong mắt nước mắt càng thêm khống chế không nổi địa chạy dũng mãnh tiến ra, Trác Phàm thật sâu nhìn lấy Sở Khuynh Thành cái kia lỗ trồng ánh mắt, lại là trong lòng càng thêm bi thương. Nàng một lòng chỉ vì chính mình, nhưng là mãi đến giờ phút này, lại là vẫn như cũ không nhận ra chính mình, không nhận ra chính mình. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm nhất thời hét lớn lên tiếng, Tước Nhi, nhanh đem mẹ ngươi lôi đi. Thân thể không khỏi lắc một cái, Tước Nhi không khỏi thì đi về phía trước. Nhưng là rất nhanh liền lại bị hét lớn một tiếng ngăn lại. Chờ một chút, đã muộn. Hải Ngao lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, đạm mạc lên tiếng, hiện tại hai người đều thân thể nhiễm lôi viêm, coi như lúc này đem bé con này lôi đi, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ là hai người cùng chết mà thôi. Nhưng là chúng ta tiếp tục nữa, tiểu tử này còn có thể cứu. Hoặc là hai cái cùng chết, hoặc là chỉ chết một cái, tiểu tử, ngươi thông minh như vậy. Cái này chướng hẳn là có thể tính toán rõ ràng. Vậy ta cùng với nàng cùng chết. Vậy ngươi thì chính mình đem nàng đẩy ra, đừng để tiểu lôi hoàng sờ chạm. Lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, Hải Ngao hét lớn lên tiếng, tiểu lôi hoàng nhận ngươi làm cha, nhận nàng vì mẫu, nếu là lúc này nhúng tay, cũng là giết cha giết mẹ chi tội, ngươi cái này làm cha không nên để cho nàng trên lưng như vậy chịu tội, thương tiếc chung thân. Cái kia Hải Ngao tiền bối, ngươi đến động thủ. Lão phu lười nhắc quản, mà lại lão phu vì ngươi đều giữ lại một con mắt, ngươi cứ như vậy chết, lão phu chẳng phải uổng công. Hung hăng nguyết hắn một cái, Hải Ngao bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu nhìn một chút một mặt điềm đạm đáng yêu Tước Nhi, thở dài một tiếng, đây chính là tình a, năm đó mỗi cái đế quân lại làm sao không đi qua đây. Như vậy thống khổ, hắn nên có trải nghiệm. Thế nhưng là phụ thân hắn,
nhìn lấy Trác Phàm vẫn như cũ đang dùng rằng phải cố gắng đẩy ra Sở Khuynh Thành, Tước Nhi không khỏi đầy mặt vẻ u sầu. Thản nhiên cười, Hải Ngao từ chối cho ý kiến, hắn không còn khí lực, Lôi Viêm phản phệ, đầu tiên liền đem chính hắn nguyên lực và khí lực thiêu không có. Nguyên khí đại thương hắn, giờ này khắc này đoán chừng trên tay không có ba lượng lực, chỉ có thể mặc cho chúng ta bài bố. Nói, Hải Ngao lại sâu sắc nhìn hai người liếc một chút, chỉ thấy cái kia Hắc Viêm đại bộ phận đã là bị Sở Khuynh Thành hấp thu, chỉ có một phần nhỏ còn lưu tại Trác Phàm trong thân thể, nhưng Sở Khuynh Thành đã bất lực lại hút. Mà lại, theo cái kia Lôi Viêm càng nhiều, Sở Khuynh Thành chính mình cũng tại sáng rực thiêu đốt, tiếp tục như vậy nữa, coi như nàng chết, Lôi Viêm đều không thể hoàn toàn hút hết, thì phí công nhọc sức. Vừa nghĩ đến đây, Hải Ngao lại nghiên cứu một chút cái này trận thức, lại nhìn xem một bên ba thanh rơi xuống thần kiếm, nhất thời có chủ ý. Chỉ dựa vào nha đầu này bản thân, chia sẻ chẳng phải nhiều Lôi Viêm, nhất định phải tăng cường cái này trận thức uy lực mới được. Trong mắt tinh mang lóe lên, Hải Ngao vẫy tay một cái, nhất thời cầm qua ba thanh kiếm thần, trong miệng nói lẩm bẩm, trận này chính là tụ tập chu thiên chi lực, hẳn là kim mộc thủy hỏa thổ làm mắt trận, vừa rồi uy lực lớn thịnh. Nhưng bây giờ không có ngũ hành tương trợ, lão phu liền lấy địa thủy hỏa phong thay thế cũng giống vậy. Nói, Phong Thiên Hải Ngao đã là xuất ra một thanh đỏ thấm trường kiếm, đối với Sở Khuynh Thành bốn phía một vị trí liền cắm tới, đầu tiên trùng thiên kiếm là địa, đại địa hậu đức lại vật, vào trận. Đinh! Trùng thiên kiếm đứng ở Sở Khuynh Thành bên trái, phát ra đỏ thẫm ánh sáng. Tiếp lấy Phong Thiên kiếm vì nước, đồng hồ nước bắt nguồn xa, dòng chảy dài, vào trận. Đinh! Một tiếng vang nhỏ, Phong Thiên kiếm cũng cắm đến Sở Khuynh Thành bên cạnh 3 mét bên ngoài. Sau đó, phần thiên kiếm thuộc hỏa, hỏa tắc tinh tinh liệu nguyên, vào trận. Đinh! Phần thiên kiếm tại Hải Ngao vung lên phía dưới, cũng tới đến chính mình mắt trận phía trên. Thế nhưng là đúng lúc này, vấn đề đến, còn có một cái mắt trận làm sao bây giờ? Mi mắt hơi hơi lắc một cái, Hải Ngao đầy mặt do dự, nhưng là rất nhanh, hưu một tiếng, một thanh trường kiếm màu đen xung phong nhận việc, nhất thời đi vào Hải Ngao trước mặt, thân kiếm càng không ngừng rung động động. Kình thiên kiếm, thật sâu nhìn chằm chằm nó nhìn rất lâu, Phong Thiên Hải Ngao mới cuối cùng nhận ra, không khỏi giật mình, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này, lão phu đều không nhận ra. Nhưng là rất nhanh, hắn liền lại hai mắt tỏa sáng, trong lòng tiện hóa nói, kiếm linh đổi, đúng hay không? Đinh! Phát ra trận trận ngâm khẽ, cái kia kình thiên kiếm vội vã điểm thân kiếm. Khó trách, ta nói ngươi nếu là kình thiên kiếm lời nói, vừa mới làm sao không có vây công lão phu. Thì ra là thế, bên trong đã đổi chủ người a, ha ha ha. Chậm rãi gật gật đầu, Hải Ngao không khỏi cười lớn một tiếng. Sau đó lại sâu sắc xem phía dưới Trác Phàm liếc một chút, khen tiểu tử này còn thật có năng lực, liền thánh kiếm kiếm linh đều có thể đổi, để bản thân sử dụng. Bất quá cũng khó trách, hắn là thiên đế người thừa kế a. Như vậy đã như vậy, nghĩ đến ngươi cũng muốn cứu nhà ngươi chủ nhân, như vậy thì lên đi. Kình thiên kiếm hóa phong, gió dục mây vần, vào trận. Phong Thiên Hải Ngao bỗng nhiên chỉ về phía trước, cái kia kình thiên kiếm liền siêu một tiếng, dựa theo hắn chỉ phương hướng. Cấp tốc cắm vào địa điểm chỉ định, đi vào Sở Khuynh Thành bốn phía 3 mét bên ngoài. Chỉ một thoáng, ngay tại cái này bốn thanh kiếm thần rơi vào đại trận trong tích tắc, toàn bộ đại trận nhất thời mãnh liệt chấn động, cái kia cuồn cuộn màu đen Lôi Viêm, cũng là siêu 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 địa từ trên người Sở Khuynh Thành, cấp tốc hướng bốn thanh kiếm thần chỗ đó tụ đi. Chỉ là trong nháy mắt, bốn thanh kiếm thần liền tất cả đều biến thành ngọn lửa màu đen Lôi Kiếm, phát ra rạng rỡ ánh sáng. Mà Sở Khuynh Thành bỗng dưng chấn động thân thể, tại đại trận điều khiển, bỗng dưng lắc một cái, càng thêm điên cuồng đem Trác Phàm trên thân Lôi Viêm toàn bộ hút vào trong cơ thể mình. Kết quả là, chỉ thấy Sở Khuynh Thành dường như đột nhiên thêm đại mã lực máy hút bụi, đem cái kia cuồn cuộn Lôi Viêm càng không ngừng hút vào thân thể đến, mà dư thừa Lôi Viêm, thì là phân biệt bị bốn thanh kiếm thần chia sẻ hấp thu. Cứ như vậy, một khắc đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ đi qua. Trác Phàm chăm chú nhìn cái kia Lôi Viêm từ trên người chính mình, chuyển tới Sở Khuynh Thành trên thân, trong mắt nước mắt nhãn mang mang, trong lòng kịch liệt đau nhức khó nhịn. Mà Sở Khuynh Thành cũng là cố chịu đựng, nhưng toàn bộ thân thể đã là tại cái kia Lôi Viêm thiêu đốt phía dưới, dần dần sụp đổ, hóa thành hư vô. Thẳng đến sau một canh giờ, sau cùng một tia Lôi Viêm nhất thời hoàn toàn hấp thu, mà Trác Phàm trong thân thể còn đến không kịp sinh ra mới Lôi Viêm một khắc, Hải Ngao tay mắt lanh lẹ.
nhất thời vung lên cự trường, cái kia tròng mắt màu lam tựa như sao băng hung hăng bay về phía Trác Phàm mặt. Ba một tiếng, liền tiến vào hắn bên trái trong hốc mắt, tản mát ra băng lãnh hàn khí. Ong ong ong, tựa hồ đối với cái này khách không mời mà đến sinh ra lớn lao địch ý, đã bạo tẩu không minh thần đồng, hoàn toàn mất đi chủ nhân khống chế, thất nói vầng sáng màu vàng óng, phát ra hào quang óng ánh, cuồn cuộn khí tức khủng bố cũng nhất thời khuếch tán ra tới. Bất quá, cái này không minh thần đồng Trác Phàm chỉ luyện đến thất trọng cảnh, còn không có đạt đến chí cao, nhưng hải ngao con mắt này, lại là chân chính thánh thú phong thiên đồng tử. Mặc dù có chút tàn phá, nhưng vẫn như cũ uy lực vô địch. Nếu là ngay từ đầu phối hợp so thánh thú chi lực đẳng cấp cao diệt thế lôi viêm, cái này phong thiên đồng tử chỉ sợ còn không làm gì được cái này không minh thần đồng. Nhưng là hiện tại, lôi viêm đã hoàn toàn khu trừ, chỉ có đây chỉ có thất trọng cảnh không minh thần đồng, lại là lật không nổi cái gì sóng lớn. Cho dù là thiên đế, đó cũng là hai cái tròng mắt hợp lực mới là mạnh nhất. Chỉ có một con mắt đồng tử lúc, còn bị hải ngao phong ấn qua đây. Kết quả là, không giống nhau cái kia không minh thần đồng lại ra cái gì yêu thiêu thân, phong thiên hải ngao quyết định thật nhanh, lập tức song trưởng đẩy về trước, cuồng mãnh gió lốc mang theo lạnh thấu xương hàn khí, đột ngột đến áp hướng Trác Phàm mặt. Mà cái kia phong thiên đồng tử cũng phối hợp lấy phát ra đạo đạo hàn quang, bao trùm lên hắn hai con ngươi. Xì xì xì. Cứ như vậy, trong nháy mắt, Trác Phàm toàn bộ hai mắt đều đông lạnh phía trên một tầng hơi mỏng tầng băng, một đạo quỷ dị ấn thức, tại hắn cái trán ở giữa chậm rãi hiện ra. Mà cũng ngay một khắc này, Trác Phàm mắt tối sầm lại, cái gì đều không nhìn thấy. Bao quát cái kia trước mặt ái thê, dần dần bị cái kia hắc viêm thôn vệ tràng cảnh. Hô! Thở ra một hơi thật dài, phong thiên hải ngao đầy mặt vẻ mặt vui vẻ, chăm chú nhìn phía dưới kiệt tác, khẽ gật đầu, tiểu tử. Hôm nay ngươi diệt thế lôi viêm đồng bạo tẩu, dẫn tới không minh thần đồng cũng bị hao tổn hỗn loạn, trong thời gian ngắn hai loại tuyệt học, chỉ sợ ngươi lại khó nắm giữ mảy may. Hôm nay ta lấy phong thiên ấn quyết đưa ngươi hai mắt phong ấn, cũng không phải là phế ngươi bảng hiệu, đợi ngày sau không minh thần đồng phục hồi như cũ, ngươi tránh thức nắm giữ diệt thế lôi viêm phong ấn chi pháp, tự có phương pháp mở ra này ấn. Nếu không mà nói, lạm dụng lôi viêm đối ngươi có hại không lợi, lão phu làm như vậy cũng là vì ngươi tốt. Nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Khuynh Thành tựa hồ hoàn toàn không nghe hắn đang nói cái gì, Trác Phàm chỉ là nắm thật chặt Sở Khuynh Thành bàn tay, bên tai truyền ra là hắc viêm chói tai đốt cháy âm thanh, lại cái gì đều nhìn không thấy, sớm đã tim như bị đao cắt, hàm răng cắn môi đều đã là đỏ tươi một mảnh. Khuynh Thành, ngươi trả lời ta, dù là một câu cũng tốt, ngươi tại sao muốn cứu ta? Không nói gì, Sở Khuynh Thành cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Mặc cho trên thân màu đen lôi viêm thiêu đốt, lại là không buồn không vui, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, sinh mệnh khí tức đã là cấp tốc trôi qua. A, à, nhịn không được giống to lên tiếng, Trác Phàm bờ môi run rẩy, cuống họng sớm đã nghẹn ngào, nhưng là hai con mắt bên trong, tại cái kia dưới lớp băng, lại là không có liếc một chút nước mắt có thể chảy ra. Hải ngao gặp này, cũng là bất đắc dĩ thở dài, ai, nam nhân khóc đi không phải tội. Lại đại bi thương. Khóc một trận cũng tốt, bất quá, có vẻ như ngươi bây giờ không có quyền lực này. Tại lão phu phong thiên ấn xuống, không có có đồ có thể chảy ra, mà lại. Tiểu cô nương này, cũng lại không cứu được, bớt đau buồn đi đi. Thật sâu nhìn Sở Khuynh Thành liếc một chút, hải ngao trong mắt cũng không khỏi có chút kính trọng chi ý, nhân loại. Thật sự là có chồng thú sinh vật, tuy nhiên có khiến người chán ghét, nhưng không thể phủ nhận, có lại là làm cho người kính nể. À. Trác Phàm khàn khàn tiếng nói, đã là không nói ra một câu, chỉ có thể ngửa mặt lên trời gào thét, cả cái đầu đều nín đến đỏ bừng một mảnh, dường như tâm lý đọng lại quá nhiều bi thương, không cách nào thổ lộ hết. Tước Nhi nhìn lấy tình cảnh này, nhìn lấy phụ thân bất đắc dĩ dẫy giụa, cùng mẫu thân Hương Tiêu Ngọc Vấn, cũng là nhìn không được che miệng nghẹn ngào, sớm đã lệ rơi đầy mặt. Nhưng là nàng không thể khóc thành tiếng, bởi vì này lại để phụ thân càng thêm đau lòng, cho nên chỉ có thể chậm rãi chịu đựng. Dương mắt liếc ba người liếc một chút, hải ngao cũng là bất đắc dĩ than thở. Cái này tiểu lôi hoàng, thật sự là càng lúc càng giống nhân loại. Nhưng là, lão phu đối với cái này ngược lại là không có như vậy chán ghét, ha ha ha. Trong lòng cũng không khỏi lóe qua vẻ bi thương, hải ngao thật sâu nhìn về phía cái kia Sở Khuynh Thành thân thể, lôi viêm đã là thiêu hủy hơn phân nửa, chính tại tiếp tục vào trong không ngừng thiêu đi. Đến lúc này thân thể coi xong.
tiếp theo cũng là sau cùng một tia thần hồn. Đợi thần hồn vừa diệt, người tận đăng khô, nhà đầu đi tốt. Người để lão phu đối với nhân loại, còn có sau cùng một tia hy vọng. Khuynh Thành. Ông. Thế mà, đúng lúc này, hắn vừa dứt lời thời khắc, Trác Phàm đã thương tâm tới cực điểm, một tiếng kêu rên, thẳng phá thương khung. Mà cũng ngay một khắc này, nhưng ngửi một tiếng không gian ba động vang lên, tại Trác Phàm cái kia tràn đầy băng xương hai con ngươi ở giữa, một hiện ra thất thải hào quang nước mắt, lại là đột ngột đến xông phá băng lãnh phong ấn, theo hắn trên gương mặt trượt xuống. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Phong Thiên Hải ngao không khỏi giật nảy cả mình, làm sao có thể, lão phu phong ấn phía dưới, liền cái kia lôi viêm đều vạn vạn thấm không ra, làm sao lại chảy ra liếc một chút nước mắt đâu. Thế nhưng là, sự thật lại là, cái này nước mắt cứ như vậy công khai, tại vị này phong ấn đại thần nghẹn họng nhìn chân chối nhìn soi mói, nghênh ngang địa chạy ra đến. Dường như ba ba đánh hắn mặt giống như, đem hắn cả kinh trợn mắt hốc mồm. Làm sao có thể, ta phong ấn thuật chẳng lẽ còn có lỗ thủng sao? Cho dù có, cũng không tới phiên liếc một chút nước mắt theo trong động chui ra đi. Hoàn toàn không có chú ý tới cái này hải ngao cái kia kinh dị gào thét, Trác Phàm thương tâm gần chết, tại cái kia âm thanh giống to phía dưới, đã là dùng hết chỗ có sức lực, đầu không còn, liền trong nháy mắt không có ý thức, chậm rãi ngã xuống. Thế nhưng là, cái kia thất thải hào quang nước mắt, lại là theo hắn ngã xuống thân thể, lại cạch một chút, rơi vào Sở Khuynh Thành cái kia còn chưa đốt sạch thi hài bên trong, nhất thời dung nhập trong cơ thể nàng. Ông, lại là một đạo vô hình không gian ba động phát ra, kỳ tích. Phát sinh, một đạo hào quang bảy màu nhất thời khuếch tán ra đến, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bốn phía những cái kia hắc viêm hoàn toàn dập tắt đi xuống. Ngay sau đó, một đoàn ánh sáng màu trắng, tại một mảnh ánh sáng bao phủ phía dưới, chậm rãi theo cái kia thi hài bên trong hiện lên, đi vào hải ngao trước mặt. Không diệt không chết, đế cảnh đại đạo. Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại, Phong Thiên Hải ngao lần nữa quá sợ hãi, tiếp lấy liền bất khả tư nghị chuyển hướng Trác Phàm, trong mắt tất cả đều là trần trụi mê mang, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể sẽ có đế cảnh đại đạo hộ thân. Theo lý thuyết, trừ thập đế bên ngoài. Nghĩ như vậy, Hải ngao nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, càng thêm nghiêm túc. Tiểu tử này, đến tột cùng thần thánh phương nào? Tước Nhi gặp này, cũng là không khỏi khẽ giật mình. Chỉ cái kia ánh sáng nói, hải ngao thúc thúc, cái này. Đây là cái gì? Phàm là tại thiên đạo bên trên có lĩnh ngộ, tự thành một phái, thành vì nhất đạo chi tổ, liền sẽ trở thành đại đạo đế quân, ngưng tụ đế cảnh đại đạo, trưởng chư thiên một đạo, đồng thọ cùng trời đất, bất tử bất diệt. Sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, hải ngao thật sâu nhìn lấy cái này thất thải hào quang, thăm thẳm lên tiếng, mà cái này thải quang, thì là chỉ có chư thiên thập đạo trưởng đạo người. Chỉ có đế cảnh cao thủ mới nắm giữ, đế cảnh đại đạo, cũng là bọn hắn tự thân đạo thống. Chỉ cần đại đạo không diệt, thì sinh sôi không ngừng. Vừa mới nha đầu này thần hồn đã sắp thiêu đốt hầu như không còn, tàn khuyết không đầy đủ, lại bị cái này đế cảnh đại đạo cứu, còn có còn lại một hơi. Trước mắt không khỏi sáng lên, Tước Nhi nhất thời vui vẻ, như vậy nói như vậy, mẫu thân còn có thể cứu. Đương nhiên, đâu chỉ có thể cứu, có cái này đế cảnh đại đạo bảo hộ. Thế gian này có thể diệt nàng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mí mắt hơi hơi run run, hải ngao lại sâu sắc nhìn về phía cái kia thương tâm quá độ mà té xỉu Trác Phàm, trong mắt thần quang càng ngày càng kỳ dị, chỉ là tiểu lôi hoàng, người cái này cha nuôi đến tột cùng người nào, tại sao lại có chư thiên thập đạo bên trong một đạo. Không khỏi sững sờ, Tước Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, không hiểu lắc lắc đầu. Tại giữa hai người quét tới quét lui một chút, hải ngao trầm ngâm một lát, lại quay đầu nhìn một chút sau lưng cái kia vừa mới bị lôi viêm đánh ra hang lớn, chính đang từ từ tự động chữa trị, không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng đem cái kia thải quang nâng trong tay, hung hăng ném đi, thì hướng về kia hắc động ném đi. Siêu một tiếng, thì ném tới bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc động kia, cũng chậm rãi bắt đầu dung hợp được. Mặc kệ cái này đế cảnh đại đạo đến tột cùng như thế nào xuất hiện, tóm lại, tiểu tử này không đơn giản. Nhân tình này ta nhất định phải cho. Trong mắt tinh mang lóe lên, hải ngao thật sâu nhìn lấy hắc động kia biến mất chỗ, khóe miệng đột nhiên lộ ra một đạo đột nhiên nụ cười, nhà đầu, chúng ta thánh vực gặp lại, ha ha ha. Ầm ầm, sáng sủa bầu trời, ngàn dặm không mây, long lanh lộng lẫy, lại là chợt âm trầm xuống, từng đạo chấn thiên triệt địa tiếng sấm,
bao phủ bốn phương tám hướng. Từng mảnh bảy màu ánh sáng, tại cái này tiếng sấm phía dưới, cũng là như vạn long lao nhanh, tàn phá bừa bãi chặt chẽ, tại cái kia trên chín tầng trời, tùy ý xuyên thẳng qua, thẳng dẫn tới cả vùng cũng là theo chân sóng gió nổi lên, liên tiếp, như sóng biển đồng dạng không ngừng run rẩy. Mà tại cái kia sóng biển trên người nhóm, cũng là không khỏi theo run không ngừng lấy thân thể, khó có thể tự lập, cho dù là thực lực mạnh hơn cao thủ, giờ này khắc này, tựa hồ cũng bị cái kia thất thải hào quang đè ép không sử dụng ra được nửa phần thần thông, chỉ có thể như một người bình thường giống như, mặc cho chính mình thân thể không ngừng sóc này, làm trò hề, lại là bất lực, liền lăng không bay lượn đều làm không được. Thánh vực, thất thánh sơn, nguy nga giữa núi rừng, từng tòa quỳnh lâu ngọc vũ bên trong, một đám thân mang trắng phục, mày râu đều là dài đến lồng ngực lão nhân tóc trắng, từng cái còng lưng phía sau lưng, càng không ngừng lắc lư sóc này, sắc mặt hoảng hốt. Một tên mãn kiểm cầu nhiêm đại hán, trái lắc phải đưa địa theo ngoài cửa ngã tiến đụng vào đến, trong mắt tràn đầy hoảng sợ nói, mấy vị thánh giả đại nhân, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cái này là làm sao? Chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cầu, mạnh như thế thiên địa lực lượng hiện thế, tuyệt không tầm thường dị tượng. Chúng ta sống mấy trăm ngàn năm, cũng không gặp phải như vậy kỳ cảnh, tất có chuyện lớn phát sinh. Nhanh đi tàng thư các. Tìm lâu năm sách cổ tìm tòi, chỉ sợ thiên hạ phải có đại động a. Vâng, chăm chú liền ôm quyền, người kia lần nữa thất tha thất thểu, ngã đâm vào đi, chuyển mắt không thấy bóng dáng. Cùng một thời gian, thánh vực Đan Hà Tông, một đám nữ tử cũng là đung đưa trái phải không chừng, trong lòng hoảng hốt. Một tên đạo cô bộ dáng lão phụ, tay vịn tường phôi, miễn cưỡng đi vào tông môn trước, nhìn lên bầu trời, gặp cái kia thất thải hào quang, khí thế mãnh liệt, lao nhanh lưu chuyển. Trong lòng cũng là không khỏi hơi hồi hộp một chút, mặt hiện kinh khủng, đồng thời trong mắt càng là thật sâu mê võng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, thánh vực chưa từng xuất hiện quỷ dị như vậy thiên địa dị tượng. Hưu. Thế mà, ngay tại lúc này, nhưng thấy bầu trời bên trong một đạo ánh sáng cực nhanh, rơi vào nơi xa. Đạo cô kia khẽ giật mình, trong lòng do dự một chút, vội vàng động viên đỉnh lấy cái này mãnh liệt khí thế, hướng nơi xa tập tễnh mà đi. Rất nhanh không thấy tăm hơi. Chỉ có còn lại những cái kia nữ đệ tử, vẫn tại trái lắc phải đưa, trái bất chợt tới phải đụng, bối rối không chịu nổi, khó tự kiềm chế. Một phương diện khác, cùng thánh vực hắn các ngõ ngách bối rối tình hình hoàn toàn khác biệt là, một tòa vắng vẻ trong tiểu viện, đình đài thủy tạ bên trong, một đầu cong cong dòng nước vờn quanh thư các, một cái tinh tế bàn tay đang muốn giầu có tại trước mặt trên bàn cờ, lại là chợt thân thể lắc một cái, dừng lại. Sau một khắc, trên trời dị tượng xuất hiện, dẫn tới toàn bộ thánh vực hoàn toàn đại loạn, nhưng duy chỉ có hắn nơi này, lại là vẫn như cũ an bình, chưa từng thụ nửa phần quấy rối. Đế cảnh đại đạo hiện thế. Bên cạnh hắn một người, quấn tại một mảnh hắc ăn vào bên trong, thấy không rõ diện mạo, không khỏi kinh dị lên tiếng, hắn trở về à, làm sao lại nhanh như vậy? Chúng ta một chút phát giác đều không có. Ba. Không nói gì, cái kia tinh tế ngọc trưởng trầm ngâm một chút. Cuối cùng đem con cờ trong tay rơi xuống, thăm thẳm lên tiếng, nói đã hồi mà người chưa về, hắn thế mà đem chính mình đế đạo tách rời bản thân, đây thật là dự kiến bên ngoài a. Đúng vậy a, đế cảnh đại đạo là bảo vệ hắn bất tử bất diệt chi vật, hắn đế đạo rời khỏi người, nói cách khác, hắn thời khắc đều có tiêu vong nguy cơ. Hơi hơi gật gật đầu, người áo đen kia tiếp tục nói, ta muốn hay không đi dò xét một chút, hắn đế đạo đến tột cùng cho ai. U ám trong phòng. Cái kia cầm tử chi người không nói gì, suy nghĩ một chút, mới phát ra một đạo bật cười thanh âm, ha ha ha. Không cần hao tâm tổn trí, đế đạo chính là thiên địa sinh ra, trừ bản tôn bên ngoài, người nào cũng không tìm tới hạ lạc. Người ta cũng không tìm tới, làm gì phí sức, huống hồ, nắm giữ đế đạo thủ hộ chi người, tất nhiên không phải hạng người bình thường, cho dù tại thánh vực, cũng rất dễ dàng trở nên nổi bật, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ phát hiện. Huống hồ. Ta muốn lại không chỉ là hắn đế đạo, còn có người khác đâu. Ba. Một tiếng vang giòn, lại một quân cờ rơi xuống, cái kia trong bóng tối bỗng dưng phát lên hai đạo quỷ dị ánh sáng. Bên phải một đạo phát ra 12 đạo vầng sáng màu vàng óng, bên trái một đạo lại là tử mang lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ, đùng đùng sao không dứt tiếng sấm âm thanh, thỉnh thoảng vang vọng bên tai. Người đạo đã hồi, không biết người khi nào trở về a, ha ha ha. Một đạo âm trầm cười lạnh vang lên, chậm rãi phiêu tán giữa thiên địa,
lại là làm cho cái kia trên 9 tầng trời mây ngũ sắc đều dừng không ngừng run rẩy một chút. Ầm ầm, thánh vực vẫn như cũ đang không ngừng chấn động, mỗi một góc đều như thế bị sóc này, thẳng đến một lúc lâu sau, cái kia mây ngũ sắc mới dần dần tiêu tán, cái này khủng bố thiên địa uy áp, cũng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là lần này chấn động, lại là để cho cả thánh vực kinh hãi, không biết cái gọi là, tất cả đều rơi vào tràn đầy mê mang trong sự sợ hãi. Nhưng bọn hắn mê mang, có chút lão quái vật lại là hết sức rõ ràng, riêng là đây hết thảy kẻ đầu sỏ, phong thiên hải ngao, cảm thụ lấy cái kia đồng dạng chấn hơn một canh giờ phàm giai chấn động về sau, không khỏi lộ ra vui vẻ nụ cười. Ai, bao nhiêu năm, từ khi năm đó thập đế ngưng tụ đế cảnh đại đạo về sau, lão phu thì chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy thiên địa dị tượng. Hải ngao thúc thúc, vừa mới đó là cái gì? Ta thế nào cảm giác lúc trước một chút liền không có lực? Đồng dạng thật vất vả mới từ bị chấn động bình tĩnh trở lại Tước Nhi, cũng là một mặt kỳ dị nhìn về phía hải ngao nói. Nhếch miệng cười một tiếng, hải ngao thở dài một tiếng, trong mắt bất giác có chút giật mình lo lắng, đế cảnh đại đạo hiện thế, tất nhiên gây nên thiên địa dị tượng, tứ phương triều bái. Năm đó thập đế ban đầu ngưng đế đạo, cũng là như vậy. Đợi đế đạo dung nhập thể nội, tự nhiên liền thiên nhân nhất thể, sẽ không lại nổi sóng. Dung nhập thể nội, nói như vậy, trước mắt bất giác sáng lên, Tước Nhi tựa hồ minh bạch cái gì. Cười gật gật đầu, hải ngao lại cúi đầu thật sâu nhìn một chút cái kia như cũ hôn mê Trác Phàm, thăm thẳm lên tiếng, đợi tiểu tử này tỉnh lại nói cho hắn biết ha, hắn cùng nha đầu kia duyên phận vẫn chưa đi đến phần cuối. Thế mà, đúng lúc này, phong thiên hải ngao lại là chợt trì trệ, mi mắt thật sâu nhăn lại. Làm sao, Tước Nhi thấy một lần, không khỏi lại kinh hãi. Mi mắt hơi hơi run run, hải ngao gầm thét lên tiếng, đáng chết, đám nhân loại này làm sao đột nhiên tụ tập được nhiều như vậy chiến lực, còn tất cả đều hướng lão phu bên này chạy tới, rõ ràng cũng là nhằm vào lão phu a. Nhưng là bây giờ lão phu nói như thế. Phong Thiên Hải ngao cúi đầu nhìn xem chính mình lần này trọng thương không chỉ bộ dáng, nhất thời chính là bất đắc dĩ trợn mắt một cái, một mặt biệt khuất dao động cái đầu. Hừ, địch nhân thế lớn, hôm nay lão phu lại trọng thương tại thân, không cùng các ngươi chơi, lão phu đi trước một bước. Vừa dứt lời, Phong Thiên Hải ngao nhất thời vỗ mặt băng, ông một tiếng, một cỗ vô hình ba động liền nhất thời truyền vang lái đi. Ầm ầm, chỉ một thoáng, nhưng nghe từng tiếng vang phát ra. Toàn bộ mặt băng, tính cả lấy cái kia phiến hải vực, đều đi theo chậm rãi hướng di động về phía sau ra. Cái kia mảnh nồng đậm hắc vụ kết giới, cũng theo cùng nhau lui lại, bảo hộ lấy thân hình hắn rút lui. Trác Phàm cùng Tước Nhi hai người đều tại hắn trên mặt băng, tự nhiên cũng theo hướng cái kia bắc hải chỗ sâu rút lui. Ai, cuối cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm gì a? Tiểu Lôi Hoàng, ngươi khả năng còn cảm giác không thấy, phía trước không biết chuyện gì xảy ra. Đến một đám người loại tu giả, thực lực tựa như còn không yếu bộ dáng. Da mặt nhìn không được co lại, hải ngao nhìn về phía Tước Nhi vội vã giải thích, đây cũng không phải là lão phu sợ bọn họ những cái kia con dẹp, nếu là bình thường, bọn họ đến lại nhiều, lão phu đều không sợ. Nhưng là hiện tại không được, lão phu trọng thương, hao không nổi. Nhân loại không phải có câu nói a, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, có thể đi vào có thể lui mới là anh hùng. Lão phu hiện tại cũng không nên cùng bọn hắn khai chiến, liền đi trước. Ầm ầm. Nói xong, hải ngao hai cái cự trảo thủ hạ lần nữa dùng lực, cái kia băng khối rút lui tốc độ liền lại thêm 3 phần. Tước Nhi trong lòng không sai, liếc hắn một cái về sau, liền tới đến Trác Phàm bên người, tỉ mỉ lòng chiếu cố, theo hắn rời đi. Mà ngoại giới Bách Lý Ngự Thiên bọn họ, tại đi qua cái kia rung động mạnh mẽ về sau, cũng là rất là kỳ lạ, không biết vì sao. Nhưng là rất nhanh, bọn họ liền nhìn đến cái kia nồng đậm hắc vụ dần dần thối lui, lập tức không thấy tăm hơi. Thế nhưng là thối lui về sau, lại là đầy đất thi hài tàn chi, không có người nào còn sống. Thấy tình cảnh này, Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ không khỏi cùng nhau khẽ giật mình, trầm ngâm một chút, cũng là trong lòng không sai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, ai, xem ra cuối cùng vẫn cái kia hải yêu thắng, cái này Trác Phàm cuối cùng không có thể sống lấy đi ra a. Đúng vậy a. Vừa mới chấn động mạnh như vậy động, ngay cả chúng ta tại hắn kết giới bên ngoài, đều bị ép tới không có một chút sức lực, khẳng định là cái kia hải yêu làm ra đến. Trong mắt nồng đậm vẻ hoảng sợ còn chưa rút đi, Bách Lý Ngự Vân cũng là không khỏi thở dài một hơi, lập lòe lên tiếng,
nghĩ không ra cái kia hải yêu vậy mà như thế lợi hại, đều đã bị thương thành như thế, còn có thể ra như vậy uy lực chiêu số, thật khiến cho người ta sợ hãi a. Cứ như vậy, vẫn là cái kia hải yêu kỹ thắng một bậc a. Cái kia họ Trác, đã hết. Khẽ gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên sắc mặt xuống dốc, không khỏi có chút tiếc hận. Hắn tán đồng như thế một cái tương lai đối thủ, cứ như vậy xong, hắn trong lòng cũng là vắng vẻ. Mà Bách Lý Ngự Vũ thì càng là trong mắt giật mình lo lắng, trong lòng đau xót, song quyền hung hăng nắm lại, gấp cắn chặt hàm răng, bi thương địa cúi thấp đầu. Cái tên xấu xa kia, cứ như vậy chết. Hiu hiu hiu. Thế mà, ngay tại lúc này, mọi người các có chút suy nghĩ, trong lòng phức tạp, lại đều là đối Trác Phàm hạ chàng tiếc hận lúc, từng đạo tiếng xé gió vang, lại là đột nhiên mà vang vọng chín ngày. Ngay sau đó, đến hàng vạn mà tính bể bộn tu giả, đúng là một mảnh đen kịt, kêu đánh kêu giết hướng bọn họ bên này vọt tới. Có càng là lau nước mắt, khóc thiên đập đất, đại có một loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn cảm giác bi tráng. Dù sao, bọn họ cái này nhóm đầu tiên xông lên thì là chịu chết pháo hôi, chẳng lẽ còn chân năng có cơ hội cầm xuống kiếm vương cùng bất bại kiếm tôn đầu, lập xuống đại công sao? Cho nên, nơi này mấy chục ngàn người chúng, trên cơ bản đều là một mặt đáng chết, sớm đã viết xong di thư hạng người, cũng không có cái gì đấu trí, chỉ là vừa nhắm mắt, liền theo trào lưu sông đi lên. Trác Phàm lúc trước chế định, lấy hai châu chiến lực, cộng đồng rảo sát bất bại kiếm tôn tuyệt mà tính, rốt cục đến. Thế nhưng là, Bách Lý Ngự Thiên bọn họ tựa hồ còn không biết đây, mắt thấy nhiều người như vậy một mặt sát khí vào tới, nơi nào sẽ nghĩ tới những người này như thế có gan, là hướng về phía bọn họ đến, còn tưởng rằng là chính mình viện quân đến, không khỏi từng cái lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Bách Lý Ngự Vân càng là nhìn không được cười lớn một tiếng nói, ha ha ha. Lão Tổ Tông, xem ra trăm dặm thừa tướng đại quân phá vòng vây thành công, lần này Bắc Châu chúng ta tính toán cầm xuống. Cứ như vậy, cũng coi như chúng ta chuyến đi này không tệ. Hơi hơi gật gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên lại nhìn về phía trước những cái kia dần dần tới gần bóng người, lại là chợt sững sờ, chờ một chút, những người này ta thế nào cảm giác không giống Trung Châu, bọn họ sát ý tựa như là đối với chúng ta a. Thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, còn lại mấy vị kiếm vương cũng là bất giác bỗng dưng sửng sốt, nhìn về phía những người kia ánh mắt, chậm rãi nổi lên vẻ kỳ dị. A. Đúng a, bọn họ như thế nào là hướng chúng ta đến? Bất bại kiếm tôn, em gái ngươi, hôm nay lão tử theo ngươi đại chiến 300 hiệp, có gan đừng chạy. Bất bại kiếm tôn, ngươi chó chết, làm hại lão tử hôm nay muốn thảm chết ở chỗ này, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bất bại kiếm tôn, lão tử hôm nay cùng ngươi không chết không thôi, muốn cầm đầu ngươi làm cái bô, để mạng lại đi. Biết mình là pháo hôi hạ tràng. Sau đó thẳng thắn không để ý tánh mạng, trước khi chết qua miệng nghiện. Người bất bại kiếm tôn ngày bình thường không phải như bức à, không phải thiên hạ vô địch sao? Ai cũng không dám đối người có nửa phần làm trái. Nhưng bây giờ lão tử đều phải chết, muốn mắng thế nào thì mắng thế ấy, ngươi làm khó dễ được ta. Kết quả là, nhưng gặp cái kia hô 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 một mảnh đen kịt, giống như mưa rông gió bão bao trùm tới biển người, lại là ngươi một câu ta một câu, hùng hùng hổ hổ. Tranh giành làm anh hùng hảo hán bóng người, giống to lên tiếng. Cái kia ô ngôn uế ngữ càng là ngăn không được địa truyền vang tại bất bại kiếm tôn cùng mấy vị kiếm vương trong tai, thẳng đem mấy vị này ngày bình thường cao cao tại thượng thượng tầng nhân vật, trong nháy mắt nghe mắt trợn tròn. Đám gia hỏa này đến tột cùng là ai a, còn thật có gan, tổ đội đến chửi bóng chửi gió. Liền bốn châu cao tầng gặp lão tổ tông đều muốn thấp kém, không dám có nửa phần cuồng vọng chi ngôn. Đám này tiểu lâu la cư nhiên như thế không biết tốt xấu, há miệng ngậm miệng trong miệng không có một câu sạch sẽ, thật sự là không muốn sống. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, đám người này vốn là không muốn sống. Một đám liền mệnh đều không muốn người, người còn có thể lấy cái gì hù sợ bọn họ. Đụng, mãnh liệt mà tiến lên một bước, đạp khởi trận trận bụi mù, Bách Lý Ngự Vân lúc này khom người hướng Bách Lý Ngự Thiên liền ôm quyền nói, lão tổ tông. Liền để thuộc hạ đi lên cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem, để bọn hắn hối hận hôm nay cuồng vọng hành trình. Không. Bỗng dưng khoát tay, Bách Lý Ngự Thiên ánh mắt dần dần băng lãnh tiếp theo, chậm rãi lắc lắc đầu, bọn họ mở miệng mắng là lão phu, như vậy mạng bọn họ, tự nhiên từ lão phu tự mình thu hoạch. Hừ, thật là một đám không biết sâu cạn đồ vật, liền lão phu cũng dám tự tiện nhục mạ,
vậy liền để bọn họ nếm thử, làm như vậy hậu quả. Vừa dứt lời, Bách Lý Ngự Thiên nhất thời trong mắt ngưng tụ, trong tay Bá Thiên Kiếm bỗng nhiên tản mát ra sáng chói lôi mang, toàn bộ bầu trời cũng là chợt biến thành tử lôi đầy trời. Sau một khắc, nhưng chuyển biến tốt nhất thân kiếm, hướng về cái kia chạy tuôn đi qua mấy chục ngàn chi chúng, chính là hung hăng quét qua, hét lớn lên tiếng, hừ, các người nghĩ đến đám các ngươi là cái kia họ Trác vẫn là hải yêu, lại dám như thế khiêu khích lão phu, quả thực không biết trời cao đất rộng. Ầm ầm, một kiếm vung, thiên địa sụp đổ. Chỉ thấy cái kia một đạo kiếm khí màu tím như là như mũi tên rời cung, siêu một tiếng liền từ mọi người trước người xẹt qua. Cái kia khắp tiếng sét đánh, cũng theo kiếm mang kia chỗ đi qua, đùng đùng sao không dứt rơi xuống đến, nhất thời liền đem cái này một đám cuồng vọng chi đồ, toàn bộ cuốn vào đằng đẵng trong biển sấm sét, chỉ là trong nháy mắt, liền tại từng mảnh thê thảm gào rú bên trong, toàn bộ hóa thành bụi phấn yên diệt, tiêu tán vô tung. Chờ cái kia bụi mù tán đi, đưa mắt xem xét, cái kia mảnh đất giới đã hoàn toàn biến thành một mảnh vùng cháy đen, liền cái hoàn chỉnh thi thể đều cũng tìm không được nữa. Chỉ là một chiêu mà thôi, mấy chục ngàn cao thủ phút chốc vẫn diệt. Năm châu đệ nhất cao thủ bất bại kiếm tôn, tại Phong Thiên Hải Ngao trước mặt tuy là cái yếu bức, nhưng là tại cái này phàm giai tu giả trước mặt, lại là thần một dạng tồn tại, ai có thể là kiếm phong đối thủ. Lão tổ tông thần công cái thế, thiên hạ đệ nhất, thực chí danh quy a, ha ha ha. Thấy tình cảnh này, Bách Lý Ngự Vân vội vàng lại liền ôm quyền, hợp thời đưa lên một cái ôn nhu mông ngựa. Thế nhưng là hắn như vậy ân tình, lúc trước khả năng hữu dụng, bởi vì khi đó, bất bại kiếm tôn thật cho rằng, chính mình là thiên hạ vô địch tồn tại. Nhưng bây giờ, lại là dám dùng đều không có. Tại kiến thức hải yêu cùng Trác phàm nhất chiến về sau, Bách Lý Ngự Vân lại đánh ra như thế trần trụi mông ngựa, nghe vào bất bại kiếm tôn trong tai, quả thực cùng nhục nhã không khác, người nhà nói là nói mát sao. 3. Vung tay cũng là một cái vang dội cái tát vỗ qua. Bách Lý Ngự Vân nhất thời liền bị đập bay ra ngoài trăm thước, một miệng đỏ thẫm máu tươi nhịn không được phun ra. Đợi đứng dậy, nhìn về phía chính mình lão tổ tông lúc, vẫn là một mặt vẻ mờ mịt, không biết chính mình sai ở nơi nào bộ dáng. Khụ khụ khục, ngăn không được ho khan vài tiếng, lại ho ra một đạo băng kẹp hỏa diễm dòng máu, Bách Lý Ngự Thiên đem huyết thủy này nâng trong tay cho hắn nhìn, đầy mặt sắc mặt giận dữ, đây chính là ngươi nói thần công cái thế, thiên hạ đệ nhất. Ta nhổ vào, ngươi còn mắt mù, ngươi không thấy được cái kia hải yêu cường đại sao? Lão phu tính là gì thiên hạ đệ nhất? Ách, lão tổ tông, cái kia hải yêu là quái vật, tại trong nhân loại ngài vẫn là. Đánh rắm, thiên hạ đệ nhất có phần người cùng quái vật sao? Cái kia vì sao Trác phàm liền có thể trọng thương hải yêu, lão phu lại không thể. Hừ, hung hăng vung tay lên, bất bại kiếm tôn thật sâu khoét hắn liếc một chút, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lão phu chỉ muốn cái có thể chịu được nhất chiến đối thủ, không cần bên người loại này vỗ mông ngựa chuồn mất dâu thế hệ, hiểu chưa? Đúng, lão tổ tông. Mọi người gật đầu một cái, đều là khom người đáp, câm như hến. Bách Lý Ngự Vân cũng là đuổi vội cúi đầu, biểu thị rõ ràng, lại là không dám tiếp tục nói một câu. Khụ khụ khục, thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, bất bại kiếm tôn không khỏi lần nữa ho khan, che lên miệng. Tại băng Ngọc Sơn thời điểm, bị Hải Ngao đóng băng cùng Trác phàm Long Tức Đan tác động đến, hắn trọng thương sáu thành, mỗi một lần vận công đều sẽ tăng thêm thương thế, vừa mới một kiếm kia, lại để cho hắn nội thương càng nặng rất nhiều. Có điều hắn cũng không lo lắng, chỉ là đối phó một đám nhỏ đi mà thôi, không cần dùng hắn vận dụng chân lực, coi như dẫn động thương thế, có thể tăng thêm đi nơi nào. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, hắn sai. Vừa mới đám kia tiểu lâu la, chẳng qua là ngàn vạn tiểu lâu la bên trong chín châu mất sợi lông mà thôi. Hắn tuy nhiên một kiếm cũng có thể diệt hết một nhóm, nhưng là... hắn lại có thể huy động mấy cái kiếm đâu. Hiu hiu hiu. Liên tục không ngừng mà tiếng xé gió vang lên lần nữa, cái kia không ngừng mà kêu gào cũng là cùng theo một lúc vang lên, bất bại kiếm tôn, có gan đến chiến, nhát gan rùa đen rút đầu, ra tại chỗ này đợi ngươi. Bất bại kiếm tôn. Tự xưng bất bại, mông ngựa không ngớt, thiên hạ chỉ có, thật không biết xấu hổ. Bất bại kiếm tôn, chỗ nào bất bại, lừa mình dối người, muốn sống, ra tại chỗ này đợi lấy ngươi chui đúng quần đây, ha ha ha. Ra mặt ngăn không được địa hung ác run rẩy, bất bại kiếm tôn khom người thân thể ngột đến lắc một cái, đầy mặt vẻ phẫn nộ,
cứng ngắc đầu chuyển hướng nơi xa thanh âm kia truyền đến chỗ, đã thấy lại là một nhóm lớn tiếng kêu gào, không sợ chết con kiến hôi hướng về phía hắn không não vào tới, nhưng là nhục mạ thanh âm lại là càng ngày càng khó nghe. Một đám không sợ chết đồ vật, thế mà còn dám tiến lên chịu chết. Khụ khụ khục, tức giận đến toàn thân run rẩy, Bất Bại Kiếm Tôn cắn thật chặt răng, trong tay Bá Thiên Kiếm Đinh một tiếng vung lên, thì muốn lần nữa một kiếm vung ra, thế nhưng là còn không đợi hắn huy động, lại là thân thể lắc một cái, lại nhịn không được phun ra một miệng đỏ thẫm máu nước tới. Thấy tình cảnh này, bốn vị kiếm vương đuổi bước lên phía trước đỡ lấy hắn, vội vàng nói, lão tổ tông. Bách Lý Ngự Vân càng là liền đạp hai bước, chạy tiến lên đây, xung phong nhận việc nói, lão tổ tông, những thứ này con kiến hôi không cần ngài tự mình xuất thủ. Giao cho ta a, thủ hạ đi tài liệu để ý đến bọn họ. Ngươi lăn, bọn họ tìm là lão phu như không ra mặt, chẳng phải thật nói với bọn họ một dạng. Hung hăng đẩy Bách Lý Ngự Vân cánh tay, đem hắn đẩy ra, Bách Lý Ngự Thiên hai mắt đỏ thẫm, hung hăng vung lên Bá Thiên Kiếm. Liền lại là một đạo hồng mang bay đi, nhưng nghe ầm ầm tiếng vang, đã là lại mấy chục ngàn nhân sinh khí tức yên diệt vô tung. Có điều hắn bản thân mình, cũng là lần nữa nhịn không được phun ra một miệng đỏ tươi đến, thân thể lắc lư, tựa hồ thương thế càng nặng rất nhiều. Mọi người gặp này, vội vàng đỡ lấy, trong mắt đều là vẻ ân cần. Lão Tổ Tông, tiếp theo đội, phía trên. Một phương diện khác, Hải Minh Tông bên ngoài. Nhìn đến bên trong lại là một mảnh tử lôi nổ vang về sau, Lãnh Vô Thường trong mắt tinh mang lóe lên, hướng vào phía trong nhất chỉ, nhìn lên trước mặt mấy chục ngàn chi chúng, bình tĩnh nói, nhớ kỹ, lần này các ngươi đi vào khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa, nhưng tuyệt đối đừng quên hướng người lão quái kia vật khiêu khích. Hắn là cái người tâm cao khí ngạo, lại xem thường các ngươi, chỉ muốn các ngươi khiêu khích, hắn liền sẽ một mực toàn lực ứng phó. Tuy nhiên lần này các ngươi khả năng lại không hơi thở. Nhưng là các ngươi lại vì đằng sau đội ngũ tranh thủ sinh cơ. Người lão quái kia vật trên người các ngươi hao phí khí lực càng nhiều, đằng sau đội ngũ bắt lấy hắn cơ hội liền càng lớn. Nói như vậy, có lẽ huynh đệ các ngươi hội bởi vì các ngươi mà sống, chỗ lấy các ngươi lần này hy sinh, tuyệt không uổng phí. Giống. Một tiếng giống to, mọi người liền lần nữa một bước cước bộ, hướng bên trong phóng đi. Thấy tình cảnh này, một lão giả không khỏi một mặt tán thưởng địa đi vào bên cạnh hắn. Khẽ gật đầu, sớm nghe xong Long Chí Tôn nói, Tây Châu Lạc gia nhân tài đông đúc, quả nhiên danh bất hư truyền a. Lãnh tiên sinh đa mưu túc trí, đem hai châu nhân mã, các tông đệ tử xáo trộn phân phối, mỗi người ở phía sau đội ngũ đều có chí thân hảo hữu tồn tại, vì cho bọn hắn lưu lại càng đại sinh cơ, thật là nghĩ không ra lực cũng khó a, ha ha ha. Chỗ nào, một điểm nhỏ trò xiếc thôi. Hơi hơi một gật đầu, Lãnh Vô Thường cười nhạt tiếng nói, mà lại lần này đối phó Bất Bại Kiếm Tôn, căn bản là biển người chiến thuật tiêu hao, không cần đến phối hợp, cũng liền không cần người quen hợp tác, an bài như vậy tốt nhất. Lãnh tiên sinh nói cực phải, như vậy tại hạ thì lại đi bắt chuyện phía dưới một đội nhân mã, cáo từ. Lộc chấp sự đi tốt. Hơi khom người một cái, Lãnh Vô Thường đưa mắt nhìn lão giả kia rời đi, nhưng là rất nhanh, tại cái kia người bóng lưng biến mất về sau, Lãnh Vô Thường sắc mặt lại là bỗng dưng băng lãnh tiếp theo. Khóe miệng xẹt qua một đạo khinh thường đường cong, hừ, cầm người khác mệnh đến củng cố chính mình vị trí, thật đúng là không có chút nào tiếc rẻ, cái này bốn châu cao tầng A. Thế nào, Lãnh tiên sinh đối như vậy bị ổi người, cũng chướng mắt. Thế mà, đúng lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Lãnh Vô Thường thân thể chấn động, quay đầu nhìn qua, lại là nhất thời nhìn thấy một vị thân ảnh quen thuộc, không khỏi cười một tiếng, bái bai nói, ta tưởng là ai. Thì ra là Sương Nhi cô nương. Làm sao, lấy ngài trách trời thương dân tính tình, làm sao lại tới này tàn khốc nhất chiến trường đâu? Nếu là chiến tranh, chỗ nào đều là tàn khốc. Bất đắc dĩ thở dài, Sương Nhi không khỏi bật cười lắc đầu, nói đến, ta còn cái kia cảm tạ Lãnh tiên sinh, ra này diệu kế, thiếu tạo sát nghiệt đây. Trác đại ca mệnh lệnh chỉ là hợp hai châu chi lực, vây quét Bất Bại Kiếm Tôn, lại không có quá trình cụ thể. Lãnh tiên sinh có thể hữu hiệu tổ chức, coi là thật có thể khiến cho vây quét chi lực làm rạng rỡ không ít. Mỗi một đoàn người đều mở miệng khiêu khích cái kia Bất Bại Kiếm Tôn lời nói, lấy hắn tính khí, nhất định tức giận sôi sục, cứ như vậy, hắn lực lượng hội tiêu hao rất lớn, như vậy chúng ta cũng có thể rất nhanh bắt lấy hắn, giảm bớt thương vong. Đạm mạc gật đầu, Lãnh Vô Thường biểu thị tán đồng, nhưng là một mặt cười khổ, gia chủ phái lão phu đến giúp đỡ tổ chức,
cũng là ý tứ này, chỉ bất quá. Chỉ sợ cùng Trác quản gia ý tứ không gặp nhau đi. Cái này là ý gì? Ngươi cảm thấy Trác quản gia nếu thật muốn đối phó Bất Bại Kiếm Tôn, thực sẽ không có cụ thể an bài sao? Trong mắt Tinh Mang lóe lên, Lãnh Vô Thường bình tĩnh lên tiếng, Trác quản gia tâm ý đại khái là, muốn xem đến lưỡng bại câu thương kết quả đi. Thân thể nhịn không được run run, Sương Nhi bất khả tư nghị nhìn về phía hắn, khó có thể tin nói cái này. Không thể nào, Trác đại ca không phải Bốn Châu Tổng Nguyên Soái sao? Tại sao lại muốn? Nói là Bốn Châu Tổng Nguyên Soái, đây còn không phải là lâm thời bổ nhiệm sao? Nói câu không dễ nghe, coi như xưng là sử dụng cũng không đủ. Trong mắt Tinh Mang lóe lên, Lãnh Vô Thường một mặt nghiêm túc nói, chim bay cố, lương cung tàng, giết được thỏ, mổ chó săn. Hiện tại Nam Châu chiến sự căng thẳng, Bốn Châu cao tầng không có cách nào, mới mời Trác quản gia rời núi, thống lĩnh toàn cục. Nhưng nếu là cái này chiến tranh kết, Bốn Châu Tổng Nguyên Soái lại tính toán cái quái gì? Bốn Châu vẫn là ban đầu Bốn Châu, nhưng Trác quản gia, vẫn là ban đầu Trác quản gia sao? Trong này hung hiểm, lấy Trác quản gia trí tuệ, sao có thể không nhìn thấy đâu? Mà lại, Trác quản gia cục này, mặc dù là cái trực đảo Hoàng Long Diệu cục, nhất thời liền có thể tan rã Trung Châu đại thế, nhưng cùng lúc, Bốn Châu chiến lực hao tổn, cũng giống vậy sẽ bị tan rã. Cái gọi là ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trác quản gia trưởng khống toàn cục, chính thức là đang vì ai mưu đồ đâu. Cái này nhưng là rất phí suy nghĩ. Chậm rãi sờ sờ chính mình tròm râu dê, Lãnh Vô Thường khóe miệng lộ ra một đạo thần bí nụ cười, chậm rãi rời đi, thỉnh thoảng còn nhẹ than ra âm thanh, thật không biết ngày sau gặp phải Trác quản gia. Biết lão phu đem hắn cái này một lưỡng bại câu thương tử cục cho nhược hóa, hắn có thể hay không đánh tơi bời lão phu chậm lại đâu. Ai, tính toán, đến lúc đó đẩy cấp gia chủ A, ai bảo mình Lạc gia cứ như vậy một mực trách trời thương dân, người nói đúng không, ha ha ha. Thật sâu nhìn lấy hắn cao thâm mà Trác bóng lưng, Sương Nhi mi mắt nhẹ rung, suy nghĩ một chút, cũng là mỉm cười lấy lắc lắc đầu. Cái tên xấu xa này, nhiều năm như vậy thật sự là một mực không thay đổi. Liền không biết vì thiên hạ thương sinh lo lắng nhiều một số A. Dầm dầm dầm. Một phương diện khác, Bất Bại Kiếm Tôn đối mặt với cái này không ngừng xông lên thảo phạt đại quân, kiếm trong tay mang không ngừng vung chạm, đem bọn hắn đưa vào địa ngục, lại là dám dùng không có. Những người này đều phảng phất là không sợ chết người điên giống như, chết một nhóm lại đi tới một nhóm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cuồn cuộn không dứt. Bất Bại Kiếm Tôn chém vào đều mềm tay. Nhưng như cũng khó ngăn trở cái này tử sĩ phong mang. Còn lại bốn vị kiếm vương, nhìn đến cũng là hoàn toàn mắt trợn tròn bình thường tới nói, giết gà dọa khỉ, thì coi như bọn họ xuất thủ, chấn nhiếp một chút, những cái kia nhát gan người tu bình thường liền không dám tiến thêm một bước về phía trước, nhưng là bây giờ lại là đến nhiều như vậy kỳ hoa, hung hãn không sợ chết, thì cùng xếp hàng đoạt linh đan một dạng, tranh nhau chen lấn sông về trước. Điều này không khỏi làm mấy vị này kiếm vương có một loại không hiểu cảm giác, cái này Bắc Châu những người này đều làm sao, điên sao. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, không phải những người này điên, mà chính là Trác phàm làm hao mòn kế sách, sớm đã để bọn hắn biết, cái này chiến cục thắng lợi, chính là từ xác chết đắp lên mà thành. Mà bọn họ, cũng là thông hướng thắng lợi bậc thang. Có lúc người không phải sợ chết, mà chính là sợ chết đến không đáng. Trước kia kiếm vương quá mức cường đại, thì coi như bọn họ chết, cũng không đả thương được người ta một sợi lông, cho nên bọn họ không dám xông về trước. Nhưng bây giờ, Trác phàm cho ra đáp án, gần trăm triệu người chiến lực, mài chết bọn họ. Cứ như vậy, tâm tình mọi người thì không giống nhau, bọn họ chết là có giá trị, có thể lấy được Bất Bại Kiếm Tôn cùng mấy vị kiếm vương đầu người, lại thêm Lãnh Vô Thường loại kia chí thân đánh tan phân đội phương thức, một cách tự nhiên cho bọn hắn quán thâu. Càng thêm liều mình giá trị. Người bây giờ tiêu hao bảy quái vật này lực lượng càng nhiều, về sau người chí thân thì càng an toàn. Mà lại nói không chừng, còn có thể lấy được đầu công. Như thế lời nói, những người này có thắng lợi niềm tin, liền thật thành tử sĩ, hung hãn không sợ chết. Oanh! Lại là một nhóm tử sĩ ngã xuống, Bất Bại Kiếm Tôn cũng đã mệt mỏi sắc mặt trắng bệch, thở hồng hộc, thỉnh thoảng phun ra hai cái đỏ thẫm máu tươi. Thương thế lại là càng thêm nặng nề. Lão Tổ Tông, ngài nghỉ ngơi trước, Ngự Vũ tới đi. Lúc này, Bách Lý Ngự Vũ vừa đúng địa đi vào bên cạnh hắn, cản ở trước mặt hắn. Bởi vì đã hết sức quan hệ, lần này hắn thật không có lại bướng bỉnh,
theo bậc thang liền lui ra đến, tại mặt khác ba vị kiếm vương nâng đỡ, rơi xuống đất nghỉ ngơi. Mà những cái kia mới tới tử sĩ, liền do Bách Lý Ngự Vũ xuất thủ kết. Tuy nói bọn họ trong miệng vẫn như cũ là không ngừng khiêu khích bất bại kiếm tôn, nhưng bây giờ lão già này đã không tiếp tục cùng bọn hắn tiêu hao khí lực, cũng liền không làm đầu kia cưỡng con lừa, làm như không nghe thấy, thẳng điều tức liệu thương. Thấy tình cảnh này, Lãnh Vô Thường gặp Bách Lý Ngự Thiên thế mà lui ra, từ kiếm vương trên đỉnh đến, kết quả là lúc này quyết định, theo một đội địa phái ra, biến thành năm đội phái ra, gia tăng bọn họ áp lực. Mà lại những công kích kia, theo bốn phương tám hướng, đổ ập xuống đến tất cả đều hướng bất bại kiếm tôn đập tới. Bách Lý Ngự Vũ phải che chở lão tổ tông, nhất thời luống cuống tay chân, càng thêm mỏi mệt. Không có cách nào, mặt khác ba vị kiếm vương gặp này, cũng phải theo phía trên. Thế nhưng là phải biết, chính bọn hắn còn thụ thương sâu nặng đây, đối phó mười mấy phát vẫn được, thoáng cái đối phó trên trăm phát, thì để chính bọn hắn đều có chút thương thế tăng thêm, lại khó chèo chống. May mà chính trong lúc nguy cấp này, Bách Lý Ngự Lôi mang theo thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng chạy tới nơi này, giúp đỡ chống cự. Bất quá tuy nhiên như thế, tại Bách Lý Ngự Thiên trọng thương tình huống dưới, hai vị bình thường kiếm vương, ba vị trọng thương kiếm vương, tại đối mặt hai châu chiến lực hợp kích, phía trên trăm triệu nhân mã tử sĩ đội dự bị luân phiên làm hao mòn dưới, cũng là có chút lực bất tòng tâm. Tuy nói những thứ này tử sĩ không đả thương được bọn họ, nhưng là không ngừng mà làm hao mòn, lại là để bọn hắn nguyên lực tiêu hao rất lớn, một ngày, hai ngày, ba ngày. Một lúc sau, bọn họ liền có loại đầu váng mắt hoa, tựa hồ lập tức muốn nguyên lực khô kiệt cảm giác giống như. Thế nhưng là lúc này, bọn họ cũng chỉ tiêu diệt 30 triệu tử sĩ, đằng sau còn có gấp 3 nhân mã trở lấy đâu. Hoàn toàn không biết số lượng bàng đại kiếm tôn kiếm vương nhóm, đối mặt cái này giống như vĩnh viễn giết không bao giờ hết đối thủ, cuối cùng rơi vào gian nan nhất trong hiểm cảnh. Không chỉ là lực lượng mỏi mệt, liền tinh thần đều suy yếu không ít. Đáng chết Bách Lý Kinh Vĩ, ngươi không phải nói lập tức liền có thể đột phá Bắc Châu biên cảnh, trợ giúp chúng ta sao? Làm sao chúng ta cảm giác Bắc Châu tất cả chiến lực đều tụ tập đến chúng ta nơi này, người nhà chết đến nơi đâu? Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Bách Lý Ngự Vũ cũng là ngăn không được phẫn nộ, hung hăng cắn chặt hàm răng. Hơn, kiếm vương cũng là một mặt phẫn hận, nắm thật chặt quyền đầu. Hai mắt đỏ bừng. Bọn họ một mực tin tưởng Bách Lý Kinh Vĩ mưu đồ, nhưng là lần này, chẳng biết tại sao, lại là rơi vào như vậy hoàn toàn trái ngược tử cảnh. Cái này Bách Lý Kinh Vĩ bố trí xuống bốn châu liên kích kết quả, đến tột cùng ra cái gì chuyện rắc rối a? Mọi người trong lòng hò hét, trong mắt tràn đầy mê mang, thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, trong lòng bọn họ vội vàng, nhưng Bách Lý Kinh Vĩ lại là so với bọn hắn càng thêm vội vàng được nhiều a. Hướng Hướng, hướng, nhất định cho ta xông qua biên cảnh, xé mở Bắc Châu lỗ hổng, không tiếc bất cứ giá nào. Bắc Châu biên cảnh khu vực, Bách Lý Kinh Vĩ hai mắt đỏ thẫm, toàn thân run rẩy, chỉ chiến trường kia khói lửa chỗ, chính là từng tiếng gào thét, bên tai không dứt. Trắng noãn hàm răng cắn rát băng vang lên, đều nhanh vỡ vụn ở trong miệng. Trác Phàm, người tên Vương Bát Đản này, thế mà thiết lập loại độc này mà tính, tuyệt ta con đường sau này. Bản tướng tuyệt đối không để yên cho ngươi. Còn có lão tổ tông bọn họ, không biết bây giờ thế nào. 6 ngày, bị vây nhốt 6 ngày, gần trăm triệu chiến lực, còn có 3 thanh kiếm thần, lão tổ tông không có sao chứ. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý Kinh Vĩ song đồng liền càng thêm đỏ bừng, giống to liên tục hướng, không tiếc bất cứ giá nào, cho bản tướng hướng, em gái ngươi a, đám này phế vật. Giống, theo hắn tiếng nói truyền vang. Một tiếng long ngâm vang vọng chân trời, đan thanh sinh tay chỉ trời hư không, hướng phía dưới một bổ, một tiếng ầm vang tiếng vang, phía dưới mấy trăm quy nguyên hậu kỳ cao thủ liền một tiếng kêu rên, trong nháy mắt mất đi sinh sống, liền bên kia cảnh đại trận, đều đang không ngừng lay động, khó có thể duy trì. Đinh đinh đinh, từng tiếng tiếng đàn êm tai, vang vọng tại chiến trường mỗi một góc, nhưng là rất nhanh tiếng đàn này liền đột nhiên một biến, phụt 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 địa hóa thành 7 đạo dị sắc kiếm khí. Hung hăng hướng mọi người bay đi, soạt một chút, thì lại có mấy trăm cao thủ trong nháy mắt bị cắt đến tứ phân ngũ liệt, máu thịt be bét, đã là chết hẳn. Tiếp đó, tiếng đàn lần nữa thư giãn, nam tử mặc áo trắng kia vẫn như cũ trên chiến trường yên tĩnh đánh đàn, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt nụ cười. Là cầm sắt kiếm vương, cẩn thận hắn thất âm vô hình kiếm. Một tên Bắc Châu cung phụng nhận ra hắn, lúc này hét to lớn tiếng,
thế nhưng là hắn lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang thật lớn, đã là trong nháy mắt nổ thành mảnh vỡ, huyết nhục văng tung tóe. Thượng quan Phi Vân đứng ở không trung, thu hồi kiếm chỉ, lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy, hừ hừ nói, phía trên chiến trường này bốn vị kiếm vương, chỉ cẩn thận cầm sắt kiếm vương một người sao? Cái này như cái gì lời nói? Chúng ta hắn ba cái không phải người. Thì đúng vậy a, cái này cầm sắt kiếm vương quá có thể rêu rao, trên chiến trường an ủi cái gì cầm a, đắc chí. Lúc này, Tửu Kiếm Tiên cũng là nhếch miệng cười một tiếng, đi vào Thượng quan Phi Vân trước mặt, hắc hắc nói, chúng ta là không phải cũng nên xuất sắc một cái tồn tại cảm giác a, bằng không cái này danh tiếng đều bị cái này đánh đàn cướp đi, đến lúc đó trăm giảm thừa tướng trách tội xuống, lại nói chúng ta không tận lực. Dù sao lão phu cũng không muốn hắn về sau đuổi theo lão phu lỗ tai lại nhảy không ngừng, ha ha ha. Cười to một tiếng, Tửu Kiếm Tiên nhất thời phốc một tiếng, một miệng rượu mạnh đã là hướng phía dưới phun ra, ngay sau đó tròng mắt ngưng tụ, hướng phía dưới nhất chỉ, oanh một tiếng. Toàn bộ loại rượu toàn bộ biến thành một mảnh kim sắc biển lửa, hóa thành từng đạo kiếm vũ, quét ngang một mảnh, trong nháy mắt liền diệt sát gần ngàn cao thủ. Thấy tình cảnh này, Thượng quan Phi Vân cũng là không khỏi tâm lý hơi hồi hộp một chút, thở dài, Tửu Kiếm Tiên, người đây là lĩnh hội Nam Châu phần thiên kiếm nói, quả nhiên giết người vẫn là lửa dễ dàng hơn. Ai, chuyện cũ không dám nhớ lại a. Không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, Tửu Kiếm Tiên nhìn không được thở dài một tiếng, năm đó ta cùng Mộ Dung Liệt lấy tửu luận giao, cũng coi như chi giao hảo hữu a. Hắn chả là rất hào phóng để lão phu tại cái kia phần thiên kiếm phía dưới lĩnh hội một năm. Mới có lão phu hôm nay chi công. Nhưng không nghĩ tới, vật đổi sao rời, không biết bây giờ hắn vẫn sẽ hay không lại tặng ta mỹ tửu. Hừ, chờ ngươi cầm xuống Nam Châu, nhà hắn tửu không đều là ngươi. Ai, hảo hữu đem tặng chi tửu, cùng cường đạo chỗ trộm chi tửu, lại có thể là một cái vị đạo. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Tửu Kiếm Tiên trong mắt tràn đầy giật mình lo lắng chi sắc, trong mắt chỗ sâu càng là lóe qua đạm mạc yêu thương. Đúng lúc này, nhìn thấy bọn họ cái này hai đại kiếm vương, thế mà đứng ở đám mây trò chuyện lên thiên, Bách Lý Kinh Vĩ không khỏi nhất thời nổi trận lôi đình, chỉ lấy bọn hắn liền giống to lên tiếng, Thượng quan Phi Vân, Tửu Kiếm Tiên, bản tướng để cho các ngươi tới là tụ hội à, còn không cho ta hướng. Được, lại bị tiểu tử này bắt lấy bím tóc, phiền. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Tửu Kiếm Tiên thở dài, đi về phía Bắc Châu biên cảnh phóng đi. Thượng quan Phi Vân gặp, cũng là vội vàng đuổi theo. Từng ngụm thở hổn hển, Bách Lý Kinh Vĩ tức giận đến thân thể phát run. Đám này ngoại tính kiếm vương, quả nhiên không đáng tin cậy a, không có một cái để bụng. Đáng chết, làm sao bây giờ, đều nhiều ngày như vậy, lão tổ tông. Thừa tướng đại nhân, bên kia truyền tin. Lúc này, một cái lính liên lạc nhất thời đi vào trước mặt hắn, khom người cúi đầu. Vội vàng đem trong tay người kia ngọc giản cầm qua, Bách Lý Kinh Vĩ không kịp chờ đợi xem. Như vậy nguy cấp thời khắc, lại có tin tức gì đâu. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thân thể chấn động, nhất thời trước mắt sáng lên. Tiểu tử kia thế mà mất tích, không còn thống lĩnh bốn châu. Cơ hội tốt. Rầm rầm rầm. Từng mảnh phế tích thi thể bên trong, một bóng người một đến lóe qua, lại chính là Hải Dương Tông Tông chủ, Bộ Hành Vân không thể nghi ngờ. Đưa mắt nhìn xem nơi xa cái kia như cũ sấm sét nổ vang khu vực, tuy nói vẫn là khí thế mãnh liệt. Nhưng là so với hôm qua, đã uể oải không ít, mà lại vẫn còn tiếp tục uể oải đi xuống. Hai con người hơi hơi run run, Bộ Hành Vân thở sâu, không còn đi xem, mà chính là cẩn thận tại bốn phía ngó nhìn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Răng rắc. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy đá vụn nhẹ vang lên truyền lọt vào trong tai, Bộ Hành Vân không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhất thời tìm tới mục tiêu, ba chân bốn cẳng liền tới đến thanh âm kia phát ra chỗ. Bỗng nhiên vung bàn tay lên, một tiếng ầm vang, toàn bộ khu phế tích liền bỗng dưng hất bay. Mà tại cái kia phế tích phía dưới, lại là xuất hiện một đạo hơi thở mong manh thân ảnh quen thuộc, chính là Hải Minh Tông Tông chủ, Lăng Vân Thiên. Bất quá giờ này khắc này, hắn lại đâu còn có một tia lúc trước một Tông Tông chủ khí thế. Quần áo tả tơi không nói, ngay cả sợi tóc đều lộn xộn dị thường, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn mang theo một vệt đỏ thẫm vết máu. Lại là chỉ còn một hơi gần chết trạng thái. Lăng Tông Chủ, ngài làm sao? Nhanh ăn vào viên này liệu thương đan, khôi phục một chút, ta lập tức đem ngươi đến an toàn khu vực tu dưỡng. Không khỏi giật mình, Bộ Hành Vân vội vàng đem hắn đỡ dậy,
một khỏa hòa hợp bóng loáng thanh sắc đan hoàn, liền bỗng dưng nhét vào trong miệng hắn. Ngay sau đó, Bộ Hành Vân liền 10 phần trượt đem hắn cõng đến trên lưng, một bước cước bộ, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Lần này, người liền đến đủ, ha ha ha. Bạch, bất quá 1 phút thời gian, Bộ Hành Vân đã là đi vào Hải Minh Tông bên ngoài 10 dặm địa một mảnh trước lều, phía trước tới lui tuần tra cảnh giới, đều là lần này trở về từ cõi chết Hải Minh Tông đệ tử, gặp hắn đến, tựa hồ sớm đã rõ ràng hết thảy, cũng không kiểm tra, vội vàng đi vào bên cạnh hắn, giúp đỡ cùng một chỗ vịn trên lưng Lăng Vân Thiên, đi vào một tòa ở giữa nhất lều vải lớn bên trong. Nhấc lên trướng đi vào, lại chính gặp bên trong còn có mấy đạo quen thuộc bóng người. Chính vạn phần suy yếu nằm ngửa tại từng cái lâm thời chống đỡ phía trên, đồng dạng sắc mặt thảm trắng một mảnh, nhưng lại đã có ý thức, lại chính là Song Long Chí Tôn cùng thượng quan gia cái kia 3 vị cung phụng các loại châu cao tầng người cầm quyền. Nguyên lai lúc trước bất bại kiếm tôn một kiếm kia tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng bởi vì có 3 thanh kiếm thần đỡ một chút, những cao thủ này đúng là toàn nắm này phúc, tuy nhiên mỗi cái trọng thương tại thân, lại là không một mệnh chết. Lúc này, thấy một lần Lăng Vân Thiên cũng bị cứu trở về, không khỏi lúc này sắc mặt vui vẻ, cùng nhau kêu lên, Lăng Tông Chủ, Lăng Tông Chủ. Đem Lăng Vân Thiên cũng đặt ở một chương chống đỡ phía trên, nương theo lấy chúng nhân nói đạo hư yếu thở nhẹ phát thanh ra, Lăng Vân Thiên cuối cùng thăm thẳm mở ra cái kia mông lung 2 con ngươi, dương mắt liếc một cái 4 phía những thứ này nhẫm gương mặt quen, thì thào thất dẫn cái này. Là nơi nào a, lão phu làm sao? Ha ha ha. Lăng Tông Chủ là bị người lão quái kia vật chặt mơ hồ sao? Chúng ta thế nhưng là tất cả đều thua ở hắn dưới kiếm A, kém chút liền mạng già đều ném. May mà Bộ Tông Chủ đuổi tới, kịp thời đem chúng ta từng cái cứu trở về, không phải vậy lời nói, chúng ta đoán chừng đều muốn tại cái kia phế tích hạ đẳng chết. Không khỏi thản nhiên cười, Hắc Nghiêm Chí Tôn một bên giải thích, một bên tràn đầy cảm kích nhìn một bên Bộ Hành Vân liếc một chút, khen lớn lên tiếng. Lần này Bộ Tông Chủ làm thật là chúng ta ân nhân cứu mạng A, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Nhếch miệng cười một tiếng, Bộ Hành Vân một mặt khiêm tốn khoát khoát tay, thậm chí còn có chút tự trách nói, chỗ nào, chư vị khách khí, bước nào đó lúc đó chưa kịp cùng chư vị kề vai chiến đấu, thực sự hổ thẹn. Những thứ này tiện tay mà thôi, coi là thật không đáng nhắc đến. Người lúc đó nếu là tại chỗ, chỉ sợ cũng giống như chúng ta, phải sâu chôn phế tích. Người nào còn tới cứu chúng ta những lão gia hỏa này a? Bộ Tông Chủ, lúc đó ngươi không có bắt kịp lần này đại chiến, thật sự là rất đúng. Lúc trước lão phu tại tông môn cùng ngài có nhiều không hợp, rộng lòng tha thứ rộng lòng tha thứ. Chỗ nào, Hắc Nghiêm Chí Tôn khách khí, nói cho cùng chúng ta là một đám a, bình thường một số lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không đáng nhắc đến, ha ha ha. Nhẹ nhàng khoát khoát tay, Bộ Hành Vân 10 phần rộng lượng cười cười. Lăng Vân Thiên nghe lấy 2 người này đối thoại, cũng là hoàn toàn rõ ràng tới, nguyên lai bọn họ nơi này tất cả mọi người là Bộ Hành Vân cứu ra a. Kết quả là, miễn gắng gượng chống cự thân thể, Lăng Vân Thiên cũng muốn lược bề ngoài cảm tạ. Bạch! Thế nhưng là, ngay tại lúc này, lều vải màn cửa lại là nhất thời bị đẩy ra, một đạo toàn thân trùm trong hắc bảo bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, cười to lên, ha ha ha. Chư vị đều như thế bình an tại thế. Bản tướng thật sự là cảm giác sâu sắc vui mừng a. Lăng Tông Chủ, Song Long Chí Tôn, còn có Đông Châu cùng Nam Châu chư vị đại biểu, không biết các vị thương thế có nặng hay không, hiện tại là có rãnh hay không nghe tại hạ một lời. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra, không khỏi trong lòng cả kinh, Lăng Vân Thiên hét lớn lên tiếng. Nhếch miệng cười một tiếng, người áo đen kia lúc này nhếch lên trên đầu hắc đắp, lộ ra chân thực diện mạo, ta cười ra tiếng, chư vị đang ngồi. Đoán chừng có sớm đã quen biết tại hạ, có còn chưa từng nhận ra. Như vậy tại hạ ở đây làm giới thiệu, bản tướng cũng là Trung Châu Kiếm Tinh Đế Quốc Thừa Tướng, Bách Lý Kinh Vĩ là vậy. Cái gì, người chính là Bách Lý Kinh Vĩ? Trong mắt không khỏi hung hăng co rụt lại, mọi người đều là quá sợ hãi, ngươi làm sao lại đột nhiên đi vào Bắc Châu nội địa, còn xông đến chúng ta Hải Minh Tông cứ điểm tạm thời. Người tới, đem hắn cầm xuống. Vừa dứt lời. Bộ Hành Vân nhất thời chính là khoát tay, hướng Bách Lý Kinh Vĩ chụp tới, hét lớn liên tục, ha ha ha. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, lần này chúng ta chẳng những có thể cầm xuống kiếm tinh trụ cột Bách Lý Ngự Thiên, còn liền kiếm tinh đệ nhất cố vấn, Bách Lý Kinh Vĩ đều cầm xuống, xem ra kiếm tinh xuống dốc ngày, ở trong tầm tay a.
Đồng thời, từng tiếng tất dẫn tiếng vang lên, ngoài chướng Hải Minh Tông đệ tử cũng là nối đuôi nhau mà vào, đem trước mặt cái này tự tiện xông vào người vây nước chảy không lọt. Chậm đã. Kít. Thế nhưng là, ngay tại bộ hành vân một trưởng kia sắp tới bên cạnh hắn lúc, Bách Lý Kinh Vĩ hét lớn một tiếng, hắn một trưởng kia lại là bỗng dưng dừng lại, chăm chú nhìn người trước mặt, Tả Tiếu nói liên tục trăm dặm thừa tướng, ngươi lại có hoa chiêu gì. Hừ hừ, tuy nhiên người Chí Châu vô song, chứ danh Nam Châu, nhưng bản thân lại là thư sinh yếu đuối, thực lực không được tốt lắm a. Đã như vậy, các ngươi cần gì phải khẩn trương đâu. Khóe miệng xẹt qua một đạo nụ cười quỷ dị, Bách Lý Kinh Vĩ hơi hơi nhún nhún vai đầu, chăm chú nhìn chăm chú về phía sau lưng Lăng Vân Thiên bọn họ hai con ngươi, đạm mạc lên tiếng, Lăng Tông Chủ, hôm nay bản tướng một giới văn nhược, chưa mang một binh một tốt, một tên hộ vệ, thân phó quý địa, chỉ là muốn thật tốt nói chuyện. Nếu là không thể đồng ý lời nói, coi như ta tự chui đầu vào lưới, chịu đựng xử trí. Làm sao, chẳng lẽ các ngươi nhiều như vậy tuyệt thế cao thủ, vẫn là tại chính mình trên địa bàn, còn sợ ta một cái tay trói gà không chặt thư sinh hay sao? Liền để ta sau cùng nói mấy câu cơ hội, cũng không cho sao. Mí mắt không khỏi hơi hơi run run, bộ hành vân quay đầu nhìn về phía Lăng Vân Thiên, trưng cầu hắn ý kiến. Lăng Vân Thiên trầm ngâm một chút, ho nhẹ vài tiếng, lại là suy yếu phất phất tay, những cái kia xông tới Hải Minh Tông các đệ tử, liền cùng nhau lui ra ngoài. Bộ hành vân cũng là oán hận vừa nghiêng đầu, trở lại Lăng Vân Thiên bên cạnh, hùng hùng hổ hổ nói, lượng ngươi cũng đùa nghịch không thành hoa chiêu gì, hừ. Nhếch miệng lên, Bách Lý Kinh Vĩ khẽ gật đầu, trên mặt đều là ấm áp chi sắc. Như vậy trăm dặm thừa tướng, hôm nay song phương đã chiến đến túi bụi, ngài đột nhiên đến thăm chúng ta nơi này, đến tột cùng ý muốn như thế nào đâu. Thật sâu liếc hắn một cái, trầm ngâm một chút, Lăng Vân Thiên mở miệng yếu ớt hỏi. Bọn người người nghe đến, cũng là cùng nhau nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ chỗ đó, trong mắt đã kỳ dị, lại không tốt. Cái này gian trá thừa tướng, đến tột cùng là làm gì đến? Thì hắn một người đến đây, liền kiếm vương đều không mang theo, không là chịu chết sao? Thản nhiên cười, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối cho ý kiến địa lắc lắc đầu, nhưng là rất nhanh liền sắc mặt nghiêm một chút, bình tĩnh lên tiếng, thực không dám giấu giếm, bản tướng hôm nay đặc biệt đến đây, chỉ là muốn cứu các vị nhất mệnh. Cứu chúng ta, không khỏi sững sờ, mọi người liếc nhìn nhau, lại là tất cả đều bộc phát ra tràn đầy xem thường tiếng cười to đến, Hắc Nghiêm Chí Tôn càng là ngăn không được trêu đùa, trăm dặm thừa tướng, ngươi không có lầm chứ, chúng ta bây giờ thế như trẻ tre, sĩ khí chính mạnh. Vừa mới còn có đệ tử đến truyền báo, nói là các ngươi lão tổ tông kia muốn chịu không được, chúng ta nhưng còn có mấy chục triệu người chống đi tới đây, lập tức liền muốn đại công cáo thành. Ngươi bây giờ thế mà chạy đến trước mặt chúng ta chẳng biết xấu hổ nói muốn cứu chúng ta. Hừ hừ, thật sự là chuyện cười lớn. Đúng vậy a, người nói trăm dặm thừa tướng mưu trí vô song, thiên hạ chỉ có, nghĩ không ra hôm nay sẽ nói ra như thế hổ ngôn loạn ngữ, xem ra tin đồn luôn luôn hư a, ha ha ha. Bọn người người cũng là cùng theo một lúc cười nhạo nói. Bật cười lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ không chút phật lòng, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy. Nghe lấy bọn hắn ở nơi đó cười to, chờ bọn họ ngưng cười về sau, mới khoan thai nói, các vị nói không tệ, lần này thật là các vị kỹ thắng một bậc, Kinh Vĩ bị bại tâm phục khẩu phục, không có gì nói. Chúng ta Kiếm Tinh Đế Quốc, thật là bị các vị kỳ kế làm cho nhanh xong, nhưng là bản tướng lúc trước nói, cũng một chút không giả, ta Kiếm Tinh xong đời ngày, chỉ sợ cũng là các vị ngày dỗ sở quy. Ách, bỗng dưng, vẻ mặt tươi cười cùng nhau cứng đờ. Lăng Vân Thiên bọn họ sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hung hăng theo dõi hắn không thả, lạnh lùng lên tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ, người đây là ý gì? Ha ha ha, các vị tại gia hạ sách này trước đó, chẳng lẽ thì không có suy nghĩ qua làm như vậy hậu quả sao? Trong mắt một đến lóe qua hai đạo cơ trí tinh quang, Bách Lý Kinh Vĩ mỉm cười, thản nhiên nói, một trận ta thừa nhận, các ngươi thắng, nhưng cùng lúc, các ngươi cũng thua. Các ngươi đánh bại ta chưa bao giờ bại qua Kiếm Tinh Đế Quốc, nhưng trả giá đắt, lại là đồng quy vu tận. Bất luận Hải Minh Tông vẫn là Song Long Viện, hoặc là Thượng Quan gia cùng Mộ Dung gia, sau này đều không còn tồn tại, bởi vì các ngươi đã cùng ta Kiếm Tinh Đế Quốc cùng một chỗ vẫn diệt, biến mất giữa thiên địa. Đánh giám, lần này nhất chiến, ngươi Kiếm Tinh Đế Quốc sụp đổ, cùng chúng ta có quan hệ gì, làm sao có thể cho ngươi chôn cùng. Không sao sao, vậy các ngươi biết. Cái này lấy yếu thắng mạnh chi pháp,
là như thế nào lệnh ta Minh Mông đại quốc, phút chốc sụp đổ sao? Đó là đương nhiên. Đắc ý dương dương mi mắt, Lăng Vân Thiên cười lạnh, bình tĩnh lên tiếng, chỉ cần chúng ta có thể cầm xuống Bất Bại Kiếm Tôn đầu, người kiếm tinh chẳng khác nào không có trụ cột. Vậy ta còn có mấy ngàn vạn binh mã, cùng bốn kiếm vương nơi tay, mà các ngươi nhưng bởi vì cùng lão tổ tông tiêu hao rất lớn, lại không sức tái chiến, ta như cũ có thể diệt đi bốn châu. Hừ, phải không, đến lúc đó chỉ sợ ngươi trong tay át chủ bài, lại biến thành nổ chết chính mình bom đi. Khinh thường bĩu môi, Lăng Vân Thiên tiếp tục nói, không có Bất Bại Kiếm Tôn chấn nhiếp, trên tay ngươi bốn kiếm vương, sẽ còn nghe ngươi bài bố sao. Lời vừa nói ra, bọn người người cũng là phát ra tùy tiện cười quái dị, mặt mũi tràn đầy đắc chí nhìn về phía hắn. Trong mắt lóe lên một đạo xem thường ánh sáng, Bách Lý Kinh Vĩ nhếch miệng cười một tiếng, hỏi lại lên tiếng, như vậy. Các ngươi như thế nào lại biết, bọn họ khi biết lão tổ tông gặp nạn tin tức về sau, chuyện thứ nhất cũng là phản nghịch ta đây. Cái này, thân thể bỗng dưng lắc một cái, mọi người lần nữa cứng đờ, lại là lại ngây người. Mi mắt thật sâu nhăn lại, tại chỗ tất cả mọi người lẫn nhau nhìn xem, lại vừa hung ác chằm chằm phía trên Bách Lý Kinh Vĩ cái kia thâm bất khả trắc ánh mắt, bình tĩnh tiếng nói, ngươi. Cái này có ý tứ gì? Ha ha ha, không có gì, ta chỉ là muốn nói, chúng ta tựa hồ cũng rơi vào nào đó người nằm trong tính toán. Ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Trận chiến tranh này, chúng ta người nào đều không phải là bên thắng. Trong mắt không khỏi lóe qua một đạo phẫn nộ, còn có thật sâu xuống dốc, Bách Lý Kinh Vĩ thở sâu, thở dài lên tiếng. Thân thể không khỏi lắc một cái, mọi người lần nữa nhìn chăm chú liếc một chút, trong mắt cũng là lại chớp động lên nồng đậm nghi ngờ, một mặt không hiểu nhìn về phía hắn. Không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, Bách Lý Kinh Vĩ thật dài địa phun ra một ngụm chọc khí, lại là trong nháy mắt sắc mặt nghiêm một chút, chăm chú nhìn về phía mọi người, bình tĩnh nói, ta nhớ các ngươi vị kia cố vấn, chỉ nói cho các ngươi làm như vậy một nửa kết quả, như vậy ta liền đến nói cho các ngươi còn lại một nửa, sẽ như thế nào phát triển đi. Đầu tiên, các ngươi chiêu này thật rất độc, tận hết sức lực địa nhằm vào lão tổ tông nhà ta, coi là thật có bá lực. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, các ngươi sẽ có dạng này bá lực. Đương nhiên, đây cũng không phải là chính các ngươi bá lực, chỉ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, bị người lợi dụng mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận là, chiêu này thật bắt đến ta chân đau. Vì muốn bắt lại bốn châu, bản tướng thật có chút chỉ vì cái trước mắt, tuy nói cấp tốc mở rộng kiếm vương cường giả, có thể tăng cường đế quốc thực lực, nhưng bọn hắn lại trở thành không ổn định nhất nhân tố. Một khi không có lão tổ tông áp chế, bốn người này lập tức liền sẽ phản bội, trở thành phá vỡ đế quốc uy hiếp lớn nhất. Đây không phải cùng Trác tiên sinh nói một dạng a? Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, mọi người mỉm cười, âm thầm gật đầu. Không sai, đây chính là Trác tiên sinh kỳ kế, xác thực đánh tới vị này thiên hạ đệ nhất tướng xương sườn mềm, không phải vậy hắn cũng không có khả năng tự mình mạo hiểm, chạy đến nơi đây đến cầu hòa, hừ hừ. Có điều, đây chỉ là nửa phần trước phát triển mà thôi. Tựa hồ nhìn ra mọi người chút tâm tư nhỏ này, Bách Lý Kinh Vĩ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, tiếp theo phát triển, mới là điểm chết người nhất, chỉ bất quá không phải muốn giết ta, mà chính là muốn các ngươi. Các ngươi coi là, lão tổ tông bỏ mình tin tức một khi truyền ra, cái này tứ đại kiếm vương thì ngay lập tức sẽ phản bội. Hừ hừ, cười chê, bốn người này là ai, vì công danh lợi lộc tìm nơi nương tựa ta Trung Châu người. Ngay tại lão tổ tông chết, không có người lại uy hiếp được bọn họ, bốn châu chiến lực đại tổn, không có người có thể chống cự bọn họ lúc, các ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ buông tha cho tốt như vậy một cái cơ hội. Thân thể nhịn không được hung hăng chấn động, mọi người tại đây đều là cùng nhau quá sợ hãi, lắp bắp nói, ngươi. Ngươi nói là, hừ hừ hừ, ta không biết bọn họ đến lúc đó sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nếu là giao cho ta lời nói, song phương liều lưỡng bại câu thương, đều là thế yếu thời điểm, ta nhất định không ngay lập tức sẽ phản nghịch đế quốc, mà chính là ủng binh tự trọng, đánh lấy vì lão tổ tông báo thù danh nghĩa, tiếp tục đem trận chiến tranh này đánh xuống, huyết tẩy bốn châu còn sót lại chiến lực. Đợi bốn châu đã mất người lại có thể phản nghịch bọn họ lúc, mới có thể giống các ngươi suy nghĩ như thế, phản nghịch Trung Châu. Giống như ma quỷ khóe môi nhếch lên âm trầm nụ cười, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt chớp động lên tà mị ánh sáng, dùng tản ra dụ hoặc tính thanh âm, nhìn lấy bọn hắn nói, cho nên ta nói, ta kiếm tinh vẫn lạc ngày, cũng là các ngươi bốn châu diệt vong thời điểm, sau đó thiên hạ này, năm châu khắp nơi,
liền tất cả đều là cái kia bốn kiếm vương vật trong bàn tay. Kết cục này, các ngươi không biết có nghĩ tới không? Mồ hôi lạnh trên trán, phù phù ứa ra, những thứ này bốn châu cao tầng đã sợ đến toàn thân rét lạnh, lưng tức thì bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Khóe miệng nổi lên nụ cười đắc ý, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, tiếp tục dùng bình ổn thanh âm nói, hao tổn đại lượng chiến lực, tử thương vô số, mới đem danh xưng thiên hạ vô địch lão tổ tông giải quyết, lại là vì người khác làm áo cưới. Đến lúc đó, Hải Minh Tông không, Song Long Viện không, Thượng Quan gia. Ha ha, lấy Thượng Quan Phi Vân một vốn một lời nhà căm hận, cho dù còn lưu giữ, lại có thể có cái gì tốt trái cây để ăn. Tóm lại sau cùng cũng là tứ vương, ách không, còn có một cái. Cũng là Trác tiên sinh thiên hạ, đại khái các ngươi không biết, hiện tại Trung Châu các nơi phản nghịch, một cỗ thần bí thế lực cấp tốc quật khởi, ta muốn đợi năm châu các đại thế lực đều là diệt về sau, thiên hạ này thì sẽ trọng sinh thế lực mới, Trác tiên sinh một tay chỉ đạo cái này xuất diễn phim, không có lý do không cho mình phân ly canh a, các ngươi nói sao, ha ha ha. Ra mặt hung hăng co rút lấy, những thứ này thượng tầng nhân vật liếc nhìn nhau, trong lòng đồng dạng nặng nề. Nếu là thật sự chiếu Bách Lý Kinh Vĩ nói như thế, bọn họ liều sống liều chết đánh một trận chiến này, đến tột cùng vì cái gì a? Chẳng lẽ nói Trác tiên sinh từ vừa mới bắt đầu tính kế, không chỉ là Trung Châu, còn có bọn họ bốn châu sao? Vừa nghĩ đến đây, mọi người sắc mặt càng thêm nặng nề, đồng thời vừa nghĩ tới Trác Phàm cái kia đạm mạc nụ cười, cũng càng thêm hoảng sợ. Nam nhân này, thực sự thật đáng sợ. Mưu đồ lớn như vậy âm mưu, bọn họ thế mà đều phát hiện không, còn tại làm đồng lõa, thật sự là bị người bán, còn thay người kiếm tiền a. Nếu thật là bởi vậy, chính mình tông môn bị người diệt, vậy bọn hắn phía dưới cửu tuyền, còn như thế nào đi gặp lịch đại liệt tổ liệt tông? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người thở dài lấy cúi thấp đầu, lắc đầu không ngừng. Đáng chết Trác Phàm, ta liền biết cái này gian trá tiểu tử, ngay từ đầu thì không có ý tốt, kém chút liền bị hắn sử dụng. Các vị, các ngươi còn nhớ hay không đến, hắn nói muốn tại Trung Châu nội bộ phóng hỏa, thì ra là mượn cơ hội tranh địa bàn con a. Đúng lúc này, Bộ Hành Vân giống to một tiếng, hùng hùng hổ hổ nhìn về phía Lăng Vân Thiên, trưng cầu nói, Lăng Tông Chủ, vậy chúng ta tiếp theo nên làm cái gì a? Mi mắt chăm chú nhíu lại, đều ngưng tụ thành một cái vấn đề, Lăng Vân Thiên mặt sắc mặt ngưng trọng, cũng khó có thể lựa chọn. Chỉ là không khỏi, hắn lại là ngẩng đầu nhìn về phía trước một mặt mỉm cười Bách Lý Kinh Vĩ, suy nghĩ một chút, cuối cùng cắn răng một cái, thì thào lên tiếng, trăm dặm thừa tướng đặc biệt chạy tới nơi này. Cái kia không phải chỉ là vì dùng cái này xuất sắc một cái chính mình IQ, đến nhục nhã chúng ta a, ngài có lời gì, cứ việc nói đi. Muốn cũng là hắn câu nói này. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn thấy cái này Hải Minh Tông trưởng sự người rốt cục mở miệng, không khỏi lập tức lộ ra ấm áp nụ cười, khẽ gật đầu nói, Lăng Tông Chủ, ta chính vì chuyện này mà đến, đã hai nhà chúng ta đều không muốn vì người khác làm áo cưới, thành toàn cái kia đồ vô sỉ, Kinh Vĩ mong rằng Lăng Tông Chủ cùng chư vị các châu cao tầng, có thể lập tức hạ lệnh đình chỉ đối lão tổ tông bọn họ vây giết. Cái gì, dừng lại, ngươi để cho chúng ta thả bất bại kiếm tôn cái này lão quái vật. Không khỏi sững sờ, thật sâu liếc hắn một cái, Lăng Vân Thiên lại là có chút do dự, đầy mặt không cam lòng nắm chặt quyền đầu, thật vất vả đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh, dạng này cơ hội, về sau chỗ nào còn có thể lại có. Ha ha ha, đứng tại Lăng Tông Chủ các vị lập trường, Kinh Vĩ cũng cảm thấy, như thế khó được tốt máy cứ như thế mà buông tha, thực sự quá đáng tiếc. Thế nhưng là chư vị hẳn phải biết, cái kia Trác Phàm mưu đồ hết thảy, xét đến cùng tụ tại lão tổ tông trên thân. Cởi chuông còn cần người buộc chuông, cục này muốn phá giải, cũng phải tại lão tổ tông trên thân tính toán không thể. Chư vị tại các châu đều là đã nói là làm nhân vật, thật chẳng lẽ muốn bồi lên các châu cơ nghiệp, vì người khác mưu tiền đồ sao? Cái kia chư vị tình cảm sâu đậm. Thật đúng là khiến Kinh Vĩ cảm động a. Thân thể lần nữa hung hăng lắc một cái, mọi người lại trao đổi lẫn nhau một ánh mắt về sau, đều là cắn răng, không tình nguyện gật gật đầu. Ý kiến đạt thành nhất trí, Lăng Vân Thiên lần nữa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, suy nghĩ một chút, lại là đầy mặt nghiêm túc nói tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, chỉ là bất bại kiếm tôn còn sống rời đi sau. Các vị yên tâm tâm, đế quốc chúng ta hiện tại cũng là loạn trong giặc ngoài. Tổn thất nặng nề, chúng ta cũng đã hao không nổi. Trong mắt tinh mang lóe lên, Bách Lý Kinh Vĩ bỗng dưng gật đầu một cái, bình tĩnh nói, đợi bản tướng tiếp lão tổ tông trở về, chiến tranh lập tức kết thúc,
chúng ta người nào đều không phải là người thắng. Mà lại bản tướng thay kiếm tinh cam đoan, trong vòng trăm năm, tuyệt không phạm bốn châu tấc đất một bước, hôm nay lấy ta đạo tâm thể làm chứng. Nghe được câu này, trong lòng mọi người càng thêm yên tâm, cùng nhau gật đầu. Lần này, lại có trăm năm cuộc sống an ổn. Lăng Vân Thiên suy nghĩ một chút về sau, cũng là đạm mạc gật đầu, sau đó ngửa đầu hướng ra phía ngoài kêu lên, người tới, truyền lệnh. Rầm rầm rầm. Một phương diện khác, tại từng tiếng ngân mang nổ vang về sau, trước mặt mấy chục ngàn cao thủ đã là lần nữa bị bổ thành biến thành cho bụi, nhưng là Bách Lý Ngự Vũ cùng Bách Lý Ngự Lôi hai người, nhưng cũng là run rẩy một hạ thân, sắc mặt vô cùng suy yếu, nhưng nghe bịch bịch hai tiếng, cũng là cùng nhau té ngã trên đất, triệt để không còn khí lực. Xong, chúng ta cũng chịu không được, từng ngụm thở hổn hển, Bách Lý Ngự Vũ nhìn Bách Lý Ngự Lôi bọn người liếc một chút, mỏi mệt lấy một trương tinh xảo gương mặt, bất đắc dĩ dao động cái đầu. Bọn người người cũng là sắc mặt trầm xuống, tuyệt vọng khổ cười ra tiếng. Nhiều ngày trôi qua như vậy, lão tổ tông cùng mấy vị kiếm vương thay nhau ra trận, lại là có tổn thương thương tổn càng thêm thương tổn, không có thương tổn cũng nguyên lực hao hết, lại không đứng dậy chi lực. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là đúng lúc này, lại là mấy đạo tiếng xé gió lên, lại một đội đội viên đội cảm tử nhóm tranh nhau chen lấn hướng bọn họ bên này vọt tới, trong miệng tiếng mắng chửi vừa muốn hô lên, lại là hô địa trì trệ. A, chuyện gì xảy ra, những người này làm sao đều tê liệt ngã xuống một mảnh, một cái đứng đấy đều không có, chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, mọi người cái kia nguyên bản tĩnh mịch ánh mắt, nhất thời lần nữa thả ra hy vọng chi sắc, thậm chí hưng phấn mà liền thân thể đều run rẩy lên, huynh. Các huynh đệ, bọn họ không có lực, chúng ta phía trên, bắt lấy bọn hắn đầu. Cái gì, bọn họ không có lực, nói cách khác, chúng ta cái này một nhóm không cần chết, làm pháo hôi. Đâu chỉ không cần chết, cầm xuống bất bại kiếm tôn cùng ngũ kiếm vương đầu, danh lưu thiên sử, âm thanh chấn Nam Châu A. Hống hống hống, từng tiếng gào thét liên tiếp vang lên, một đám vốn là tử sĩ mọi người, nhất thời như đánh như máu gà, kích động kêu to thì hướng năm người chạy đi, nhìn về phía năm người kia ánh mắt, cũng giống như nhìn lấy một đám linh đan rượu dược giống như, đầy dẫy đỏ thấm, kích động không thôi. Công danh lợi lộc ngay tại trước mắt, đạp lên lúc trước những huynh đệ kia thi thể, thật đúng là để bọn hắn lấy không lấy a. Khóe miệng đều liệt đến trên ót, một đám người giống như điên, dường như đàn sói liền muốn nhào tới đem những thứ này đại danh đỉnh 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 phong nhân vật, phân mà ăn chi, cái kia con buôn gian tà sắc mặt, càng là ở trong nháy mắt này ở giữa, triển lộ không bỏ sót. Nhìn lấy đây hết thảy, Bách Lý Ngự Thiên bờ môi nhẹ rung, trên mặt lại là giận không nhịn nổi, không cam lòng nắm chặt trong tay thần kiếm, nghiến răng nghiến lợi nói, nghĩ không ra ta đường đường bất bại kiếm tôn, sau cùng không có thể chết tại một vị chân chính cao thủ trong tay, lại bị những thứ này con kiến hôi thừa lúc vắng mà vào, quả thực vô cùng nhục nhã. Hơn, kiếm vương nghe đến, cũng là từng cái trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không có cam lòng. Với tư cách là kiếm vương, nếu là chết tại ngang cấp mộ dung liệt, Âu Dương Lăng Thiên trong tay bọn họ, vẫn không cảm giác được đến cái gì, cho dù là quái vật kia trác phàm cũng tốt ha. Bị những thứ này tiểu lâu la cắn chết, thật sự là khuất nhục. Chờ một chút, Lăng Tông chủ bọn họ truyền lệnh, tất cả mọi người không được lại hướng bất bại kiếm tôn bọn họ xuất thủ, kẻ trái lệnh, giết không tha. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng hét to đột nhiên vang vọng vân không, những cái kia điên cuồng chạy vội đội viên đội cảm tử nhóm nghe xong, bỗng dưng thân thể trì trệ, lại là nhất thời sửng sốt. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Ngơ ngác ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt mọi người cũng bất giác một mảnh vẻ mờ mịt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng không thể tin được đây là thật. Lập tức liền muốn đem cái này khó khăn nhất gặm xương cốt gặm xuống đến, làm sao nói dừng là dừng đâu. Trong mắt mọi người đều là không hiểu, thậm chí liền bất bại kiếm tôn bọn họ, đều là đầy mặt mê mang, không rõ bên trong đến tột cùng. Cái này bốn châu, lại đang dở trò quỷ gì? Bạch, một đạo màu trắng thân ảnh rơi xuống, trước kia tên kia tổ chức đội ngũ cung phụng, lúc này đi vào tất cả mọi người trước mặt, thẳng đi đến bất bại kiếm tôn bọn họ nơi này, nhỏ khẽ khom người, khoát tay nói, Bách Lý tiên sinh, còn có chư vị kiếm vương, mời bên này, các ngươi người tới đón các ngươi. Chúng ta người, thân thể không khỏi hung hăng lắc một cái, sáu người lẫn nhau nhìn xem, trong mắt không hiểu càng sâu. Nhưng là giờ này khắc này, bọn họ đã là cái thớt gỗ thượng nhục, mặc người chém giết, còn có cái gì có thể sợ.
Kết quả là, cũng không quan tâm bọn họ có hoa chiêu gì, Bách Lý Ngự Thiên lần nữa nôn ra mấy lạng máu tươi về sau, liền tại mấy vị kiếm vương nâng đỡ, hướng về phía trước nện bước phí thời gian tốc độ, thẳng rời đi. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì để bọn hắn đi? Thế mà, đúng lúc này, một đạo phẫn nộ giống to lại là nhất thời vang vọng đất trời, một đạo bóng người màu xám đột nhiên một bước cước bộ, mang theo tiếng khóc liền hung hăng hướng Bách Lý Ngự Thiên bọn họ đánh tới, cuồng mãnh nhất trưởng hung hăng hướng bọn họ đầu đánh xuống, ta sư huynh sư đệ đều chết ở trong tay bọn họ, chúng ta phí lớn như vậy công phu, mới đem bọn hắn mài thành dạng này, dựa vào cái gì đến sau cùng chỉ thiếu một chút, không để cho chúng ta lấy tính mạng bọn họ, vì các huynh đệ báo thù. Bất bại kiếm tôn, người đi chết đi. Hưu, đụng. Thế mà, hắn khí thế kia phi phàm nhất trưởng còn chưa chịu đến bất bại kiếm tôn nửa sợi lông, một đạo không gì sánh kịp khí kình, đã là đột ngột đến bắn đem đi ra, trong nháy mắt đánh vào người kia trên thân, nhất thời chính là chém thành muôn mảnh, hóa thành một đoàn xương máu, biến mất không còn tăm tích. Tên kia lão giả tóc trắng vẫy vẫy nguyên lực phồng lên hai ngón, khinh thường bĩu môi, nhìn về phía bọn người người, lạnh lùng lên tiếng, vừa mới lão phu lời nói không nghe thấy sao. Bốn châu cao tầng nhất gây nên quyết định, mời bất bại kiếm tôn bọn họ rời đi, kẻ trái lệnh, chết, đây chính là hạ tràng, hừ. Thân thể nhịn không được lắc một cái, mọi người thấy tình cảnh này, đều là không cam lòng cúi thấp đầu, hàm răng cắn môi, đầy mặt phẫn nộ, lại là giận mà không dám nói gì. Bọn họ không biết, những cao tầng này đến tột cùng nổi điên làm gì, đại công sắp hoàn thành thời điểm, thế mà đến như vậy vừa ra, như vậy lúc trước bị chết cái kia mấy chục triệu người, đều chết vô ích sao? Không để ý đến những thứ này liền vận mệnh đều không thể tự chủ con kiến hôi, Bách Lý Ngự Thiên mọi người cứ như vậy nhìn không chớp mắt, tại lão giả kia cùng đi, một mực đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một rừng cây nhỏ bên trong. Mà chỗ đó, Lăng Vân Thiên bọn người đã đợi từ lâu, còn có một cái quen thuộc bóng người, cũng ở bên trong, lại chính là kiếm tinh thừa tướng, Bách Lý Kinh Vĩ. Kinh Vĩ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có thể cùng lão phu nói một chút sao? Nhàn nhạt liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Thiên mặc dù trọng thương, nhưng vẫn như cũ như vương giả một dạng nhìn xuống hắn. Đồng dạng chỗ, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là khom người liền ôm quyền, cung kính nói, khởi bẩm lão tổ tông, chúng ta giảng hòa, chiến tranh kết thúc. Há, thì ra là thế. Đạm mạc gật đầu, Bách Lý Ngự Thiên trong lòng không sai, thở dài một hơi, liền nhìn không chớp mắt nhìn về phía sau lưng một đạo không gian chấn động ấn thức, lạnh lùng nói, đó là không gian truyền tống trận. Tu được bí ẩn như vậy, mà lại khéo léo như vậy, chỉ sợ một lần chỉ có thể thông qua một hai người, là ngươi kiệt tác. Không tệ, lão tổ tông, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Kinh Vĩ có thể tùy thời đi tới nơi này Bắc Châu phía sau, cố ý tu kiến. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Cái gì đều rõ ràng, Bách Lý Ngự Thiên đi về phía cái kia truyền tống trận đi đến, bọn người người vội vàng đuổi theo. Lăng Vân Thiên mỉm cười, tiến lên một bước, kiếm tôn đại nhân, lần này ngươi ta song phương khó phân trên dưới, đều lẫn nhau bị tổn thương, hy vọng ngày sau không muốn lại lên tranh chấp. Không để ý tới hắn, thậm chí từ đầu đến cuối đều không có liếc hắn một cái, Bách Lý Ngự Thiên cứ như vậy yên lặng đi vào truyền tống trận, ông một tiếng, biến mất bóng người. Da mặt không khỏi hung hăng co lại, Lăng Vân Thiên trên mặt có chút xấu hổ. Hừ, bằng ngươi cũng xứng cùng lão tổ tông nhà ta nói chuyện, liền chiến cũng không dám tiếp tục đánh lão già kia, hừ hừ. Liếc mắt liếc nhìn hắn một cái, Bách Lý Ngự Vũ cười lạnh thành tiếng, tiếp lấy cũng biến mất tại cái kia truyền tống trong thông đạo. Còn lại kiếm vương đồng dạng một mặt vẻ khinh thường, cùng theo một lúc truyền tống về đi, bao quát thái tử Bách Lý Cảnh Thiên cũng giống vậy. Bách Lý Kinh Vĩ gặp này, bất giác mỉm cười cười một tiếng, hướng cái kia Lăng Vân Thiên lễ nghi giống như địa ôm một cái quyền, lộ ra một bộ giả cười đến, Lăng Tông chủ chớ để ý, lão tổ tông cùng đám này kiếm vương thì cái này tính khí, Kinh Vĩ ở đây thay bọn họ chịu tội. Đâu có, hy vọng thừa tướng đại nhân. Đương nhiên, bản tướng nói được thì làm được, chúng ta sau này trong vòng trăm năm, đều sẽ bình an vô sự, ha ha ha. Cáo từ, nhếch miệng cười một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là quay đầu tiến vào bên trong truyền tống trận, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là tại cái kia biến mất trong chốc lát, hắn khóe mắt liếc qua cái kia trần trụi khinh miệt, lại là mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Ong ong ong, tất cả mọi người không thấy, chỉ để lại Lăng Vân Thiên bọn họ cả đám các loại. Lúc này,
Lăng Vân Thiên sắc mặt, cũng không khỏi đến trầm xuống. Minh bạch hắn tâm lý không thoải mái, Bộ Hành Vân cười ha ha, lúc này vuốt mông ngựa nói, Bất Bại Kiếm Tôn cuồng ngạo, thế chỗ đều biết, Lăng Tông chủ vì bốn châu cơ nghiệp, chịu nhục, thật sự là ủy khuất ngài. Cha, nhất định cho ta cha đến cùng. Thế mà, hắn vừa dứt lời, Lăng Vân Thiên lại là đột nhiên địa gầm lên giận dữ, hét to lớn tiếng, vì sao Bách Lý Kinh Vĩ Hội có thể trực tiếp từ tiền tuyến, truyền tống đến ta Bắc Châu nội địa, còn có như thế một cái bí ẩn truyền tống trận. Vì sao tại chúng ta Hải Minh Tông bên trong cứ điểm, hắn có thể như vào chỗ không người giống như trà trộn vào đến? Hừ, chắc phàm hắn nói không sai, chúng ta Bắc Châu có phản đồ, mà lại người này địa vị nhất định không thấp. Nếu không mà nói, làm sao có thể lặng yên không một tiếng động cho Trung Châu lưu như thế cái cửa sau? Hung hăng gật gật đầu, Bộ Hành Vân cũng là dương lên quyền đầu, đúng, nhất định muốn tra, Lăng Tông chủ ngươi yên tâm. Sự kiện này giao cho ta, nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Thật sâu liếc hắn một cái, Lăng Vân Thiên khẽ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, trong lòng một trận nói thầm. Cái này Bắc Châu phản đồ, đến tột cùng là người nào đây? Một phương diện khác, Bách Lý Kinh Vĩ trong đại doanh, nhưng nghe từng đạo không gian ba động vang lên, Bách Lý Ngự Thiên một nhóm mọi người liền cùng nhau xuất hiện ở đây, Bách Lý Kinh Vĩ cái cuối cùng trở về. Nhìn lấy những thứ này quen thuộc gương mặt cùng không khí, Bất Bại Kiếm Tôn cùng Ngũ Kiếm Vương đều có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Rốt cục trở về, đây mới là bọn họ khu vực, có cảm giác an toàn địa phương. Tại trải qua cái kia mấy chục triệu người khủng bố vây giết về sau, cho dù là Kiếm Vương này cao thủ, lại cũng có loại trong lòng lo sợ cảm giác, muốn về nhà hy vọng. Kinh Vĩ Thừa Tướng, lần này thật sự là làm phiền ngươi. Nhìn đến Bách Lý Kinh Vĩ sau cùng trở về, Thái tử Bách Lý Cảnh Thiên không khỏi đuổi bước lên phía trước, cực kỳ chân thành tha thiết nói, nếu không phải ngươi kịp thời xuất hiện, đoán chừng chúng ta thì lại khó trở về. Chỉ là không biết Thừa Tướng Đại Nhân là như thế nào thuyết phục bọn hắn, thả chúng ta bình an trở về, sảng khoái như vậy đâu. Rất đơn giản, bởi vì bọn hắn nắm lấy chúng ta tay cầm. Bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, Bách Lý Kinh Vĩ đem một khối ngọc giản lấy ra. Đưa lên nói, đế đô đến báo, chúng ta Kiếm Tinh đế quốc ngắn ngủi này mấy ngày, đã có hơn ngàn thành trì bị chiếm đóng. Mà lại lão tổ tông bị mài đến hết sức trọng thương sự tình, chỉ cần bọn họ hướng ra phía ngoài một truyền, cái kia bốn kiếm vương lập tức dục dịch. Hiện tại chúng ta loạn trong giặc ngoài, thủng trăm ngàn lỗ, làm thật không có sức tái chiến, bọn họ tự nhiên yên tâm đem chúng ta thả lại. Cái gì, làm sao lại nghiêm trọng như vậy, liền đế quốc nội bộ đều. Không khỏi trong lòng hoảng hốt, mọi người cùng nhau kêu lên. Bất đắc dĩ gật đầu, Bách Lý Kinh Vĩ cũng là một mặt đắng chát, đúng vậy a, lần này cái này chắc phàm thật sự là cho chúng ta đâm thành tổ ong vỏ vẽ, chỉ sợ không có mấy chục năm công phu, khó có thể chỉnh đốn tới. Thế nào, lại là cái kia họ Trác, thế nhưng là hắn lại như thế nào làm chúng ta toàn bộ đế quốc đều. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Cảnh Thiên cùng còn lại Kiếm Vương cùng nhau kinh hãi. Thật sâu xem bọn hắn liếc một chút, Bách Lý Kinh Vĩ cười khổ càng sâu, các vị, lần này là ta Bách Lý Kinh Vĩ có lỗi với lão tổ tông cùng mọi người, tại bố cục mưu đồ phía trên, triệt để bại bởi tiểu tử kia. Có lẽ các ngươi còn không biết, hắn là lần này bốn châu chính thức người cầm lái, bốn châu đại nguyên soái. Nói, Bách Lý Kinh Vĩ liền một năm một mười đem bên trong chân tướng từng cái giảng giải. Thế nhưng là mọi người nghe đến, lại là cả đám đều mắt trợn tròn. Bọn họ chỉ biết là Trác Phàm là cái thâm tàng bất lộ cao thủ, danh môn tử đệ, nhưng vạn vạn không nghĩ đến, người này thế mà còn nắm giữ lấy toàn bộ đại cục xu thế, đem năm châu cao tầng đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người này đến tột cùng lai lịch gì, có thể võ kháng lão tổ tông, văn địch trăm dặm thừa tướng, tuyệt thế võ đạo, kỳ lân chi tài, văn võ song tuyệt. Tóm lại, lần này có thể đem đám này lão già kia lừa gạt lấy buông tay. Hoàn toàn là bởi vì tiểu tử kia mất tích duyên cớ, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cho dù ta tự thân đi cùng hắn biện luận, sau cùng ăn thiệt thòi cũng là chính ta. Tiểu tử này, quả nhiên là bản tướng đời này, đáng sợ nhất đối thủ. Trong mắt chớp động lên thật sâu kiêng kỵ, Bách Lý Kinh Vĩ sắc mặt nghiêm túc một mảnh. Mọi người gặp, tại ngốc một lát sau, mới thở dài một hơi, sau cùng từ Bách Lý Ngự Vân nói, Thừa tướng đại nhân, người đây cứ yên tâm tốt. Tiểu tử kia đã lại không cách nào trở thành người uy hiếp. Làm sao, không khỏi sững sờ, Bách Lý Kinh Vĩ trong mắt nghi hoặc.
bởi vì, hắn đã táng thân hải yêu miệng, một người chết lúc còn sống lại đến lại như thế nào. Ha ha ha, cười to một tiếng, Bách Lý Ngự Vân ngay sau đó liền đem bọn hắn cùng Trác Phàm đọ sức sự tình nói một lần. Mà lần này, lại là đem Bách Lý Kinh Vĩ cho nghe đến mức hoàn toàn mắt trợn tròn. Sau cùng, thật sâu nhìn Bách Lý Cảnh Thiên cái kia tay gãy liếc một chút, nhìn không được hoảng hốt lên tiếng, em gái ngươi a, tiểu tử này là chúng ta thiên địch sao? Chúng ta Bách Lý gia từ nhỏ đến già, theo văn đến võ, vậy mà cả đám đều bị hắn ngược một lần, không có người có thể thắng hắn một không có. Thế nhưng là sau cùng, hắn thế mà cứ như vậy rất là kỳ lạ địa bị cái kia hải yêu giết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta thù này tìm ai báo đi? Đúng vậy a, bình sinh nhận định đối thủ cứ như vậy không, chúng ta đi tìm người nào tái chiến, chẳng lẽ đi tìm Lăng Vân Thiên những phế vật kia sao? Bọn họ cũng xứng. Song quyền hung hăng nắm chặt, hoàn toàn có thể minh bạch Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng không cam lòng, Bách Lý Ngự Thiên cũng là nhíu chặt lông mày, mặt giận dữ, song đồng đỏ thẫm. Sau đó, phốc, một tiếng xương máu hung hăng phun ra, đã là mắt tối sầm lại, triệt để ngất đi. Chỉ là tại hắn thời khắc hấp hối, trong miệng lại là một mực lầm bầm, Trác Phàm, tiểu tử ngươi mệnh. Là lão phu. Rầm rầm rầm. Thừa tướng truyền lệnh, rút quân, rút quân. Từng tiếng tiếng vang liên tiếp, từng đạo kêu giết tiếng gào thét chấn thương khung, tại Trung Châu cùng Bắc Châu biên cảnh chiến đấu kịch liệt xôn xao, khó phân thắng bại, tứ đại kiếm vương càng là đồng loạt ra tay, toàn lực tiến công. Thế nhưng là đúng lúc này, lần lượt từng bóng người lại là như bồ câu đưa tin tàu con thoi tại chiến trường các ngõ ngách, ngửa mặt lên trời lớn lên gào thét Bách Lý Kinh Vĩ hạ đạt thủ dụ. Kít, thân thể hung hăng lắc một cái, chuẩn bị bay ra một kiếm một đến dừng lại, thượng quan Phi Vân mi mắt sâu nhăn, trong mắt tràn đầy không hiểu thì thào lên tiếng, lập tức liền muốn đại công cáo thành, thế mà rút quân, cái này Bách Lý Kinh Vĩ đến tột cùng làm cái quỷ gì. Xem ra trận chiến này, chúng ta thua. An ủi động tiếng đàn cũng là im bặt mà dừng, cầm sắt kiếm vương hơi hơi trầm ngâm một chút, thăm thẳm lên tiếng. Trên mặt một trận không cam lòng, thượng quan Phi Vân vô cùng giận hét lớn, thua cái gì thua, này chỗ nào thua. Chúng ta bây giờ tình thế một mảnh rất tốt, lập tức liền cầm xuống Bắc Châu, làm sao có thể thua. Mà lại cái kia Bách Lý Kinh Vĩ trước kia đã đáp ứng lão phu, muốn trợ lão phu phản công Đông Châu, hiện tại sắp đại công cáo thành. Lại như thế vô duyên vô cớ địa rút lui. Lão tử không phục. Ngươi không phục lại có thể thế nào? Cái này chiến lực là Trung Châu chiến lực, trận chiến này cũng là Trung Châu cùng bốn châu chi chiến, đã trăm dặm thừa tướng ngưng chiến, ai còn có thể lại đánh được lên? Bằng không ngươi đi một mình chọn bốn châu cường giả. Ha ha ha, thản nhiên cười, Đan Thanh Sinh vung lên ống tay áo, phiêu hốt quay trở về. Tử Kiếm Tiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng là vui vẻ thanh nhàn. Rất là vui vẻ đuổi theo trở về, hắc hắc hắc. Không đánh tốt, miễn cho tái tạo sát nghiệt, còn đắc tội trước kia lão bằng hữu, quá không có lời. Cầm sắt kiếm vương liếc hai người liếc một chút, cũng là thu cầm rời đi, khóe miệng xẹt qua một đạo lạnh nhạt nụ cười. Chỉ có thượng quan Phi Vân tức giận đến ra mặt quất thẳng tới, sau cùng không có cách nào, cũng là oán hận hất lên ống tay áo, trở về. Cứ như vậy, thừa tướng mệnh lệnh thoáng qua truyền khắp chiến trường các ngõ ngách. Kiếm Tinh tất cả chiến lực nghe đến, cũng là bây giờ thu binh, lục tục trở về. Rất nhanh, trước kia còn kêu gào không ngừng chiến trường, lập tức liền biến đến lặng ngắt như tờ, không còn có chấn thiên giết giống, đột nhiên địa bình tĩnh trở lại. Cùng một thời gian, Bắc Châu đường biên giới phía trên đã còn lại sau cùng 200 đạo phòng ngự trận thức, thương vong cũng siêu hơn phân nửa. Rất nhanh cái kia sau cùng phòng ngự trận đều muốn bị công hãm. Như vậy bọn họ thì sẽ rơi vào cái bị địch quân đều đồ diệt hạ tràng. Thời gian chiến tranh lâm thời đại nguyên soái Lạc Vân Hải nhìn lấy đây hết thảy, một mặt khẩn trương, gấp đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, kiếm vương thực lực lại như thế cường hãn, lúc trước bọn họ còn có thể dựa vào đại trận miễn cưỡng đỉnh hắn 5-6 ngày, nhưng cái này bốn kiếm vương vừa ra tay, đúng là một ngày đều đỉnh không xuống. Thế nhưng là, hắn nhưng như cũ gấp cắn chặt hàm răng, thủ vững lấy. Giống to lên tiếng, truyền lệnh, chịu đựng, lại đỉnh một ngày, dù là đánh đến người cuối cùng đều cho ta đứng vững. Chúng ta muốn cho phía sau tranh thủ thời gian, tuyệt không thể để những người này công phá nơi này, xấu tổng nguyên soái đại kế. Rầm rầm rầm. Thế nhưng là hắn hò hét, cũng là bị cái kia đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh cho phút chốc bao phủ. Tất cả mọi người là nơm nớp lo sợ ứng đối lấy phía trước cường địch,
lại là hắn đôi câu vài lời đều không nghe lọt tai. Bất đắc dĩ thở dài, Lạc Vân Hải cũng là thật dài phun ra một ngụm chọc khí, ngăn không được lắc đầu thở dài. Hiện tại bọn hắn có thể làm chỉ có ngạnh kháng, sẽ không có gì kỳ mưu diệu kế cùng chiến lược có thể dùng, quả nhiên chiến tranh sau cùng, vẫn là thực lực nói chuyện a. Hắn coi như lại cổ vũ sĩ khí, cái kia thua vẫn thua, đáng chết vẫn là chết, ai? Bạch! Bỗng nhiên, cái kia tiếng nổ cực lớn một đến đình chỉ, Lạc Vân Hải không khỏi sững sờ, nhất thời chưa tỉnh hồn lại, nhưng rất nhanh Thác Bạt Thiết Sơn liền một mặt hưng phấn mà từ phía trước chạy đến hắn nơi này, vội vã hô, Lạc Nguyên Soái, tin tức tốt, bọn họ lui binh, Kiếm Tinh lui binh. Chúng ta một trận chiến này, chịu đựng a, ha ha ha. Cái gì, lui binh? Không khỏi sững sờ, Lạc Vân Hải không khỏi có chút mê mang, tiếp lấy ngược lại nhìn về phía một bên tham mưu, đại quản gia Gia Cát Trường Phong, nghi nói, Gia Cát quản gia, bọn họ cái này đang làm cái gì quỷ, như mặt trời giữa trưa làm sao lại lui binh. Mi mắt sâu nhăn, Gia Cát Trường Phong khẽ vuốt chòm râu, cũng là không rõ ràng cho lắm. Đúng lúc này, một cái lính liên lạc bỗng nhiên đi vào trước mặt hắn, khom người cúi đầu, đem một cái ngọc giản đưa lên. Khởi bẩm gia chủ, Lãnh tiên sinh phía sau truyền tin. Vội vã lấy tới, ngưng thần xem xét xem ra, nhưng rất nhanh Lạc Vân Hải liền tay nâng giản rơi, hung hăng rơi trên mặt đất, nhất thời đem ngọc giản kia rơi tứ phân ngũ liệt, nổi giận lên tiếng, làm cái gì a, đám lão gia này. Thế nào, gia chủ, xảy ra chuyện gì sao? Thấy tình cảnh này, Gia Cát Trường Phong hai người không khỏi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía hắn, dò hỏi. Hít thật sâu. Lạc Vân Hải trên mặt tràn đầy sắc mặt giận dữ, cơ hồ là từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi nói, Lãnh tiên sinh truyền tin, Bất Bại Kiếm Tôn lập tức liền muốn bị cầm xuống thời khắc, đám kia lão gia hỏa thế mà hạ lệnh phóng. Cái gì, thả? Không khỏi giật mình, Gia Cát Trường Phong chặn lại nói, cái kia chắc quản ra đây, hắn cũng là ý tứ này. Chậm rãi lắc đầu, Lạc Vân Hải thở dài lên tiếng, nghe nói chắc đại ca tại cái kia hải yêu đánh tới lúc bị cuốn vào. Sớm đã mất tích, sinh tử chưa biết, cái này quyết ý là đám kia lão gia hỏa làm. Thì ra là thế. Không sai gật đầu, Gia Cát Trường Phong không khỏi xa xa nhìn xem nơi xa bình tĩnh chiến trường, lại nhìn xem phía sau cái kia càng thêm bình tĩnh bầu trời, trong mắt tinh mang lóe lên, đã là minh bạch hết thảy, nhìn tới. Song phương cao tầng đạt thành một ít không muốn người biết hiệp nghị a, trận chiến tranh này. Giảng hòa, làm sao có thể giảng hòa? Hận hận vẫy vẫy tay, Lạc Vân Hải hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hai mắt đều hiện ra đỏ thẫm, bên này tiền tuyến chúng ta chết đại bán nhân mã, có tới 4-5 ngàn vạn nhiều. Phía sau Lãnh tiên sinh truyền đến tin tức, vì đối phó Bất Bại Kiếm Tôn bọn họ, hy sinh nhân số cũng đạt đến 50-60 triệu, hợp lại chúng ta lần này tổn thất 100 triệu chiến lực A. Cái này tương đương với ba châu chiến lực chi cùng, nếu là lần này đem lão gia hỏa này thả đi. Lần sau hắn ngóc đầu trở lại, chúng ta cái nào còn có cơ hội lại tổ chức chiến lực như vậy chống lại. Mà lại, trận chiến này tổn thất thật lớn như thế, chúng ta nỗ lực lớn như vậy đại giới, nói không đánh sẽ không đánh, vậy cái kia chút chết đi chiến sĩ, người nào đến đối bọn hắn phụ trách, bọn họ chẳng phải chết vô ích. Mi mắt thật sâu nhíu lại, Thác Bạt Thiết Sơn cũng là mặt mũi tràn đầy không vui, chỉ có Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, tựa hồ có hiểu biết gật đầu nói, gia chủ. Tha thứ lão hủ nói thẳng, trước kia lão hủ cũng là nhất triều thừa tướng, phụng dưỡng quân vương, biết những thứ này thượng tầng trong lòng tránh thức quan tâm là cái gì. Chỉ sợ lần này, thừa dịp Trác quản gia cái này cố vấn không ở bên cạnh họ thời điểm, Bách Lý Kinh Vĩ về mặt tâm trí công bọn họ xương sườn mềm, bắt bọn hắn tay cầm, đã là làm bọn hắn không thể không từ bỏ tái chiến còn bọn họ quan tâm là cái gì, ha ha. Đơn giản là một số sở hữu tư nhân quyền lực, mà những thứ này bốn châu chiến lực. Tại bọn họ trong lòng, chỉ sợ muốn về sau hàng. Huống hồ, bốn châu bồi dưỡng nhiều như vậy chiến lực, không phải liền là vì củng cố thượng tầng an toàn sao? Gia chủ, lão phu tự mình nói với ngài câu đàng hoàng lời nói a, những thứ này bốn phía cao tầng, tuy nhiên đều là danh môn chính tông, tiên phong đạo cốt nhân vật, nhưng cuối cùng tại quyền lực trong hải dương, thực chất bên trong vẫn chưa thoát ly thế tục. Các ngươi để bọn hắn vứt bỏ hết thảy, vì đại đạo hy sinh. Là căn bản không có khả năng. Ít ra bọn họ nguyện ý hy sinh chính mình tánh mạng, nhưng có chút tục vật, trong mắt bọn hắn lại so tánh mạng càng trọng yếu. Đồng dạng, cũng so với chúng ta mệnh càng trọng yếu. Trác quản gia trước kia thường nói vô dục tắc cương,
Qua nhiều năm như vậy, bốn châu liền bách Lý Kinh Vĩ cái này thư sinh yếu đuối đều sợ hãi, không phải là không có đạo lý. Đúng vậy a, bách Lý Kinh Vĩ là chuyên bắt nhân tâm tư dục cao thủ. Trong thiên hạ, có thể phản đạo đem với tay, cũng chỉ có Trác đại ca. Không sai gật đầu, Lạc Vân Hải không khỏi thở dài một hơi, trong mắt lóe lên giật mình lo lắng nước mắt mang, nói đến, Gia Cát quản gia, ta có chút nhớ nhung Trác đại ca. Tuy nói hắn hiện tại không biết tung tích, nhưng ta muốn đi tìm tìm, đem tỷ tỷ bọn họ cùng một chỗ mang lên, vạn nhất tìm tới đây, ta nhất định sẽ không lại để hắn đi. Rear mép khẽ run, Gia Cát Trường Phong cười nhạt một tiếng, gật đầu nói, lão hủ biết lần này gia chủ chịu ủy khuất, nhưng nhìn thấy Trác quản gia về sau, cũng không muốn giống như trước một dạng khóc nhẹ a, ha ha ha. Quát kêu, hung hăng khoét hắn liếc một chút, Lạc Vân Hải không khỏi bật cười lắc đầu. Một phương diện khác, xa xôi Bắc Hải chỗ sâu, Phong Thiên Hải ngao trong kết giới, Trác Phàm vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, nằm tại băng lãnh xương tuyết phía trên, khuôn mặt tiều tụy, giống như chết. Tước Nhi ở một bên chăm sóc, tràn đầy đau thương, Hải Ngao cũng là một mặt quan tâm nhìn lấy hắn, đều không có trước trị thương cho chính mình. Thế nhưng là bọn họ lại làm sao biết, bi thương tại tâm chết. Giờ này khắc này, Trác Phàm rơi vào là đáy lòng vô tận hắc động. Có thể nói, chỉ cần hắn không muốn tỉnh lại, thì vĩnh viễn tỉnh không tới. Tí tách, một giọt nước tại bình tĩnh mặt hồ, nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Tại đen nhánh trong không gian, một đạo quen thuộc bóng người, một mặt cho tàn ngồi tại một mảnh bên bờ ao. Định thần nhìn lại chính là Trác Phàm không thể nghi ngờ. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, không có một chút sinh sống, thật giống như Trác Phàm hai con người giống như, không có nửa phần sinh cơ. Thế nhưng là đúng lúc này, một cái già nua tay, lại là bỗng dưng đập vào hắn đầu vai. Không để ý đến, Trác Phàm vẫn như cũ yên lặng ngồi ở chỗ đó, hai mắt ngốc trệ một mảnh. Khóe miệng nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt, một đạo khom người bóng người chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, sát bên hắn chậm rãi ngồi xuống đi, ha ha ha. Ngươi lại tới, lão phu không phải đã nói, ngươi không nên tới cái này hắc ám chi địa sao? Hội vĩnh viễn ra không được. Ngươi, ai vậy? Cổ cứng ngắc chuyển qua đầu, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, lại là thấy không rõ lắm, chỉ có trong bóng tối một cái hình dáng mà thôi, nhưng là rất nhanh hắn liền nhớ tới cái gì, lẩm bẩm nói, ngươi là. Lần trước, hơi hơi gật gật đầu, lão giả kia trong bóng đêm lộ ra hai hàng trắng noãn hàm răng, không tệ, lần trước lão phu thì đã nói với ngươi, mỗi khi ngươi đi tới nơi này, lão phu sẽ xuất hiện, ngăn cản ngươi đi xuống. Chỉ bất quá lần trước là ngươi sinh mệnh tương vong, lần này nguy hiểm hơn, là tâm muốn chết. Xin lỗi, lại cho ngươi gặp phải ta. Thế nào, ngươi không hỏi ta là ai sao? Không cần hỏi, dù sao không cần biết. Trong mắt một mảnh xuống dốc, Trác Phàm thăm thẳm lên tiếng, giống như cương thi đồng dạng. Thản nhiên cười, lão giả kia không khỏi lắc lắc đầu, ai, sớm như vậy liền muốn chết, thực sự quá đáng tiếc. Yên tâm đi. Cô nương kia lão phu giúp người bảo vệ nàng mệnh, người như còn muốn gặp nàng, thì còn sống đi thánh vực gặp gỡ đi. Thân thể nhìn không được chấn động, Trác Phàm một mặt kinh dị nhìn về phía hắn. Vẫn như cũ chỉ lộ ra hai hàng nanh trắng, lão giả kia bóng người vẫn là mơ hồ một mảnh, nhưng là trên thân lại là một địa nổi lên thất thải hào quang, còn nhớ rõ người trước kia nói qua yêu ai yêu cả đường đi à, lão phu cũng là như thế. Lão phu nói, sẽ không để cho ngươi lại đi vào Thâm Uyên. Thì tuyệt đối sẽ làm đến. Chỉ tiếc đây là một lần cuối cùng, lão phu về sau không thể lại tại bên cạnh ngươi thủ hộ, ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, bảo trọng. Vừa dứt lời, lão giả kia nhất thời hóa thành một mảnh thất thải hào quang, bỗng dưng tiêu tán không thấy. Tiền bối. Giống to một tiếng, Trác Phàm bỗng nhiên ngồi sắp nổi đến, lại là đã tỉnh. Tước Nhi nhìn thấy, không khỏi nhất thời vui vẻ, hét to lớn tiếng, phụ thân, ngươi tỉnh. Tiểu tử. Người cuối cùng tỉnh, người có biết hay không, người thương thế trên người vốn là không có nghiêm trọng đến mức nào, chỉ là hư thoát mà thôi, lại là hôn mê 6-7 ngày bất tỉnh, lão phu còn tưởng rằng ngươi tâm đã chết, vĩnh viễn tỉnh không đến đây, ha ha ha. Cười to một tiếng, Hải Ngao cũng là đầy mặt vui mừng, cái này tốt, người tỉnh lại liền dễ làm. Trước mắt một vùng tăm tối, Trác Phàm sờ sờ chính mình hai con ngươi phong ấn, lại là không có để ý, mà chính là bốn phía cảm giác ái thê khí tức. Nhưng lại chậm chạp cảm giác không đến, không khỏi nhất thời đại vội kêu lên, Khuynh Thành đây, Hải Ngao tiền bối, Khuynh Thành ở đâu?
Ừ, người nói tiểu ni tử kia à, yên tâm đi, người đã cứu nàng. Cái gì, ta cứu nàng? Đúng vậy à. Không sai gật đầu, Hải Ngao gặp hắn còn có nghi hoặc, liền giải thích nói, lúc trước nàng vì cứu ngươi, đem ngươi cái kia lôi viêm đều hút tới bản thân, lập tức liền muốn hồn phi phách tán, lại là bỗng nhiên theo trong cơ thể ngươi chảy ra đế cảnh đại đạo, nhất thời đem nàng cái kia một luồng tàn hồn bảo vệ, mới không tới mức vẫn diệt. Nếu không mà nói, chỉ sợ nàng hiện tại sớm đã biến thành thiên địa linh khí, lại cũng không còn tồn tại. Mi mắt nhịn không được hung hăng run run, Trác Phàm nghe được lời này, cũng là một mặt sắc mặt đại kinh, đế cảnh đại đạo. Đây không phải là trong truyền thuyết, chỉ có tu đến đế cảnh, mới có thể ngưng tụ đồng thọ cùng trời đất vô thượng thần thông à, ta tại sao có thể có? Ngươi không biết, ta đương nhiên không biết, ta nếu là có đế cảnh đại đạo, ta còn dùng ở chỗ này lăn lộn. Vậy ngay cả ngươi cũng không biết, vậy lão phu thì càng không biết. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hải Ngao không khỏi suy cười ra tiếng, lại nói đế cảnh đại đạo, chỉ có đế cấp cao thủ mới có thể nắm giữ, trước mắt mà nói chỉ có thập đế. Người tiểu tử này đạo hạnh tầm thường, như thế nào lại có loại vật này? Vẫn là nói, là một vị nào đó đế quân nhét vào trong cơ thể ngươi, bảo vệ cái mạng nhỏ ngươi. Hắc hắc hắc, được a, bối cảnh rất sâu a, tiểu tử, ngươi đến tột cùng thần thánh phương nào a? Trong lòng bất giác một mảnh mê mang, Trác Phàm cũng là rất là kỳ lạ. Nhưng là rất nhanh, hắn liền nhớ tới trong bóng tối cái kia mơ hồ lão giả, chẳng lẽ nói. Từ đầu đến cuối một mực là hắn tại bảo bọc ta. Thế nhưng là, hắn lại là thần thánh phương nào? Vì sao mỗi lần ta đèn cạn dầu lúc, hắn đều sẽ xuất hiện? Trong đầu đột nhiên lóe ra 100.000 cái vì cái gì, Trác Phàm nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, liền không đi nghĩ, chỉ là gấp gáp bận bịu hoảng nhìn về phía Hải Ngao nói, cái kia khuynh thành thần hồn đây, nàng ở đâu? Lão phu ném thánh vực đi. Thánh vực? Đúng vậy à, hơi hơi gật gật đầu. Hải Ngao cười hắc hắc nói, tiểu tử, người cùng nữ oa kia vận khí thật đúng là tốt. Người biết cái này Bắc Hải liên tiếp thánh vực cái nào địa phương sao? Khẽ chau mày, Trác Phàm tỉ mỉ suy nghĩ, thăm thẳm lên tiếng, ấn long tổ cho tấm bản đồ kia đến xem, Bắc Hải phụ cận thật có cái thiên địa phong huyệt chỗ, thế nhưng là đến tột cùng liền ở nơi đó, ta cũng không biết. Hắc hắc, vậy ta liền nói cho ngươi, luân hồi thiên ao. Trong truyền thuyết có thể chuyển thế trùng sinh luân hồi thiên ao. Trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút, Trác Phàm không khỏi hét to lớn tiếng, cái này luân hồi thiên ao tại thánh vực chỉ là truyền thuyết, chỉ nghe tên, không người gặp qua thực, rất nhiều người đều tưởng rằng giả. Thẳng đến ta nhìn cửu U Ma Đế lưu lại cửu U Bí Lục sau mới biết được, cái này luân hồi thiên ao chính là thập đế bên trong luân hồi đại đế đạo tràng, thay đổi thời không xây lên, chỉ cần có một tia tàn hồn liền có thể luân hồi chuyển sinh, phúc phận thương sinh. Chỉ là kết giới trí cường, không phải người hữu duyên nhưng là tiến, trừ bản tôn bên ngoài, liền còn lại cửu đế cũng không biết nên như thế nào tiến vào, không có nghĩ tới đây thậm chí ngay cả lấy chỗ này. Cười gật gật đầu, Hải Ngao đạm mạc lên tiếng, trên cơ bản thập đế các có thần thông, cũng đều có chính mình đạo tràng pháp môn, trừ chính mình, người khác khó có thể bước vào nửa bước. Bất quá lần này, người lôi viêm bạo tẩu lúc, có lẽ bởi vì đồng thời không minh thần đồng quan hệ, người vậy mà đánh vỡ kết giới này. Còn vừa vặn liền lên cái kia luân hồi thiên ao chỗ, người nói đây có phải hay không là hữu duyên. Liền nên tiểu nha đầu này có trọng sinh chi cơ, nếu không mà nói, một luồng tàn hồn mà thôi, cho dù không chết cũng phế, coi như giữ lại thì có ích lợi gì. Mi mắt khẽ run, Trác Phàm suy nghĩ một chút, cười nhẹ gật gật đầu. Khó trách vị tiền bối kia để ta sống đi thánh vực gặp gỡ, nguyên lai khuynh thành đã tới đó. Đã như vậy. Ta cái mạng này tự nhiên muốn sống cho đến lúc đó, gặp lại cơ hội. Chỉ là cái này tiền bối, đến tột cùng là người phương nào, cho dù là thập đế một trong, lại là như thế nào đến trong cơ thể ta. Còn như thế không tiếc bất cứ giá nào giúp ta, thà rằng chính mình tại trong cơ thể ta tiêu tán, cũng giúp ta cứu khuynh thành. Phần này đại ân đại đức, chẳng cần biết hắn là ai, sau này cũng nhất định muốn báo đáp, chỉ là không biết có cơ hội hay không. Nghĩ như vậy. Trác Phàm hơi nhếch khóe môi lên một cái vui vẻ đường cong, lại là yên tâm không ít. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Người ấy chưa chết, chỉ ở tha phương, đợi ta trở về, nối lại tiền duyên. Ngửa đầu thật sâu hít một hơi, Trác Phàm lúc trước còn tĩnh mịch sắc mặt nhất thời sinh cơ bừng bừng, lại tỏa sáng trước kia sức sống. Trước kia hắn hồi thánh vực,
là vì chiến, hiện tại thì là lại có một cái mục đích, thích. Ong ong ong. Thế mà, đúng vào lúc này, Trác Phàm tâm tình vừa mới chuyển tốt, từng tiếng không kịp chờ đợi ngâm khẽ, đã là đột nhiên vang vọng tại mọi người mà thôi trước. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu cảm giác một chút, lại là phát hiện, cái kia phát ra tiếng vang chi vật, đúng là hắn chống trời ma kiếm. Mà lại trên thân kiếm kia, mãi đến lúc này, còn đang thiêu đốt hừng hực lấy màu đen lôi viêm, kéo dài không tắt. Hắc hắc hắc, khẳng định bị thiêu đau a, dù sao 6-7 ngày, người tiểu tử này hôn mê bao nhiêu ngày, thanh kiếm này liền bị thiêu đốt bao nhiêu ngày. Nhếch miệng cười một tiếng, Hải Ngao nhìn đến kiếm này thân thể run rẩy bộ dáng, không khỏi nhất thời trêu chọc lên, tiểu tử, không biết ngươi từ chỗ nào tìm tới kiếm linh, làm sao đần độn. Cái này lục phẩm thánh binh là năm đó kiếm đế lấy ngũ phương tuyệt địa kỳ thạch sở luyện, không phải tầm thường, cho dù ngươi lôi viêm mạnh hơn, như thế điểm cũng không có khả năng làm bị thương kiếm này phong khoảng tấc. Cho nên, kiếm này dẫn với bản thân lôi viêm chắc là rất nhanh dập tắt, ngươi nhìn hắn ba thanh kiếm, chính là như vậy, nửa canh giờ thì diệt. Chỉ có ngươi kiếm linh này, thế mà còn dùng chính mình linh lực cho hỏa diễm cố lên, thà là để cái này lôi viêm thiêu 6 ngày 7 đêm. Tiếp nhận như vậy thống khổ, ngốc hay không ngốc? Ong ong ong. Tựa hồ tại phát ra phản đối hò hét, lại tựa hồ thực sự biểu đạt chính mình cấp bách tâm tình, thân kiếm kia một mực chấn không ngừng, lại là trên thân hỏa diễm càng ngày càng đùng đùng sao không dứt tràn đầy thiêu đốt. Cùng mình kiếm linh tâm linh tương thông, Trác Phàm chỉ hơi hơi cảm thụ một chút, liền nhếch miệng cười một tiếng, không sai gật đầu, thì ra là thế, xem ra ngươi dã tâm cũng không nhỏ, vậy chúng ta thì thử một chút đi. Cái gì, người nói cái gì? Không khỏi sững sờ, Hải Ngao còn không rõ ràng cho lắm, nhưng là Trác Phàm dĩ nhiên đã động thủ. Theo Tước Nhi trong tay cầm qua chính mình giới chỉ đeo lên, Trác Phàm hai tay chấp liên tục, từng khối óng ánh sáng long lanh thánh linh thạch, liền nhất thời bay ra ngoài, khảm vào cái này băng lãnh tuyết phong bên trong. Hải Ngao ở một bên nhìn mà không hiểu, chờ sau 3 canh giờ, đại trận bố xong, Hải Ngao mới nhất thời mí mắt lắc một cái. Kinh ngạc lên tiếng, luyện khí đại trận, người muốn làm gì? Đây còn phải nói a, tiền bối, đương nhiên là luyện khí. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm nhất thời vẫy tay một cái kia ma kiếm liền vui sướng nhảy vào cái kia đại trận bên trong, đồng thời còn lại 3 thanh kiếm thần, cũng bị dẫn tới bay vào bên trong. Lại sau đó, Trác Phàm sắc mặt nhất định, ấn quyết trong tay cấp tốc biến hóa, hét lớn lên tiếng, thiên địa huyền hoàng, địa thủy phong hỏa. Lôi viêm làm mai mối, từ kiếm hợp nhất, bằng vào ta kiếm linh, chấp trưởng càn khôn, quát. Oanh! Vừa dứt lời, Trác Phàm ấn quyết trong tay hung hăng hướng đại trận kia nhất chỉ, nhưng nghe một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng rung động. Đồng thời cái kia ma trên thân kiếm lôi viêm, cũng là bỗng dưng dung nhập đại trận bên trong nháy mắt liền tại trận pháp uy lực dưới, lần nữa cháy hừng hực lên, thoáng chốc xông thẳng tới chân trời. Tựa hồ muốn bầu trời đều thiêu ra cái đến trong động. Mà cái kia 4 thanh thánh kiếm, thì cùng nhau bị cái kia khủng bố lôi viêm bao khỏa, một lần nữa đốt bốc cháy. Tiểu tử, người muốn luyện thánh binh, người có cái năng lực kia sao? Nhìn lấy đây hết thảy, Hải Ngao không khỏi ngơ ngác, sau đó liền một mặt khó hiểu nói, mà lại đây đã là kiếm đế luyện ra mạnh nhất lục phẩm thánh binh, người còn muốn làm sao luyện? Thản nhiên cười, Trác Phàm chậm rãi lắc đầu, vãn bối luyện binh. Vô luận công lực vẫn là thủ pháp, tự nhiên so ra kém kiếm đế. Bất quá ta cũng không phải là phải luyện lại hắn thánh binh, mà chính là muốn đem người thánh binh này quy nhất, hoàn thành ta kiếm linh này một cái tâm nguyện. Điều đó không có khả năng, năm đó kiếm đế luyện thánh binh, cần 5 loại thánh thú chi lực, vẫn là lão phu giúp hắn thu thập đây. Cho nên cái này 5 thanh thánh binh, mới cùng đám người lão phu tương sinh tương khắc. Lúc đó hắn cũng nghĩ qua. Mượn luyện binh mà đem 5 loại sức mạnh dung hợp, luyện chế ra thánh binh phía trên đế binh, nhưng sau cùng các loại sức mạnh tương khắc, kiếm đạo tương xung, mới thất bại trong gang tấc. Loại sự tình này liền hắn đều không thể hoàn thành, người có thể hoàn thành. Hắn không hoàn thành, là bởi vì thiếu một dạng đồ vật, mà vật này, hiện tại chỉ có ta có. Sắc mặt bất giác nghiêm một chút, Trác Phàm nhất thời toàn thân hắc khí đại mạo, song trưởng bỗng nhiên hướng đại trận kia đẩy thiên ma đại hóa quyết. Bạch, đen nhánh mực đậm, giống như đêm tối buông xuống giống như, trong nháy mắt đem trong trận 4 thanh kiếm thần thôn phệ đi vào, cuồn cuộn lôi viêm không ngừng thiêu đốt, cũng là đem 4 thanh kiếm thiêu có chút bắt đầu vặn vẹo. Thừa dịp này thời cơ, mà kiếm huyết quang đại thịnh, nhất thời liền hoa một tiếng,
nứt toác ra, sau đó như là cái bao phục giống như, đem ba thanh kiếm hung hăng bao khỏa đi vào. Sau đó tại cái kia lôi viêm cùng hắc khí không ngừng xâm nhập dưới, cái kia bao khỏa bên trong cũng là không ngừng vặn vẹo, sau đó chậm rãi hòa tan, lẫn nhau thẩm thấu, sau cùng lại hiện ra một thanh đen nhánh thân kiếm. Thấy tình cảnh này, Hải Ngao bỗng dưng ngây người, trầm ngâm rất lâu, mới ngăn không được quát to, lão phu làm sao quên, ngươi thế nhưng là đem 5 loại thánh thú lực lượng dung hợp làm một người, đem thánh binh hợp nhất lại có gì khó. Thánh binh tuy mạnh, phàm hỏa khó có thể chế tạo, nhưng lôi viêm lại là thế gian đến cao năng lượng. Như thế lời nói, lấy lôi viêm hóa kiếm thân thể, lấy ma công dung kiếm đạo. Cái này năm đó ở kiếm đế trên tay đều không thể hoàn thành sự tình, thế mà tại trên tay ngươi thành công. Tiểu tử, ngươi thật là được a. Sặc. Một tiếng kiếm ngân vang, một thanh hiện ra xanh, đỏ, lam, kim tứ sắc đường vân đen nhánh trường kiếm, nhất thời bay ra liệt diễm. Trác Phàm song tay vồ một cái, liền chộp trong tay. Không phải ta được, là cửu U Ma đế cùng kiếm đế hai vị tiền bối được. Ta, chỉ là dẫm tại người khổng lồ trên bờ vai mà thôi. Khóe miệng xẹt qua một đạo đạm mạc đường cong, Trác Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, Hải Ngao tiền bối, hôm nay tương trợ tri ân, Trác Phàm vĩnh thế không quên, như vậy cáo từ. Ta, muốn chuẩn bị trở về thánh vực. Trác Phàm, ngươi ở đâu? Bắc trên bờ biển, cảnh hoang tàn khắp nơi. Hải Minh Tông tàn còn lại đệ tử nhóm, tất cả đều bận rộn quét dọn chiến trường, thu thập tàn cục. Nhưng là mấy đạo uyển chuyển bóng người, lại là dọc theo Bắc Hải một bên một trận gào rú, trong mắt nước mắt nhãn mang mang, lại chính là Lạc Vân Thường cùng Sương Nhi bọn người ở tại đau khổ địa tìm kiếm cái kia mất tích nam nhân. Lạc Vân Hải chậm chậm đi vào bên người mọi người, cũng là lung lay nhìn cái kia mênh mông đại hải liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài, Trác đại ca, thật vất vả có ngươi manh mối. Người bây giờ lại đi đâu vậy chứ? Hừ, cái này chết người, luôn luôn xuất hiện một chút thì biến mất, liền cái mặt đều không cùng người ta gặp. Không thấy thì không thấy, nhưng người đến cùng sống hay chết, cho lưu cái tin a, miễn cho chúng ta một mực thương tâm như vậy muốn tuyệt, nhớ mãi không quên. Xoa một chút hai má nước mắt, Lạc Vân Thường nức nở một tiếng, khóc kể lể. Bên cạnh tỉ muội một trận trấn an, cho nàng đưa khăn tay. Lạc Vân Hải gặp cũng là thở dài lấy lắc lắc đầu, khuyên lơn, chị gái, người khác khổ sở, Trác đại ca luôn luôn phúc lớn mạng lớn, ta tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Phúc lớn mạng lớn cho người lương thiện, những cái kia gian tà người, cũng không có vận tốt như vậy khí. Thế mà, đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ lại là đột nhiên vang lên. Chúng người thân thể cùng nhau lắc một cái, tất cả đều hướng thanh âm kia truyền đến chỗ phẫn nộ nhìn lại, lại chỉ thấy đó là cái thanh xuân nữ tử. Khí chất siêu phàm thoát tục, nhưng là đôi mắt nhìn về phía đại hải chỗ sâu, lại tràn đầy vẻ lạnh lùng, tuy có vẻ bi thương, nhưng lời nói bên trong lại tràn đầy bỏ đá xuống giếng hàm ý. Hung hăng chừng lấy nàng không thả, Lạc Vân Thường lúc này thì giận dữ lên tiếng, Trác Phàm đến tột cùng làm sao đắc tội ngươi, hắn hiện tại sinh tử chưa biết, ngươi còn như thế chú hắn. Không là sinh tử chưa biết, là đã chết. Lạnh lùng xem bọn hắn liếc một chút, nữ tử kia thở dài một tiếng. Tiếp tục nói, hải yêu lợi hại, nơi này tất cả mọi người biết, mà lại tin tức cũng nói, hải yêu thối lui lúc, chỉ có bất bại kiếm tôn bọn họ trốn tới, cái kia ác nhân đã là không có chút nào ngoài ý muốn, rơi vào cái kia hải yêu độc thủ. Tuy nói trước người hắn nghiệp chướng nặng nề, nhưng người chết vì lớn, ta cũng liền không muốn nói nhiều. Chỉ là ta không muốn có người coi hắn làm tấm gương, tiếp tục hắn gian tà con đường. Ha ha, người có ý tứ gì? Tuyết tỷ tỷ. Trác đại ca hiện tại đều dạng này, ngươi liền không thể bớt tranh cãi. Lạc Vân Thường sắc mặt giận dữ, lột lột cánh tay liền muốn tiến lên cãi lại, khác một nữ tử cũng là vội vàng đi vào bên cạnh người kia, vội vã khuyên, ngươi quên chúng ta làm gì đến. Mộ Dung đại ca cùng ta cha bọn họ, còn không tìm được đâu. Lúc này, lại một tên nam tử lảo đảo địa đi vào các nàng trước mặt, hét lớn lên tiếng, Tuyết muội, Yên Nhi muội muội, ta bên này không có phát hiện cha ta bọn họ. Các người bên đó đây. Không sai, ba người này chính là Mộ Dung Tuyết, Thượng Quan Khinh Yên cùng Âu Dương Trường Thanh, bởi vì ba nhà gia trưởng mất tích, cũng tại cái này phế tích phía dưới không ngừng tìm kiếm đây. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Mộ Dung Tuyết không để ý tới bọn họ, thẳng rời đi tìm kiếm, từ xưa chính tả bất lưỡng lập, mà đầu kia tuy nhiên đền tội, nhưng là hắn sai lầm lại là trên đời đều biết, các người cho dù không muốn nghe, chẳng lẽ còn có thể phong người trong thiên hạ rằng giặc miệng sao?
chờ một chút. Hét lớn một tiếng, liền tại bọn hắn muốn rời khỏi lúc, Lạc Vân Hải cũng đã khoát tay, đem bọn hắn ngăn lại. Trong mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang, Lạc Vân Hải chậm rãi đi vào bên người nàng, chăm chú nhìn nàng cái kia đạm mạc ánh mắt nói, cô nương, ý không phân biệt không rõ, Trác Phàm là ta đại ca, cũng là ta Lạc gia danh chính ngôn thuận đại quản gia. Ngươi như thế nói xấu hắn, về công về tư, mặc kệ là làm đệ đệ vẫn là gia chủ, ta cũng không thể làm như không nghe thấy. Ngươi nói ta đại ca thập ác bất xá, tội đáng chết vạn lần, lý do ở đâu? Thế nào, ngươi cũng là hắn tiểu đệ, ta cũng là, trùng hợp như vậy. Cút qua một bên đi. Âu Dương Trường Thanh nghe đến hắn lời nói, nhất thời cười hắc hắc, tiến lên lôi kéo làm quen, lại là Mộ Dung Tuyết một ánh mắt chừng trở về, sau đó lạnh lùng nhìn về phía Lạc Vân Hải nói, ta sẽ không ở sau lưng nói người là không phải, cũng sẽ không tùy tiện làm nhục một người chết. Chỉ là ác cũng là ác, người muốn biết rõ hắn việc ác, vậy ta thì một năm một mười nói rõ với ngươi. Nói, Mộ Dung Tuyết đem Trung Châu sự tình nói với hắn một lần, sau khi nghe xong về sau, Lạc Vân Hải lại là suy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, Trung Châu chính là địch nhân chúng ta, chắc đại ca tại Trung Châu lại là bốn bề thọ địch, mặc kệ là tự vệ vẫn là giết địch, cái này đều không gì đáng trách, người coi này là thành hắn sai lầm. Cái này bốn châu cao tầng, bao quát các người Mộ Dung gia, người nào lại không có sai lầm. Thế nhưng là hắn liên lụy cửa hàng nhiều như vậy vô tội tánh mạng. Phụ thuộc quyền quý mà lên, thì cần phải có cái này chuẩn bị, theo quyền quý mà rơi. Nhưng những sinh mạng này, cuối cùng bởi vì hắn chết hiểu. Ngươi thấy là sinh mệnh, ta nhìn thấy lại là công chính. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lạc Vân Hải bình tĩnh lên tiếng, ngươi nói những thứ này là vô tội sinh mệnh, nhưng là những thứ này vô tội sinh mệnh theo quyền quý mà lên, hai tay chẳng lẽ còn sạch sẽ, không có dính qua mấy thứ bẩn thỉu sao? Đã dính, bọn họ không coi là vô tội, tính thiên trừng phạt cũng không đủ, có cái gì đồng tình. Lời vừa nói ra, Mộ Dung Tuyết mi mắt lắc một cái, không phục nói, cho dù bọn họ trước kia có tội ác, cũng tội không đáng chết, hơn nữa còn chết rất nhiều người. Có nên hay không chết, không khỏi ngươi định, nhiều đại tội ác đáng chết, cũng không khỏi ngươi định, ngươi dựa vào cái gì cho rằng bọn họ không đáng chết. Trác đại ca nói qua, đi ra lăn lộn cuối cùng phải trả giá. Thì coi như bọn họ chỉ là trộm một cây châm, báo ứng đến lúc đó cũng phải trả. Huống chi, như vậy lớn một cái thương hội, cướp lấy nhiều như vậy lợi nhuận, hai tay dính ác hội thiếu sao. Trác đại ca thế thiên hành đạo, có gì không thể. Hắn cũng không phải là thiên, dựa vào cái gì thay thiên làm trừng phạt, hại nhiều người như vậy. Ngươi cũng không phải thiên, dựa vào cái gì nhận định Trác đại ca là ác, mà trong lòng ngươi nói cũng là chính. Lạc Vân Hải đối chọi gay gắt, lại là để Mộ Dung Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được. Gia Cát Trường Phong ở một bên nhìn đến âm thầm bật cười, xem ra mình gia chủ này khẩu tài càng ngày càng tốt, liền cũng tới trước một bước, trợ uy nói, cô nương, lão phu trước kia cũng là một nước thừa tướng, quan thương ở giữa từng đạo, so người nào đều rõ ràng, trong này nước đục cực kỳ, chết ai cũng không oan. Mộ Dung gia chính là hiệp nghĩa nhà, cô nương cũng chỉ thấy ngàn vạn sinh mệnh vẫn lạc, lại không thấy được bên trong nên có định số. Nói một câu nói thật, mặc kệ làm đã từng đối thủ vẫn là hiện tại đồng liêu, Trác quản gia người này làm việc, vẫn là rất công đạo. Công đạo. Không khỏi suy cười một tiếng, Mộ Dung Tuyết nhất chỉ cái này ngàn vạn thi hài, giận dữ hét, hắn công đạo, cũng là ra như thế cái chủ ý ngu ngốc, để nhiều như vậy sinh linh cùng hắn đưa tang. Đối xử lạnh nhạt liếc một cái những thi thể này, Lạc Vân Hải sắc mặt lạnh lùng hét lớn một tiếng, Thác Bạt lão nguyên soái ở đâu? Lão phu ở đây, chợt, Thác Bạt Thiết Sơn bóng người liền xuất hiện tại Lạc Vân Hải bên người. Thác Bạt nguyên soái, ngươi nói cho vị cô nương này, hơn 10 năm trước ngươi ta là quan hệ như thế nào? Địch nhân, cùng Trác Phàm đâu? Địch nhân, vậy các ngươi chiến trường đụng phải à, thắng bại như thế nào? Không chung đại chiến, lão phu thảm bại, tổn binh hao tướng, không đếm hết, từ đó lão phu tại đế quốc con đường làm quan rơi vào thung lũng. Vậy ngươi hận hắn sao? Quân nhân chiến trường chém giết, bằng là thực lực, có gì có thể hận? Không khỏi bật cười một tiếng, Thác Bạt Thiết Sơn hét lớn lên tiếng, hận, là nhu nhược biểu hiện, hận, không thể đánh bại địch người. Lão phu thua ở Trác Phàm thủ hạ, chỉ là kính nể, nghĩ đến cùng hắn tái chiến, không có gì có khác suy nghĩ. Hơi hơi gật gật đầu, Lạc Vân Hải phất phất tay, liền để hắn đi xuống,
sau đó chăm chú nhìn Mộ Dung Tuyết nói, nghe đến a, trên chiến trường chém giết, so là thắng bại, không phải tính toán sinh mệnh. Đã lên chiến trường, liền nên có bỏ mệnh dự định, không có thiện ác chi phân, chỉ có mạnh yếu có khác. Lần này bốn châu lấy yếu thắng mạnh, chiến thắng Trung Châu, mặc kệ chết bao nhiêu, chúng ta thắng, đây chính là Trác đại ca chính nghĩa, không có người sẽ cho rằng hắn tà ác. Mà lại, như chiến trường thật có chính tà lời nói, vậy ta thì sẽ nói cho ngươi biết cái gì là chính tà. Bỗng nhiên vung tay lên, Lạc Vân Hải trong nháy mắt lấy ra một tấm địa đồ, bày ở trước mắt nàng, đây chính là Trác đại ca bố trí, bởi vì chiến trường tại Bắc Châu, cho nên còn lại ba châu đều 10 phần an ổn. Cho dù đối phương quân đội nhập ba châu nội địa, bởi vì bên trong Trác đại ca mà tính, một mực cấp tốc hành quân, không dám trì hoãn, cũng không có đối ba châu tạo thành cái gì thực chất ảnh hưởng. Ngươi là Nam Châu thủ lĩnh, hiện tại thì có thể đi trở về nhìn xem, Nam Châu phải chăng bị phá hư một ngọn cây cọng cỏ. Mà lại, liền xem như tại Bắc Châu chiến trường, phía trước có chúng ta đỉnh lấy, đối phương không có bước vào nửa bước, người sau lưng nhóm lại một mực vây giết bất bại kiếm tôn bọn họ, trung gian Bắc Châu bách tính không có có nhận đến mảy may quấy rối. Thẳng đến chiến tranh kết thúc, y nguyên an cư lạc nghiệp, đây chính là Trác đại ca bố trí, để đáng chết người đi chết, không đáng chết người không nhận quấy nhiễu, đây chính là đại công. Mi mắt không khỏi hung hăng run run, Mộ Dung Tuyết trầm ngâm một chút, lẩm bẩm nói, nhưng là bởi vì hắn kế hoạch này, tổn thất bao nhiêu người mệnh. Nếu không phải là hắn, cho dù chúng ta bại, cũng không có khả năng chết rất nhiều người. Mộ Dung cô nương, người vừa mới nghe không hiểu ta lời nói sao. Trác đại ca cũng là để đáng chết người đi chết, mà chúng ta cũng là cái kia đáng chết người. Hung hăng nhìn chằm chằm nàng không thả, Lạc Vân Hải nhất thời giống to lên tiếng, nói trắng ra, lần này Trung Châu cùng bốn châu chi chiến, vốn chính là chúng ta những thứ này được hưởng lợi ích tư nguyên người, vì cam đoan chính mình lợi ích nhất chiến, chúng ta chết bao nhiêu đều là chắc là, bởi vì chúng ta đang vì mình mà chiến. Nhưng là đem dân chúng vô tội cuốn vào, đây mới thực sự là ác. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, bọn họ tại Thái Bình thịnh thế lúc được hưởng qua chỗ tốt gì, vì sao thời gian chiến tranh lại đem bọn hắn liên lụy vào. Tựa như người chính lái một cỗ linh thú xe lớn lao vụt, đường đi phía trước lại là đột nhiên xuất hiện 5-6 cái hài đồng chơi đùa, người muốn cải biến đường, bên cạnh còn có một đứa bé con chính an an phân phân canh giữ ở cây khô bên cạnh, người muốn lựa chọn như thế nào. Nói một cách khác, người muốn đụng 5-6 cái, vẫn là một cái kia. Ta, không khỏi khẽ giật mình, Mộ Dung Tuyết lại là nhất thời trệ ở. Ta tới giúp ngươi tuyển. Không chờ nàng nói xong, Lạc Vân Hải đã là quát to, trong mắt ngươi chỉ có sinh linh số lượng, nhất định sẽ nói lái đụng một cái kia an phận thủ thường hài đồng, lại bảo vệ cái kia 5-6 cái tùy tiện tại đường lớn chơi đùa tiểu hài tử, bởi vì bên này sinh mệnh nhiều, ngươi cảm thấy ngươi là đại ái. Nhưng là Trác đại ca hoàn toàn ngược lại, nhất định sẽ đụng cái này 5-6 đứa bé, bởi vì bọn hắn phạm sai lầm, liền nên bị trừng phạt, mà không thể để một cái kia không có phạm sai lầm thay thế bọn họ thụ trừng phạt, đây chính là đại công. Hiện tại cũng giống vậy, chúng ta vì chính mình mà chiến, nếu để dân chúng vô tội liên lụy một người tiến đến, đó mới là đại ác, chính chúng ta vô luận chết bao nhiêu, vậy cũng là tự tìm, bởi vì chúng ta không chịu từ bỏ bên miệng thịt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, có cái gì tốt phàn nàn. Đã là hoàn toàn ngơ ngẩn, Mộ Dung Tuyết ngốc ngơ ngác nhìn Lạc Vân Hải, không biết như thế nào phản bác. Chỉ có Lạc Vân Hải lại hung hăng chừng nàng liếc một chút về sau, lạnh lùng nói, ta biết Trác đại ca không phải người tốt, nhưng hắn lại là ta kính trọng ác nhân, bởi vì hắn chưa từng có đối người lương thiện ra tay qua, ác nhân tự có ác nhân trị, tại ta trong mắt, hắn là thượng thiên tiếp theo trừng trị ác nhân phán quan, xin ngươi đừng lại tùy tiện làm nhục hắn. Bởi vì ngươi thiện tâm cùng chính nghĩa, với cái thế giới này, không có gì tác dụng. Nói xong, Lạc Vân Hải nhất thời vẫy vẫy tay áo, cũng không quay đầu lại đến rời đi, chỉ để lại ba người cái kia hơi có vẻ ngây ngốc dừng ở chỗ đó, thật lâu bất động. Gia Cát Trường Phong lại là vội vàng đuổi theo gia chủ tốc độ, một tấc cũng không rời. Thế nhưng là rất nhanh, kít một chút, Lạc Vân Hải thân thể lại là một địa dừng lại. Thế nào, gia chủ ngài? Nhìn trộm xem hắn, lại chỉ thấy hắn sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt, gấp cắn chặt hàm răng. 10 phần phẫn nộ bộ dáng, Gia Cát Trường Phong không khỏi thăm thẳm lên tiếng, thận trọng nói. Hít thật sâu, Lạc Vân Hải bình tĩnh tiếng nói, trầm thấp lên tiếng, Gia Cát quản gia, chúng ta thực sự quá bị động.
cho dù lúc trước Lạc Gia không có gì cả lúc, ta cũng không có cảm thấy giống như bây giờ bị động qua. Dựa vào cái gì phía trên một câu, chúng ta hy sinh nhiều người như vậy mệnh, tân tân khổ khổ tạo nên cơ hội thắng, cứ như vậy không? Gia chủ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ánh mắt khẽ híp một cái, Gia Cát Trường Phong không khỏi cúi đầu nhạt cười một tiếng, trong mắt tinh mang lóe lên, dường như xem thấu khác ý nghĩ giống như, sâu xa nói, gia chủ là muốn như năm đó quật khởi một dạng, đoạt quyền. Trầm ngâm một chút, Lạc Vân Hải đạm mạc gật gật đầu, những năm này chúng ta tại Tây Châu phát triển tuy nhiên cấp tốc, nhưng là quá vững vàng, còn không có tránh thức được đến có thể chi phối đại thế quyền nói chuyện. Thì giống bây giờ, chúng ta vì cái gì liều mạng, vì cái gì lại nhất định phải từ bỏ, đều không phải do tự mình làm chủ, thực sự quá bị động. Ta, muốn chủ đạo thiên hạ, không muốn lại bị đám lão gia này tùy ý đùa bỡn. Trong mắt tinh mang lóe lên, Lạc Vân Hải nhất thời từng chữ nói ra, cắn răng nói. Thật sâu liếc hắn một cái, Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, lão phu minh bạch, gia chủ yên tâm đi, hôm nay thiên hạ đại loạn vừa mới lắng lại, vạn vật khôi phục, chính là quật khởi đại thời cơ tốt. Đám người lão phu sẽ giúp gia chủ mưu đồ tốt hết thảy, ngài yên tâm cũng là. Liếc nhìn hắn một cái, Lạc Vân Hải không nói gì, chỉ là vẫy tay, mang theo Lạc gia tất cả mọi người rời đi. Chỉ là cặp con mắt kia, lại là lần đầu tiên tản mát ra trần trụi dục vọng. Trước kia tại Thiên Vũ lúc, có Trác Phàm giúp hắn mưu đồ, Lạc gia tuy nhỏ yếu, nhưng tuyệt đối là một phần cày cấy, cũng là mấy phần thu hoạch, vận mệnh cho tới bây giờ nắm giữ ở trong tay chính mình. Về sau Trác Phàm đi, hắn lưu lại tam đại cố vấn giúp đỡ quản lý hết thảy sự vụ, cũng là đâu vào đấy, Lạc Minh phát triển ngày càng lớn mạnh, hắn cũng liền vui vẻ phát triển nhân nghĩa nhà, thuần phát gia phong không thay đổi, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn làm đến vạn người kính ngưỡng trình độ. Nhưng là lần này, bọn họ Lạc Minh mặc dù lớn, nhưng ở toàn bộ Tây Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ, cũng chỉ là mai quân cờ mà thôi. Mặc người hô tới quát lui, đem hết toàn lực, tổn thất nặng nề, lại không cách nào tranh đến nửa phần phải có quyền lực, đến cảm thấy an ủi những cái kia chết đi vong linh. Cho dù tại đế quốc trong chiến tranh, còn có tướng ở bên ngoài quân mệnh có thể không nhận đây. Nhưng là tại cái này năm châu đại chiến bên trong, lại là nói dừng là dừng. Căn bản không có nghĩ tới cho bọn hắn thuộc hạ một cái minh bạch thuyết pháp. Hắn là không biết năm châu thượng tầng đạt thành loại nào hiệp nghị, nhưng có thể khẳng định là, cái hiệp nghị này cùng bọn hắn thuộc hạ một chút quan hệ không có, bọn họ tương đương với hoàn toàn bị người lợi dụng. Loại này mặc cho người định đoạt, nhân mạng như cỏ rác cảm giác, Lạc Vân Hải trước kia chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng là bây giờ lại là có loại thật sâu không cam lòng xông lên đầu. Quả nhiên, cái này tàn khốc thế giới. Không có quyền lực, bất luận cái gì đạo nghĩa cùng chức trách đều là cầu thí. Ngươi là yêu quý tướng sĩ, nhưng phía trên sẽ yêu quý sao? Ngươi là thương cảm bách tính, nhưng phía trên hội thương cảm sao? Tất cả chính nghĩa cùng nhân nghĩa, đều là xây dựng ở vô thượng quyền lực phía trên, không có tầng này, cái gì đều là nói nhảm. Cái này cũng thì khó trách năm đó Trác đại ca mãi đến đem ta Lạc gia đưa đến không trung mạnh nhất, mới buông tay rời đi, bởi vì cho dù là dưới một người. Đó cũng là bị người đùa bỡn tại tay, thân bất do kỷ quân cờ. Chỉ là những năm này, ta lại là lười biếng, Trác đại ca khổ tâm, ta lại nửa phần không để ý tới giải. Nghĩ tới đây, Lạc Vân Hải không khỏi hơi hơi nhắm lại mắt, ngửa đầu nhìn lên trời, hai con người bất giác có chút ẩm ướt. Nhưng rất nhanh lại trong mắt ngưng tụ, phát ra rạng rỡ tinh quang. Nhưng sau này không biết, Trác đại ca ngươi lưu cho ta tam đại cố vấn, là phụ tá ta tiến công. Mà không phải an tại cố thủ. Từ nay về sau, Lạc gia nhất định sẽ hướng cao hơn địa phương bò, tuyệt sẽ không lại như thế không có tiền đồ địa trì trệ không tiến. Vận mạng chúng ta làm từ chính chúng ta chúa tể, tuyệt sẽ không lại mượn tay người khác. Trong lòng hét lớn một tiếng, Lạc Vân Hải đầy mặt kiên nghị, sải bước rời đi. Mộ Dung Tuyết ba người thì là thật sâu nhìn lấy hắn, nói không ra lời. Ha ha, tiểu tử này đến tột cùng người nào a? Dám mắng ta cô nàng, người ăn gan báo. Qua rất lâu, Âu Dương Trường Thanh mới phản ứng được, không khỏi mắng to lên tiếng. Liếc mắt liếc một cái hắn, Thượng quan Khinh Yên bất giác một xẹp miệng, bất đắc dĩ nói, người ta đi ngươi mới lên tiếng, vừa mới làm gì đi. Đây không phải là, hắn nói man có đạo lý, mình không tiện biện bác a. Mà lại, làm gì cũng coi như một cái đại ca tiểu đệ, náo quá cứng tổng không tốt a. Nếu là đại ca không có việc gì. Hắn lại cáo ta một hình.
Thôi đi, nguyên lai cũng là bỏ hư không pháo a. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, thượng quan Khinh Yên khinh thường bĩu môi, Mộ Dung Tuyết hai con ngươi lắc một cái, đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Trường Thanh nói, ngươi cũng cảm thấy hắn nói có lý. Cái kia ác nhân như thế cách làm, là đại công. Ây, cái này. Âu Dương Trường Thanh nhất thời nghẹn lời, vụng trộm nhìn Mộ Dung Tuyết liếc một chút, không biết trả lời như thế nào, sợ dẫn nàng sinh khí. Thế nhưng là đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc lại là đột nhiên truyền vào ba trong tai người, Tuyết Nhi, Trường Thanh, Yên Nhi, các người đều tại a. Đại ca, cha, phụ thân, không khỏi sững sờ, ba người quay đầu nhìn qua, lại là nhất thời giật mình, sau đó liền đại hỉ, vui sướng chạy về phía cái kia mất tích đã lâu thân nhân. Không sai, bỗng nhiên xuất hiện tại bọn hắn ba người trước mặt, chính là Mộ Dung Liệt, Âu Dương Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phi Hùng ba người không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giờ này khắc này, ba người sắc mặt lại là hết sức nghiêm túc. Nhìn lấy cái này ba cái vãn bối, trong mắt tuy nhiên ấm áp, nhưng cũng không có vui sướng chi ý. Tựa hồ phát giác được ba người bọn họ quái dị, Mộ Dung Tuyết không khỏi nhướng mày, kỳ quái nói, đại ca, các ngươi. Làm sao? Liếc nhìn nhau, ba người đều là trầm ngâm một chút, thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Liệt đại biểu bọn họ mở miệng nói, Tuyết Nhi, ba người chúng ta lão gia hỏa lần này tới thấy các ngươi về sau, chỉ sợ thời gian rất lâu cũng sẽ không gặp lại, hoặc là một lần cuối cũng có khả năng. Không khỏi quá sợ hãi, ba người cùng nhau kêu lên. Chậm rãi khoát khoát tay, để bọn hắn an tĩnh lại, Mộ Dung Liệt tiếp tục nói, ba người chúng ta lão gia hỏa đã vừa mới thương nghị, như vậy ẩn lui giang hồ, an tâm ngộ đạo. Từ nay về sau, Tuyết Nhi, ngươi thì thay Mộ Dung gia chủ đi. Trường Thanh, về sau ngươi tại tông môn, cũng muốn chính mình chiếu cố chính mình. Yên Nhi, ngươi trở về đem ta quyết ý nói cho thượng quan gia cung phụng trưởng lão nhóm, chiếu cố thật tốt chính mình. Ngay sau đó, Âu Dương Lăng Thiên cùng Thượng Quan Phi Hùng cũng là cùng nhau căn dặn lên tiếng, trong mắt tràn đầy nồng đậm lo lắng tình nghĩa. Thế nhưng là, Mộ Dung Tuyết ba người lại là hoàn toàn nghe ngốc, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu, vì cái gì a? Thứ nhất là bởi vì lần này đánh với Bất Bại Kiếm Tôn một trận, chúng ta mới hiểu được, thế tục quấn thân quá lâu, đã liên lụy chúng ta đại đạo lĩnh hội. Chúng ta tại tục vật phía trên cân nhắc địa quá nhiều, lại cũng không giống Trác Tiên Sinh cùng Bách Lý Ngự Thiên như thế, mặc dù thân thể ở thế tục, nhưng lòng tại đại đạo cảnh giới, cần muốn quy ẩn sơn lâm. Lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, vẫn là từ Mộ Dung Liệt ra mặt giải thích nói, cái này thứ hai a, các ngươi hẳn là cũng biết, trận chiến tranh này là làm sao kết thúc đi. Liếc nhìn nhau, Mộ Dung Tuyết bọn họ đều có chút mê mang. Không khỏi thản nhiên cười, Mộ Dung Liệt thở dài lấy lắc lắc đầu, thì thào lên tiếng, nghĩ đến các ngươi những bọn tiểu bối này cũng không rõ ràng, cái kia ta sẽ nói cho các ngươi biết đi. Ngay từ đầu chúng ta theo phế tích bên trong thức tỉnh, gặp chiến tranh kết thúc, cũng rất buồn bực. Nhưng về sau tìm tới Lăng Tông chủ bọn họ, mới biết được, nguyên lai bọn họ cùng Bách Lý Kinh Vĩ làm giao dịch. Trăm năm không chiến, đổi được hai phe bình an. Thế nhưng là trăm năm về sau đây, ai có thể địch Bất Bại Kiếm Tôn? Ta hỏi cái này về sau, bọn họ lúc đó đều trầm mặc, ít ra bọn họ không phải không nghĩ đến, chỉ là không muốn nghĩ mà thôi. Bởi vì hiện tại tiêu diệt Bất Bại Kiếm Tôn, bọn họ lo lắng tứ vương không cách nào áp chế, hội hủy các châu cơ nghiệp. Thế nhưng là Bất Bại Kiếm Tôn còn sống, liền có khả năng lại phát sinh năm châu đại chiến. Đến lúc đó thương vong càng nhiều, lại là một lần sinh linh đổ thán. Tuyết Nhi, ngươi làm biết rõ chúng ta Mộ Dung gia là hiệp khách nghĩa nhà, thượng quan gia là nhân nghĩa thế gia, nhưng cho dù hai nhà này cung phụng, lúc đó cũng ngầm thừa nhận cái hiệp nghị này, vì cũng là lại bảo vệ hai nhà trường tồn trăm năm. Mi mắt hơi hơi run run, Mộ Dung Tuyết thật sâu cúi đầu xuống, hàm răng cắn môi son. Ai, đốt ta thân thể tàn phế, lấy cứu thế nhân. Đây là ta Mộ Dung gia lập ra gốc rễ, nhưng không nghĩ tới sau cùng, vì chính mình gia nghiệp, còn muốn đem cái này trăm năm thống khổ, lại trì hoãn đến hậu nhân tiếp nhận. Ngăn không được địa dao động cái đầu, Mộ Dung Liệt một mặt xuống dốc, Tuyết Nhi, chúng ta nhiễm thế tục, chúng ta nói thì hủy. Mộ Dung gia không còn là lúc trước Mộ Dung gia, thượng quan gia cũng giống vậy. Cho nên chúng ta dự định lui ra, không hỏi thế sự. Chính đạo một khi nhiễm thế tục, chẳng khác nào gây ma chướng, có lẽ đến sau cùng, còn không bằng ma đạo tu giả lĩnh hội bản thân đại đạo càng sâu đâu. Thân thể chấn động mạnh một cái, Mộ Dung Tuyết nhất thời giật mình chứng,
trong tai tựa hồ lại hồi tưởng lại Trác Phàm đã từng treo ở miệng cảnh cáo, chính đạo muốn đỉnh phong, cuối cùng vẫn xuất thế. Thế tục quá phức tạp, đạo tâm dễ dàng thụ nhiễm. Tâm ma nhất niệm sâu, từ đó lại khó cảm giác chính khí. Cái này ác nhân, vậy mà đối chính ma lưỡng đạo đều như thế tinh thông, chẳng lẽ nói tại chính tà chi phân biệt phía trên, sai là ta. Tốt, các vị tiểu bối, cáo từ. Không tiếp tục nhìn rơi vào thật sâu trầm tư Mộ Dung Tuyết liếc một chút, Mộ Dung Liệt một địa liền ôm quyền đầu, cười to lên. Còn lại hai người cũng là cùng nhau ôm quyền, sau đó chân một bước, liền trong nháy mắt không thấy tăm hơi, triệt để rời đi. Âu Dương Trường Thanh bọn họ vội vã hô hoán, dĩ nhiên đã vô dụng, ba người sớm đã trốn xa trần thế. Chỉ có Mộ Dung Tuyết thật sâu nhắm mắt lại, trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Trước mắt tựa hồ lại xuất hiện Trác Phàm cái kia trần trụi chế giễu khuôn mặt. Sự thật thắng hùng biện, lần này chính tà chi tranh, liền hắn huynh trưởng đều đối với mình nhà tộc thất vọng, lại là lại rõ ràng có điều. Bọn họ cái này cái gọi là danh môn chính phái đã thua, sau cùng đem bốn châu tất cả mọi người bán, lại là chính bọn hắn, mà không phải cái kia gian tà giảo hoạt ác đồ. Nhìn tới, ta cũng phải theo đại ca bọn họ một dạng, ẩn thế lĩnh hội. Khóe miệng nhấc lên một đạo đắng chát nụ cười, Mộ Dung Tuyết thở dài lên tiếng, hy vọng tại ta nghĩ rõ ràng hết thảy về sau, đối ngươi thực sẽ có đổi mới, ác nhân. Trung Châu cùng bốn châu đại chiến, tuy nhiên song phương chuẩn bị công phu đều làm một năm có thừa, nhưng tránh thức theo chiến đưa đến sau cùng ngưng chiến, cũng chỉ là hơn 10 ngày thôi. Nhưng là thì là cái này hơn 10 ngày công phu, lại là làm cả năm châu tình thế, phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên tại lần này đại chiến bên trong, thương vong nhiều nhất thì là ở vào tuyệt đối thế yếu bốn châu chiến lực. Bọn họ cơ hồ tổn thất 3/4 tánh mạng, mới miễn cưỡng ngăn trở đối phương xâm nhập. Có thể nói, là một lần thảm thắng, cũng là một lần thắng mà không thắng thắng lợi. Nói thắng lợi, là bởi vì bọn hắn xác thực lấy yếu thắng mạnh, làm cho Trung Châu đại quân không thể không lui binh. Nhưng nói không thắng, lại là cuối cùng tại bọn họ có khả năng triệt để đánh tan cái này bất bại đế quốc lúc. Từ tại nguyên nhân nào đó, thế mà giảng hòa. Cái này không khỏi khiến bốn châu tất cả liều chết chiến đấu anh dũng đến cùng hạ tầng, có một loại bị đùa nghịch cảm giác, bọn họ nỗ lực nhiều như vậy, đến tột cùng vì cái gì? Chỉ là cao tầng tự có bọn họ giải thích, thuộc hạ nghe gió cũng là mưa, cũng rất dễ lừa gạt, chỉ cần nói là vì bọn họ suy nghĩ, không muốn lại nhiều lần thêm càng nhiều sinh linh thương vong, như thế đường hoàng lý do, cứ như vậy qua. Giống loại kia ngày sau bất bại kiếm tôn khả năng ngóc đầu trở lại, có lẽ sẽ càng thêm phát rồ, sinh linh đồ thán sầu lo, lại là chỉ có một ít tham chiến người chỉ huy mới sẽ nghĩ tới, phía dưới những cái kia chỉ là mặc cho người định đoạt con kiến hôi, cái nào sẽ xem xét nhiều như vậy. Riêng là, tại to lớn lợi ích trước mặt, vừa mới vết sẹo đau xót, cũng sẽ chớp mắt thì không hề để tâm. Bởi vì lần này tổn thất nặng nề, bốn châu rất trọng yếu bao nhiêu vị trí tự nhiên để chống. Giống Tây Châu cũng là chín trong tông đại lượng đệ tử trưởng lão cung phụng không đến, sau đó liền trắng trợn bắt đầu tuyển nhận, mà Đông Châu cùng Nam Châu, thì là giường cột gia tộc tổn thất không ít, cần rất nhiều hạ tầng gia tộc bồi dưỡng bổ túc. Kết quả là, tại như vậy đại cá đĩa bánh lợi ích trước mặt, mọi người chỉ là tranh nhau chen lấn địa leo lên trên, muốn nhất phi trùng thiên, đâu còn có công phu đang chú ý thượng tầng hôm đó quyết đoán hợp lý tính. Cho dù là Lạc Minh, bởi vì tổn thất nặng nề, mấy ngày này hấp thu gia tộc cũng là lấy lượng lớn mà tính. Mỗi khi thấy tình cảnh này, nhìn lấy trong mắt bọn họ cái kia trần trụi dục vọng, Lạc Vân Hải liền ngăn không được lắc đầu thở dài, đám này heo a. Bất quá đối với này, Lãnh Vô Thường cùng Gia Cát Trường Phong chờ trí giả lại là vui thấy thành, bởi vì vô thượng quyền lực, không đều là bị những thứ này như heo đầu, đẩy lên đi sao. Không có những thứ này heo, từ đâu tới những cái kia tranh quyền đoạt thế thẻ đánh bạc. Mà sự thật cũng là như thế, Lạc Minh cùng bình thường tông môn khác biệt, tông môn là một người đệ tử tuyển nhận, nhưng Lạc Minh lại là một cái gia tộc thu nạp. Tại như vậy nhân viên thiếu tình huống dưới, Lạc Minh thu nạp tốc độ, có thể nói là nuốt chửng hút nước, chỉ là mấy tháng công phu, liền đã khôi phục trước khi chiến đấu một nửa sinh cơ. Điều này không khỏi làm còn lại mấy cái tông môn thế gia, đều theo không kịp, nghẹn họng nhìn chân chối. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Lạc Minh trở thành sau khi chiến đấu Tây Châu tăng trưởng nhanh nhất thế lực, tuy nhiên cao thủ không nhiều, nhưng nhân viên đông đảo, lập tức liền tiến vào trung tam tông đỉnh phong vị trí, mà lại rất nhiều chen vào thượng tam tông xu thế. Loại này tăng lên tốc độ,
cho dù là Song Long Viện gặp, cũng không nhịn được muốn trợn mắt hốc mồm. Dù sao trước khi chiến đấu, Lạc Minh chỉ là một cái hạ tam tông đỉnh phong tồn tại mà thôi, bây giờ lại đã đến thượng tam tông cửa, có thể nói cá chép vượt long môn, một bước ba nhảy a. Nhưng là bọn họ cũng có thể hiểu được, chiến tranh nhân tố a, Lạc Minh có thể nói là phát chiến tranh tài. Bọn họ cái này liên minh hình thức vốn là phát triển cấp tốc, trước kia có lão bài thế lực ở nơi đó đỉnh lấy vẫn không cảm giác được đến, nhưng một khi các tông chiến lực đều trống rỗng lúc, cái này thu nạp tân sinh lực lượng ưu thế thì hiện ra tới. Đối với điểm ấy, cho dù là Song Long Chí Tôn đều không thể không cảm thán, Trác Phàm thật sự là cho Lạc gia lưu tốt nội tình. Chỉ sợ rất nhanh, Lạc Minh cho dù lẻn đến chín tông đứng đầu, Song Long Viện phía dưới cũng không nhất định a. Thế nhưng là bọn họ lúc này lại chỗ nào có thể nghĩ đến, đi qua sau trận chiến này, Lạc Vân Hải Tâm đã trực chỉ đỉnh phong, ngày sau chỉ sợ Song Long Viện đều khó mà lại áp chế bắt hắn. Một phương diện khác, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà sầu, Tây Châu bên này làm đến khí thế ngất trời, làm gì chắc đó khôi phục chiến lực. Nam Châu, Bắc Châu cùng Đông Châu ba nhà, lại là đã nghèo còn gặp cái eo, một trận ủ rũ, mặt mày xám xịt bộ dáng. Tuy nhiên bọn họ ba nhà cũng tại đều đâu vào đấy khôi phục, nhưng là lớn nhất trọng yếu đổ vật lại là không có a. Ngút trời, Phần Thiên, Phong Thiên ba thanh kiếm thần, bởi vì Âu Dương Lăng Thiên bọn họ mang thương đối phó Hải Ngao kết giới cho mất về sau, cái này ba cái ba châu chiến lực mạnh nhất, lại cũng cùng nhau tuyên bố thoái ẩn Sơn Lâm, không hỏi thế sự. Điều này không khỏi làm ba châu nhất thời mắt trợn tròn, không có ba vị này dẫn đầu đại ca đỉnh lấy. Bọn họ về sau đừng nói đối phó bất bại kiếm tôn, coi như đối phó cửu kiếm vương, đoán chừng đều cố hết sức. Kết quả là, vì mời ba vị này lão đại lại ra khỏi núi, Bắc Châu một đám người đạp phá Âu Dương Trường Thanh ra môn, Đông Châu một đám danh môn vọng tộc sớm đã chờ đợi tại Thượng Quan Khinh Yên trước phòng, đợi nàng truyền lời. Nam Châu càng là một đám lão gia hỏa, đem Mộ Dung ra vây cái nước chảy không lọt, rất nhiều người Mộ Dung liệt một ngày không ra. Ta lão đầu tử thì một ngày hao tổn chết ở chỗ này khí thế. Thế nhưng là, làm bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến là, Âu Dương Trường Thanh quá không chính cống, biết có người muốn cầu cạnh hắn, liền muốn quyền yếu linh thạch, mỗi ngày đắc chí, cùng Bắc Châu Chi Vương một dạng, nghênh ngang buồn nôn bọn họ còn không dám đắc tội còn hắn lão tử lúc nào rời núi, thân thể ở nơi nào, loại vấn đề này liền bị hắn kéo xuống tới. Thượng Quan Khinh Yên có tri thức hiểu lễ nghĩa, ngược lại không có như thế vô lại, nhưng cũng là đóng chặt cửa lớn, một người không thấy. Có kẻ nháo sự, thượng quan gia cũng không phải ăn chay, bọn họ nhưng còn có ba vị trấn trạch cung phụng đây. Bởi vậy, tại cầm mấy người giết gà dọa khỉ về sau, mọi người cũng liền giải tán lập tức, không lại dây dưa. Đến mức Mộ Dung gia, càng là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Mộ Dung Liệt ẩn độn về sau, muội muội của hắn Mộ Dung Tuyết lại cũng theo mất tích. Hai huynh muội cùng một chỗ ẩn thế, cái này để bọn hắn tìm ai đi, bóng người cũng không thấy. Cứ như vậy, ba châu đau mất tam đại chiến lực cùng ba thanh kiếm thần, lại là rơi vào từ trước tới nay thấp nhất cốc. Không có cách nào, sau cùng mọi người chỉ có thể tự lực cánh sinh, học Tây Châu một dạng, an tâm phát triển một chút tầng thế lực đi. Tối thiểu chiến lực nhân số đến bổ sung tới, người nhiều còn lực lượng lớn đây, đúng không? Mà giá trị này cơ hội. Bốn châu lớn nhất mệt nhoài thời điểm, vốn là một cái Trung Châu phát minh cơ hội thật tốt. Lấy Trung Châu cửu kiếm vương thực lực, hai người một đội liền có thể quét ngang bốn châu, hoàn thành đại nhất thống. Nhưng là không thể, Bách Lý Kinh Vĩ đã cùng bốn châu giảng hòa, còn lấy chính mình đạo tâm thể, trăm năm bất xâm, lại là không có lý do gì lại phát minh. Bất quá, hắn Bách Lý Kinh Vĩ tài năng kinh thiên động địa, làm thế nào có thể tùy tiện dùng như thế cái hệ thống bộ chết chính mình. Thật trăm năm bất động đâu. Nghiên cứu nguyên nhân chỉ là, không phải hắn không muốn động, mà chính là hắn không động đậy, trăm năm đều không động đậy. Hôm nay kiếm tinh đế quốc tuy nhiên vẫn như cũ cường thịnh, chiến lực đông đảo, nhưng là so với trước kia đại nhất thống đế quốc, lúc này dĩ nhiên đã sụp đổ, lại không trước kia phong mạo. Lấy Trung Châu đất rộng của nhiều chi tượng, tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày, lại có vài chục vạn bạo động phát sinh, một phần ba thành trì vẫn lạc. Cái này tại Trung Châu trong lịch sử thế nhưng là gần như không tồn tại đại loạn. Trác Phàm lúc trước để một mực ẩn nặc Hải Xuyên Thương Hội, tại thời gian chiến tranh nhạy cảm như vậy thời cơ bạo động, có thể nói là này lật trời. Tuy nhiên bạo động thời gian rất ngắn, nhưng bởi vì nội bộ trống rỗng, cũng không đủ binh lực trấn áp, Hải Xuyên cửa hàng liền không có nhiều như vậy lo lắng,
trực tiếp đem chỗ có át chủ bài đều lật lên, đại náo một trận. Mà bạo động là có phản ứng dây chuyền, bọn họ cái này một đầu thoát động, hắn rất nhiều tiểu địa đầu xa, liền cũng theo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bạo động. Kết quả là, toàn bộ một cái kéo dài mấy ngàn năm Thái Bình đế quốc, trong nháy mắt thì hậu viện lửa cháy, phân mảnh. Có lẽ liền Bách Lý Kinh Vĩ hắn cũng không nghĩ tới, hắn một mực bảo trì ổn định đế quốc, hội có nhiều như vậy tai họa ngầm. Mà những thứ này tai họa ngầm nếu là ngay từ đầu áp diệt, cũng liền không có chuyện gì. Nhưng mấu chốt là, cùng thời khắc đó, lão tổ tông bị vây, chiến sự lại ngừng không. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có đỉnh lấy áp lực, trước tiên đem lão tổ tông cứu trở về, ổn định tứ vương lại nói. Nhưng là trong lòng của hắn cũng minh bạch, dù vậy, kiếm tinh đế quốc trong ngắn hạn cũng không còn là trước kia kiếm tinh. Bởi vì lần này bạo động quá lớn, cho dù hắn có thể cấp tốc đè xuống, nhưng ngọn lửa đã chôn, kiếm tinh sau này đem cuồn cuộn sóng ngầm, khó có thể giống như trước kia một dạng lớn nhất thống. Muốn trừ tận gốc tai họa ngầm, lấy đế quốc lớn như vậy địa vực, tối thiểu trăm năm. Cho nên Bách Lý Kinh Vĩ phát cái kia thể độc, không phải tóc trắng, cái này trong vòng trăm năm, hắn cũng không muốn hắn bốn châu quấy rầy hắn yên ổn bình loạn. Chỉ có thể cười bốn châu cao tầng cũng đều cho là mình bức Bách Lý Kinh Vĩ làm ra hiệp nghị, là mình phương này thắng lợi, lại làm sao biết, bọn họ đã sớm bị Bách Lý Kinh Vĩ tính kế trong lòng bàn tay, còn không tự biết. Hiện tại cần thời gian nhất, không phải bọn họ, mà chính là vị này trăm dặm thừa tướng A. Đại sư, lão tổ tông thương thế như thế nào? Một tòa tối tăm trong đại điện, một khối cẩn trọng vải mảnh bị chậm rãi xốc lên. Một tên tóc trắng xóa lão giả cung kính từ bên trong lui ra ngoài. Bách Lý Kinh Vĩ xem xét, đuổi bước lên phía trước hỏi thăm. Hoàng đế Bách Lý Kinh Thế cùng Thái tử Bách Lý Cảnh Thiên, cũng là vội vã đuổi theo. Khom người hướng ba người thi lễ, lão giả kia thì thào lên tiếng, khởi bẩm bệ hạ, thừa tướng đại nhân, Thái tử điện hạ, lão tổ tông thương thế vi thần đã cho hắn ăn vào 12 phẩm sống lại linh đan, tạm thời không ngại, chỉ là... Chỉ là cái gì? Mọi người cùng nhau nói. Mi mắt thật sâu nhăn lại, lão giả kia bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, chỉ là lần này lão tổ tông thụ thương quá nặng, hoàn nguyên lực hao hết, thương tổn căn cơ, vốn là ấn lão tổ tông công lực, lại có 800 năm số ngày không thành vấn đề, nhưng bây giờ chỉ sợ trăm năm về sau, thì muốn đi vào thiên nhân ngũ suy chi cảnh, thần tiên khó cứu. Cái gì, người nói lão tổ tông chỉ có trăm năm? Trong mắt nhịn không được hung hăng co rụt lại. Bách Lý Kinh Vĩ trong lòng kinh hãi, vội vã nắm lấy hắn cánh tay nói, đại sư, kiếm tinh không thể không có lão tổ tông, không biết còn có biện pháp gì. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lão giả kia cũng là bất đắc dĩ ai thán ai, nhân lực có khi cùng, lão phu cũng không hồi thiên chi lực, trừ phi. Trừ phi cái gì? Trừ phi lão tổ tông có thể ở trên trời đếm gần trước đó, làm tiếp đột phá, kéo dài tuổi thọ, chỉ là. Lão phu sống nhiều năm như vậy. Lão tổ tông công lực đã đỉnh phong chi cảnh, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói, còn có nâng cao một bước sự tình. Cho nên, ai, khó đó. Đụng. Thế mà, hắn vừa dứt lời, nhưng nghe một tiếng vang thật lớn phát ra, Bách Lý Kinh Vĩ đã nhất trưởng đánh nát đầu hắn, trong mắt hiện ra lạnh lùng ánh sáng. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Bách Lý Kinh Thế thật sâu nhìn Bách Lý Kinh Vĩ liếc một chút, kinh ngạc nói, Kinh Vĩ, ngươi. Hắn nhưng là đế quốc chỉ có 12 phẩm luyện đan sư. Lão tổ tông thương thế, tuyệt không thể ngoại truyền. Trong mắt nổi lên một đạo lạnh lùng ánh sáng, Bách Lý Kinh Vĩ nghiêng liếc liếc một chút dưới thân thi thể, đạm mạc nói, bệ hạ, đừng nói hắn là 12 phẩm luyện đan sư, coi như hắn đan thần tại thế, nên giết cũng phải giết. Nếu không mà nói, biết được lão tổ tông sắp đại nạn, cái kia bốn cái kiếm vương còn phải. Thật sâu liếc hắn một cái, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Bách Lý Kinh Thế khẽ gật đầu, như vậy. Bốn người bọn họ ngươi an bài thế nào? Thật không biết sao. Yên tâm đi, đoạn đường này vận chuyển lão tổ tông hồi đế đô, ta làm được cực kỳ nghiêm mật, cũng khiến ngũ kiếm vương không được lộ ra tiếng gió. Hiện tại ngũ kiếm vương có thương tích trong người, ta để bọn hắn trở về liệu thương, còn lại cái kia bốn cái, ta để bọn hắn đi bình định. Tóm lại, lão tổ tông một ngày tại vị, bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Cho nên... Lão tổ tông nhất định không thể có sự tình. Trong mắt lóe lên một đạo trần trụi hung ác mang, Bách Lý Kinh Vĩ kiên định lên tiếng. Cùng lúc đó, một mảnh che lấp trong rừng cây, Ngô Nhiên Đông đứng bình tĩnh ở chỗ này, mà hắn đối diện là một cái tiểu cô nương thước nhi, một cái bé trai cổ tam thông,
còn có trong bọn hắn cặp mắt kia được một đạo vải trắng chát phàm. Bắt đầu đi, thông thiên chi lộ. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Đen nhánh ban đêm, như mực đồng dạng nhuộm dần thương khung, chỉ có đỉnh đầu trăng sáng, đang phát tán ra hào quang nhỏ yếu, rơi xuống một mảnh lạnh lùng ánh sáng. Nhưng là rất nhanh, liền cái này sợi bóng minh đô bị cái kia chậm rãi lướt qua mây đen che chắn. Một đám mình trần trên thân đại hán, cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy một cái đem linh binh, tại u ám trong sơn động, tất tất dẫn dẫn địa đánh lấy phía trước vách tường, nguyên lai lại là tại đảo bới một đầu nhưng là qua một người sơn động. Các vị, qua tối nay, chúng ta cái này đường nét thì thông, chúng ta liền có thể an toàn trở về, không lại dùng làm cái này nơm nớp lo sợ sống. Các huynh đệ, gấp rút làm đi. Lúc này, một cái mãn kiểm cầu nhiêm đại hán, lén lén lút lút đi vào trước mặt mọi người, thấp giọng quát nhẹ. Mọi người nghe xong, trên mặt trèo lên thì lộ ra hy vọng ánh sáng. Ôi chao mẹ ta a, có thể tính phải kết thúc. Lão đại, ngươi nhưng không biết, sứ giả đại nhân đem chúng ta cái này đội điều đến nơi đây làm việc, lúc trước thế nhưng là đem ta hoảng sợ nước tiểu. Người nào không biết, nơi này là lớn nhất nguy hiểm khu vực, nếu là bị bắt, chết không toàn thây a. Ta vẫn được nghĩ lần này chết chắc, kết quả 3 tháng tiếp theo, còn thật muốn hoàn thành nhiệm vụ về nhà. Hắc hắc hắc, cũng không biết đến lúc đó có cơ hội hay không may mắn nhìn thấy điện chủ a. Gặp điện chủ, người nghĩ hay lắm. Khinh thường trợn mắt một cái, đại hán kia nhất thời cười mắng lên tiếng, lão tử nhập điện trên 100 năm, xem như điện bên trong nguyên lão, cũng chưa từng thấy qua điện chủ một mặt, người mới đến bản điện mấy năm, muốn gặp điện chủ. Hừ, thật sự là si tâm vọng tưởng. Vừa mới nói xong, người khác cũng theo cười rộ lên, mang trên mặt chất phác, cũng có trào phúng. Người kia gãi đầu một cái, trong mắt vẫn còn có chút hy vọng, người điện chủ kia là dạng gì a? Lão huynh, người biết nội tình gì sao? Truyền thuyết điện chủ thần công cái thế, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Nhưng là ai cũng chưa thấy qua hắn bộ dáng, lại càng không biết hắn đến tột cùng mạnh đến loại tình trạng nào. Ta cũng là mộ danh mới gia nhập bản điện, nhưng là cũng chẳng biết lúc nào có thể hữu duyên nhìn thấy. A nha, cái này liền không nói được a, ta chỉ là nghe qua, điện chủ hành tẩu giang hồ, không người có thể địch. Đã từng có bản điện huynh đệ bị hơn 50 cái quy nguyên cảnh cao thủ bọc đánh, kết quả một trong nháy mắt, cái này 50 cao thủ thì toàn bộ hóa thành dòng máu. Sau cùng huynh đệ kia chỉ là nghe đến điện chủ thanh âm, để hắn đi mau, lại không thấy mặt. Đến tận đây, điện chủ chí cường uy danh, vang vọng trong điện. Ta dựa vào, thật giả, 50 quy nguyên cao thủ, phút chốc tiêu diệt, người điện chủ kia thực lực há không thể so với Trung Châu kiếm vương. Trong mắt từng cái co lại thành một cái điểm nhỏ, tất cả mọi người một mặt sắc mặt đại kinh, khó có thể tin. Thản nhiên cười, đại hán kia từ chối cho ý kiến địa khoát khoát tay, Trung Châu kiếm vương tính là gì, nghe nói điện chủ thủ hạ ngũ đại pháp vương, liền có thể so với kiếm vương, điện chủ thực lực còn tại bọn họ phía trên đâu. Hoa! Lại là một tiếng kinh hô vang lên, mọi người sắc mặt hãi nhiên, không phải khoác lác a, điện chủ so kiếm vương còn lợi hại hơn. Vậy chẳng phải là muốn đuổi sát trong truyền thuyết bất bại kiếm tôn sao? Này, cái kia bất bại kiếm tôn 100 năm chưa lộ diện, có lẽ đã sớm chết tuyệt. Nghe nói 100 năm trước lần kia đại chiến, bất bại kiếm tôn liền đã hấp hối, đã sớm chết, chỉ bất quá kiếm tinh không dám tuyên bố mà thôi. Thật tốt, những thứ này tin tức ngầm không nói, tranh thủ thời gian làm việc đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, đại hán kia thúc giục lên tiếng. Bọn người người thì là một mặt kỳ dị. Càng hiện tìm tòi ánh mắt, tuy nhiên trong tay linh binh vẫn tại đinh đinh đang đang mà vang lên lấy, nhưng là đã không yên lòng. Trong truyền thuyết thần bí điện chủ, đến tột cùng thần thánh phương nào, là có hay không cường đại như thế đâu. Mỗi người tâm lý, đều hiện ra nghi hoặc cùng hy vọng. Đúng lúc này, một cái người nhỏ bé vô cùng lo lắng địa chạy tới, giống to lên tiếng, không tốt, mau bỏ đi, Phi Vân Vương phủ chó đen bao tới. Cái gì, Phi Vân Vương phủ? Trong mắt nhìn không được hung hăng co rụt lại, mọi người đều là quá sợ hãi, riêng là nam tử kia, càng là nhanh khóc lên, ta liền nói nơi này nguy hiểm a, đều nhanh hoàn thành, thế mà còn bị Phi Vân Vương phủ phát hiện. Cái kia thượng quan Phi Vân thế nhưng là 10 kiếm vương chung, nổi danh thủ đoạn độc ác a. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? 3. Một tiếng vang dội bàn tay đập tại trên mặt hắn, đại hán kia giận không nhịn nổi, mắng to lên tiếng, cái gì làm sao bây giờ? Chạy mau a, nhớ kỹ đem động phong,
khác để bọn hắn phát hiện, không phải vậy thì làm không công. Vội vã gật gật đầu, mọi người vội vàng một mạch xông ra đi, ấn quyết trong tay một kết, cái kia cửa động liền ông một tiếng, biến mất không thấy gì nữa, biến mất lên. Sau đó bọn họ mới lại gấp gáp bận bịu hoảng chỗ, hướng xa bay đi. Hiu hiu hiu. Thế nhưng là, còn không chờ bọn họ vọt ra vài dặm chỗ, nhưng nghe từng đạo tiếng xé gió vang lên, 10 cái lão nhân đã là nhất thời cản bọn họ lại đường đi, toàn thân khí thế cường hãn ngăn không được phát ra, lại chính là Quy Nguyên cường giả. Thấy tình cảnh này, mọi người cùng nhau giật mình, sắc mặt đều là nhìn không được ngưng trọng lên. Ha ha ha, lớn mật cuồng đồ, lại dám tại ta Phi Vân Vương phủ khu vực hoạt động, thật sự là không muốn sống. Một lão giả cười lớn một tiếng, nhất thời tiến lên trước một bước, lại là cái Quy Nguyên thất trọng cường giả. Mi mắt nhìn không được run run, đại hán kia cũng là bỗng nhiên một bước bước, nhất thời toàn thân khí thế tuôn ra, giống to lên tiếng, các huynh đệ, lão tử cho các ngươi mở đường, các ngươi đi trước. Nói, người kia liền hung hăng tiến lên. Há, Quy Nguyên 6 tầng cảnh, mi mắt hơi hơi lắc một cái, lão giả kia bất giác cười khẽ một tiếng, tuy nhiên chỉ kém một trọng. Nhưng là cái này nhất trọng cũng là nhất trọng thiên, người thật sự cho rằng có thể theo lão phu bên người chạy đi à, cười chê, ha ha ha. Cười to một tiếng, lão giả kia cũng là trong nháy mắt hướng đại hán kia phản tiến lên. Đụng, một tiếng vang thật lớn, hai người lúc này đối nhất trưởng, lão giả kia bạch 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 liền lùi lại 5 bước, đại hán kia lại là lui một bước về sau, cắn răng một cái, vừa dùng lực, nhất thời liền ngừng lại thân hình. Khóe miệng lại là nổi lên một đạo đỏ tươi đến, sau đó bỗng nhiên một bước bước, không lùi mà tiến tới, ngược lại thẳng vọt lên, thừa dịp lão giả kia không có kịp phản ứng trước, đụng một tiếng, lại là nhất trưởng đánh vào bộ ngực hắn, nhất thời liền đem hắn đánh bay ra ngoài, một vệt diễm lệ huyết hoa. Bỗng dưng bay ra mà ra. Lôi đại ca. Mọi người thấy một lần, nhất thời giật mình, sau đó liền vui vẻ, thế nhưng là còn không đợi bọn hắn khóe miệng liệt lên, phốc một tiếng. Một miệng đỏ thẫm máu tươi, đã là từ đại hán kia trong miệng phun ra. Tên kia bị đánh bay lão giả nhìn lấy đây hết thảy, lại là hung hăng khẽ cắn môi, vệt một thanh khóe miệng máu tươi, cường ngạnh đứng lên, chăm chú chằm chằm đi qua, oán hận nói, hừ, thật có gan, vậy mà mạnh thụ đối trưởng xông lên chi lực, hướng lão phu đoạt công. Thế nhưng là ngươi làm như thế, sẽ chỉ so lão phu thương tổn càng nặng, thực sự ngu xuẩn. Hắc hắc, ngu không ngu xuẩn, để ta tới định. Hơi hơi méo miệng, lộ ra tràn đầy máu tươi đại nha đến, đại hán kia bỗng dưng ngửa mặt lên trời hét lớn, các huynh đệ, xông lên a, ta cho các ngươi mở đường. Không khỏi khẽ giật mình, mọi người lại nhìn về phía trước, lại là nhất thời phát hiện, đại hán kia tuy nhiên bị thương nặng, nhưng lại đem lão giả kia đánh lui, tránh ra cản trở đường. Trong mắt bất giác có nước mắt mang chớp động, mọi người một vệt khóe mắt, nhất thời xông về phía trước, lôi đại ca, chúng ta sẽ không cô phụ ngươi tâm ý. Cản bọn họ lại, lão giả kia thấy một lần, giống to lên tiếng, sau lưng lão giả, liền cùng nhau hướng mọi người vây lại.